tu vi nguyên nhân, hai người đều không sử dụng ra được tiên vương pháp khí cường sát nhất thương lực, đơn giản mạnh đụng vào nhau, ai cũng không làm gì được ai, nhưng thân là thôi động pháp khí giả, chỗ bị phản phệ, lại dị thường bá liệt, mỗi va chạm như vậy một lần, hai người thể phách liền cũng đi theo sụp đổ một lần. Chấn diệt. Xích thiên thần tử tiếng giống chấn thiên, tiên vương bảo tháp tựa như núi cao đập tới. Triệu Bân dũng mãnh phi thường vô song, tay nắm lấy thạch cầm, lại nhất kích vung mạnh lật bảo tháp. Phốc. Xích thiên thần tử phun máu, bởi vì bảo tháp bị thương nặng phải chịu liên lụy. Không bằng hắn tái tạo thể phách, Triệu Bân đã như kiểu quỷ mị hư vô giết tới, sát khí đem hắn bao phủ. Khá lắm thiên sát cô tinh. Xích thiên thần tử kinh hãi, bị sát khí bao phủ, tựa như đầu vai khiêng một ngọn núi, chỉ vì cái kia mỗi một sợi sát khí, đều trầm trọng như núi lớn, mạnh như hắn thể phách, đều nhìn không được uy áp. Mở. Hắn một tiếng gầm này, lại tế trăm năm tuổi thọ. Lấy thọ nguyên đổi chiến lực, hắn mới cưỡng ép thoát ra. Phá. Đồng dạng tê uống, Triệu Bân bên kia cũng có. Hắn lấy luân hồi thành kiếm, cưỡng ép tan vỡ giam cầm, tháo xuống vĩnh hằng giới gông xiềng. Nếm thử cái này. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, triệu chiếu thiên kính, hồi phục hắn tiên uy. Đúng lúc gặp tuyệt thiên thần tử giết đến, hiểm bị chiếu thiên kính một mảnh tiên quang càn quét. Đó là, chiếu thiên kính. Tuyệt thiên thần tử kinh hãi, kéo lấy huyết lâm xối thân thể phi thân sau đột. Xích thiên thần tử thấy cũng khó có thể tin, sớm đã trừ khử nhiều năm chiếu thiên kính, vậy mà tại Triệu Bân trong tay, hắn một cái động hư cảnh, từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Phía trước có cái thanh kia quỷ dị thạch cầm, bây giờ, lại là trong truyền thuyết lực sát thương kinh khủng chiếu thiên kính. Ông, oanh! Hai người kinh ngạc lúc, Triệu Bân bên cạnh thân lại nhiều một cái tiên đao cùng một phương bảo ấn. Đó là phệ tiên đao cùng hạo thiên ấn, đều là hàng thật giá thật tiên vương cấp pháp khí, như hai đại hộ pháp bản tại Triệu Bân tả hữu, cùng thạch cầm, chiếu thiên kính cùng thiên vũ tiên lô thành uy thế tương liên. Gặp chi, hai thần tử tất cả đạp một bước lui lại. Nhiều tiên vương như vậy pháp khí, Triệu Bân nội tình đã đổi mới bọn hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Đi. Hai người nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Triệu Bân từ không làm, vượt qua tinh không đuổi theo. Chấp trưởng đông đảo tiên vương pháp khí, hắn chi công phạt có thể xưng hủy diệt. Hai thần tử thảm rồi, dù có tiên vương, minh bảo hộ, cũng không chịu nổi nhiều như vậy sát sinh đại khí. Lão tổ, cứu ta. Trong đuổi giết. Gào thét một dạng kêu cứu một đường nương theo. Thịnh hội bên trên người, đều dựng lỗ tai lên, nếu không phải bị buộc đến phát cuồng, hai thần tử tiếng kêu rên, như thế nào như vậy thê lương, đại la thánh chủ tâm ngoan thủ lạt, nên hạ thủ tặc hung ác. Tuyệt thiên thần tử, xích thiên thần tử, Côn Luân Sơn bên ngoài rảnh rỗi khách, cũng đều đang nhìn hư vô. Bọn hắn ánh mắt kỳ quái, đầu óc cũng mơ hồ, hai thần tử không phải tại Côn Luân thịnh hội sao? Nhưng bọn hắn kêu rên vì đi truyền lại từ Thương Miểu, đến tột cùng đang cùng ai đánh, lại đến tột cùng ở nơi nào đánh. Ầm ầm. Vạn chúng chú mục phía dưới, hư vô nhiều sấm sét vang dội. Chỉ có điều, cái kia từng đạo quanh co sấm sét, cũng như tiếng oanh minh, chợt trái chợt phải, chợt đông hốt tây, chớ nói bọn tiểu bối, ngay cả tiên vương thậm chí bán thần, tìm khắp không đến hắn âm thanh căn nguyên. Diệt. Triệu Bân âm vang một chữ, băng lãnh cô quạnh. Đông đảo sát sinh đại khí cự chiến, liên hợp công phạt. Phốc, còn tại liều mạng chạy thục mạng tuyệt thiên thần tử, bị nhất kích đánh nát nhục thân. Phía sau chính là xích thiên thần tử, chịu chiếu thiên kính nhất kích, cũng thân thể sụp đổ, nếu không phải tiên vương pháp khí bảo hộ, hư nhưng là không phải thân thể, liền hắn nguyên thần cũng biết cùng nhau nổ diệt. Liền cái này, hai người vẫn như cũ trốn cũng không quay đầu lại. Không trốn có thể thực hiện được, chậm một bước đều có thể bị đồ diệt. Nói cho cùng, bọn hắn dục vọng cầu sinh rất mạnh, đều cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Chắc chắn phải chết. Cái này, là mây khói cho hai người quyết định phân tích. Bị nhốt dị không gian, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Liều mạng. Độn đến một mảnh tinh không, hai thần tử đều lộ vẻ điên cuồng. Muốn sống, nhất thiết phải giết ra ngoài, đây là hai người giác ngộ. Ông. Cùng với một tiếng vù vù. Tuyệt thiên thần tử tế tiên vương sát kiếm. Cùng một trong nháy mắt, xích thiên thần tử hao tổn nguyên thần tế tiên vương bảo tháp. Bọn hắn sợ là điên thật rồi, càng là cùng nhau tự bạo tiên vương pháp khí, muốn dùng cái này, oanh mở dị không gian, dù là xé mở một vết nứt cũng được,
chỉ cần thoát ra, liền coi như được cứu. Oanh! Hai tôn tiên vương pháp khí tự bạo, uy lực vô tận. Tự đứng ngoài đi xem, cái kia phiến thương miểu đều một mảnh lắc lư. Đừng nói, hai người điên cuồng cử chỉ, thật sự cho dị không gian xé mở một khe nứt, tiên vương pháp khí tự bạo uy thế còn dư, từ khe hở chút xuống, thành từng mảnh quang vũ, lăng thiên rủ xuống. Dị không gian, ngoài núi, không thiếu tầm mắt cao thâm lão bối kinh ngạc. Cũng là tại bọn hắn kinh ngạc lúc, có hai đạo tàn phá nguyên thần từ trong cái khe ngã ra, chính là hai thần tử, bởi vì tiên vương pháp khí tự bạo, đều gặp đáng sợ phản phệ, nguyên thần cực điểm hủy diệt. T. Gặp hai thần tử, người ngoài núi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái nào nhân tài, càng đem hai thần tử trùy thảm như vậy. Oanh! Không đợi thế nhân bấm ngón tay tính toán, thì thấy Triệu Bân từ khe hở giết ra. Nói thực ra, nhìn thấy hắn một chớp mắt kia, thế nhân đều tập thể khẽ giật mình, nếu không nhìn lầm, đó là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ A. Bạo trùy hai mạch thần tử, lại là đương đại vĩnh hằng thể. Lão Tổ! Thế nhân kinh ngạc, bị hai thần tử ô gào đánh gãy. Cũng không cần bọn hắn kêu cứu, thần ở Côn Luân Xích Thiên Lão Tổ cùng Tuyệt Thiên Lão Tổ, liền đã giết tới, trừ bọn họ, còn có Đại La Tiên Tông cửu gia, mặt trời lặn tiên vương bọn hắn tất cả tại, mỗi diện mục dữ tợn, mỗi bao phủ sát khí ngút trời, nghiền minh mông tiên khung đều chính muốn sụp đổ. Tại Côn Luân, bọn hắn không dám động thủ. Ra Côn Luân, liền không cố kỵ nữa. Một đường, dễ đi. Triệu Bân sát ý băng lãnh, sát khí che giấu hư thiên. Theo hắn dứt lời, Long Uyên từ thiên xuống vượt qua không gian. Phốc, Tuyệt Thiên thần tử bị một kiếm mệnh chung, tàn phá nguyên thần bị một kiếm sinh bổ. Hắn chú định đợi không được lão tổ tới, nguyên thần thể nổ thành một mảnh cho. A, à, hắn trước khi chết gào thét, giấu đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vốn là vì Triệu Bân tạo tử cục, lại là đem hắn chôn sống. Chanh. Tuyệt Thiên thần tử táng diệt, Xích Thiên thần tử cũng khó trốn. Vẫn là Long Uyên vượt qua không gian, đem hắn cùng nhau chặt. Hắn cũng chết phiền muộn, thật vất vả từ dị không gian thoát ra, vẫn là khó thoát tử kiếp. Người ngoài núi tất cả run sợ, là mắt thấy hai thần tử hồn phi phách tán. Hai đại thiên bảng đệ tử liên tiếp bị diệt, Triệu Bân quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Ngoài tầm tay với A. Không ít người trách mắt nhìn Côn Luân, có thể gặp đánh tới chúng tiên vương. Chỉ tiếc, khoảng cách có chút xa, nước xa không cứu được lửa gần. Ông! Triệu Bân diệt hai thần tử, trước tiên tế vực môn. Chờ chúng tiên vương giết tới phiến thiên địa này, đã không thấy hắn bóng dáng. Đáng chết! Xích Thiên cùng Tuyệt Thiên lão tổ gào thét, đánh sập thiên khung. Khác như mặt trời lặn tiên vương, Hắc Huyền lão tổ, Khô Diệt tiên vương, cũng là tức giận ngập trời. Còn kém một chút đâu, vẫn là để Triệu Bân chạy. Trăm năm một lần thịnh hội, thương vong cỡ nào thảm trọng. Ầm ầm, thương miểu lại có sấm sét vang dội, nhịn không được chúng tiên vương uy áp. Thậm chí là, thân ở phiến thiên địa này quần chúng đều lui ra ngoài. Triệu Bân, tính ngươi chạy nhanh, Bát Cực Thánh Điện thần tử cùng Kim Luân Thánh Địa thần tử cũng đi theo, cười lạnh cất giấu dữ tợn, tốt biết bao cơ hội, quỷ hiểu được tới như thế cái biến cố. Một đám phế vật, Thái Thượng thần tử hừ lạnh một tiếng. Diện mục dữ tợn so lệ quỷ càng âm trầm. Cái gọi là phế vật, là chỉ mặt trời lặn thần tử bọn hắn, hư việc nhiều hơn là thành công. Bất quá, hắn cũng có nói lời này tư bản. Bát đại thần tử thuộc hắn mạnh, nếu không có mấy cái bàn trải, hắn cũng đánh không bên trên Hồng Hoang Tiên Bảng. Đại La Tiên Tông, chúng tiên vương nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau giết hướng Bắc Hoang. Chạy Hòa Thượng Miếu không chạy được, Triệu Bân chạy không việc gì, Đại La Tiên Tông còn tại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người nhìn về phía từ Côn Luân đi ra ngoài người. Tự nhìn, thịnh hội bên trên người không keo kiệt, đem lạc ấn hình ảnh truyền ra. Thế nhân gặp chi đều chấn kinh, thì ra thịnh hội náo nhiệt như vậy. Bát đại thánh địa tám cái thần tử A, bị Triệu Bân giết hết 5 cái. Sớm biết như vậy, lão phu liền nên dùng nhiều tiền mua một tấm thiệp mời. Nhếch miệng chặt lưỡi âm thanh đầy tứ phương thiên địa, phần lớn là chui vào Côn Luân những người kia. Nhìn chiếu lại nào có tại hiện trường nhìn rõ ràng, Triệu Bân cũng thật to lớn quyết đoán, ngay cả Không Niệm Thiên đều không dám đến tham gia thịnh hội, hắn lại chạy cái này tản bộ liền tản bộ, còn diệt 5 cái tiên bảng đệ tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không trách nhân Đại La Thánh Chủ.
là đám kia yêu nghiệt nhất định phải tìm kích động, giết người không thành bị diệt. Bây giờ, tại cùng một ngày mất mạng, Hoàng Tuyền Lộ còn có thể làm bạn. Hiện thế báo a. Không thiếu lão bối vuốt sợi râu, trong lòng phá lệ thoải mái. Bị diệt cái kia năm vị, cũng là hung ác bạo ngược tàn bạo chủ, ngày thường không ít làm ác, còn có phía sau bọn họ thánh địa, cái nào không phải lấn lăng tứ phương, Triệu Bân cũng coi như là thay trời hành đạo. Đi. Đầu chọc lão lôi khò khè em bé cùng quỷ tinh nghịch, an tĩnh rút lui. Đồng dạng rút lui còn có mưa bụi, Triệu Bân đã không ở nơi này, muốn tìm hắn liền đi tiên tông. Trò hay tan cuộc, Côn Luân thịnh hội cũng hạ màn kết thúc. Tứ phương khách đến thăm chậm rãi rút đi, mỗi vẫn chưa thỏa mãn. Cái này không uổng công. Man tộc hùng vũ mãng hán lúc đi, mang theo ra hỏa trái nhìn nhìn phải. Hắn tại tìm thật tuyệt lão đạo, thịnh hội mặc dù tan cuộc, nhưng không trở ngại hắn tìm người hẹn một trận. Nhưng, xem xét một vòng, cũng không gặp tên kia bóng dáng. To con, tìm chỗ tâm sự, dấu thiên lão đạo xông tới. Người cái kia hàng nhìn xem thuận mắt, hùng vũ mãng hán cũng là sảng khoái, trước khi rời đi, vẫn không quên liếc qua diễn thiên lão đạo, cái kia hàng cũng không phải người tốt, sạch mẹ nó mánh khóe đằng sau, còn có danh đồ lữ mở, cũng không phải đồ chơi hay, không biết hô hố bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Nói lữ mở, tên kia đứng ở đám mây, cười cũng là hí ngược nghiền ngẫm. Hôm nay vở kịch, quả thực đặc sắc, Đại La Tiên Tông Thánh Chủ có tư cách làm đối thủ của hắn, chân chính cao nhân, là làm người đánh cờ. Mà hắn, liền cực kỳ am hiểu làm cho người làm quân cờ. Đi mộng chi đảo. Diễn thiên lão đạo cũng phất tay áo rời đi, mặt mo một mảnh xanh xám. Hắn còn phải đi hỏi một chút mộng tiên, đến tột cùng là ai truyền Triệu Bân thiên cơ thuật. Bắc hoang phải có chiến hỏa. Trà thánh không hiện sơn bất lộ thủy, lúc đi hướng phương bắc liếc mắt nhìn. Bát đại thánh địa thần tử bị diệt năm cái, bát đại thánh địa có thể làm tốt mới là lạ. Đại La Tiên Tông mưa gió phiêu linh, sợ là không kháng nổi trường hạo kiếp này. Vĩnh hằng thể là kinh diễm, nhưng cửu gia chưa hẳn cho hắn trưởng thành thời gian. Từ cái này phương thu mâu, hắn lại liếc mắt nhìn phương đông, bên kia có hai bóng người cùng nhau mà đi, một là kiếm tôn một là bá đao, xem ra, hai người muốn đơn độc tìm chỗ ngồi hẹn lên một trận. Lão hủ liền không đi tham gia náo nhiệt. Trà thánh nở nụ cười, đăng thiên cưỡi hạc đi tây phương. Côn Luân. Tiên quân đứng ở đỉnh núi, vòng nhìn tứ hải bát hoang. Cũng như những năm qua, Côn Luân thịnh hội lại một lần nhuốm máu, táng diệt năm cái thần tử, bát đại thánh địa là không ghi hận Côn Luân hắn không biết, nhưng Bắc Hoang Đại La Tiên Tông, tuyệt đối khó thoát hạo kiếp. Gió nhẹ nhẹ thổi, cuốn lấy một vòng tử tang thương. Đổi phế người tới, như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa. Ta thật bất ngờ, người còn sống. Côn Luân tiên quân mỉm cười. Không nói chuyện cũ trước kia. Đổi phế người nhạt đạo, trực tiếp duỗi tay. Tư thái như vậy, ngược lại là có hắn trước kia mấy phần thần uẩn. Tiên quân nhẹ phẩy tay, trong tay áo có một phe màu đen hộp ngọc bay ra, ta đã chân tàng nhiều năm, hôm nay cũng coi như vật quy nguyên chủ. Đa tạ. Đổi phế người cầm hộp ngọc, lại như gió rời đi. Sau lưng, Côn Luân tiên quân hít sâu một hơi, thần sắc nhớ lại. Phốc, vực môn trong thông đạo, Triệu Bân không ngừng ho ra máu. Liên chiến ngũ đại thần tử, hắn không bị thương là giả, mà để cho hắn khó chịu, vẫn là cái kia hai đại tiên vương pháp khí tự bảo, lúc trước là xông quá mạnh, suýt nữa bị tạc diệt nguyên thần. Hắn cũng phải cảm tạ hai thần tử, làm ra một cái tuyệt sinh môn. Cũng đang bởi vì tuyệt sinh môn, hắn mới có thể tại Côn Luân Sơn bên ngoài thoát thân. Phải biết, tại thượng chiến đài phía trước, hắn căn bản vốn không biết vĩnh hằng giới bị khóa, cái này như ngốc hết chỗ chê ra Côn Luân. Hơn phân nửa tại chỗ bị bắt phía dưới, dù sao vực môn cũng tại trong vĩnh hằng giới. Oanh! Hắn đang chữa thương lúc, chợt cảm thấy thông đạo một hồi lắc lư. Là có người bên ngoài oanh kích, lại ngắm vô cùng chính xác. Chỉ một cái chớp mắt, thông đạo liền sụp đổ, vết nứt không gian chợt hiện, Triệu Bân từ bên trong ngã ra. Lại hiện thân nữa, đã là một tòa u ám sơn cốc. Không chờ hắn đứng vững, thì thấy một đạo như u linh bóng người. Cẩn thận một nhìn, chính là thật tuyệt lão đạo, như địa ngục đi ra quỷ, cười dữ tợn, hiện ra u quang con mắt, tràn đầy lửa nóng quang, không che giấu được, cũng là ngấp nghé cùng tham lam. Người này, bản sự không nhỏ a. Triệu Bân một bước đứng vững, trong lòng không khỏi chấn kinh. Hắn dùng thế nhưng là vực môn cái nào, cái này đều theo kịp. Sao không chạy?
Thật Tuyệt lão đạo yếu ớt nở nụ cười, ai còn không có một chút tuyệt chiêu đâu. Hắn tuyệt chiêu, chính là truy tung, thuật này hắn dùng tạc thuận tay, cái này không một người nào khác, hắn có thể độc chiếm chiến quả, vĩnh hằng một mạch nhân tài, lại là hắn Côn Luân một nhóm lớn nhất tạo hóa. Tiền bối dù chứ điểm nhi, kiếm thánh tại ta tử phủ hóng mát đâu. Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng, hù dọa người công việc này hắn lành nghề. Thật Tuyệt lão đạo không nghe hắn nói linh tinh, trả lại kiếm thánh tại ngươi tử phủ hóng mát, ngươi thế nào không nói Nguyệt Thần ngươi là con dâu đâu. Lão đạo ta hôm nay đi ra ngoài mang đầu óc, lừa phỉnh ta không dùng được. Thật sự, không lừa ngươi. Triệu Bân toàn cảnh là chân thành tha thiết. Khi lão phu là đứa trẻ 3 tuổi, Thật Tuyệt lão đạo cười lạnh. Nói xong, thì thấy hắn cách không dò xét đại thủ, tiên vương trấn áp động hư cảnh một chiêu đầy đủ. Chanh! Đáp lại hắn, nhưng là một đạo kiếm khí, xuất từ Triệu Bân tử phủ. Kiếm khí bình thường, nhưng trong kiếm kiếm ý, cũng vô cùng bá đạo. Ngươi! Thật Tuyệt lão đạo chợt biến sắc, đệ nhất trong nháy mắt bước ra lui lại. Hắn là không chậm, nhưng kiếm khí càng nhanh, không nhìn không gian cách trở. Phốc! Trong bóng tối huyết quang, nhuộm một vòng tinh hồng. Thật Tuyệt lão đạo quỳ, bàn tay vỡ nát, nửa cái thân thể đều bị chém thành bùn máu. Đây cũng là kiếm thánh, cho dù chỉ còn dư một đạo tan nát vô cùng hồn, nhưng vẫn như cũ có thể bằng kiếm ý bại thiên vương. Thực sự là kiếm thánh. Thật Tuyệt lão đạo nửa bước lảo đảo, nhuốm máu lão con mắt cực điểm híp lại. Thế gian kiếm tu ngàn ngàn vạn, nhưng kiếm thánh chỉ là một cái, kiếm tôn không ra, ai dám tranh phong. Hắn khó có thể tin, cũng cực độ nghi hoặc. Trong truyền thuyết kiếm thánh, như thế nào tại trong cơ thể của Triệu Bân? Ta đã hiểu. Thật Tuyệt lão đạo hình như có giác ngộ. Khó trách Triệu Bân dám một người lên Côn Luân, có kiếm thánh chỗ dựa, hoàn toàn có thể tung hoành thiên giới. Rút đi như vậy. Thật Tuyệt lão đạo không cam tâm. Hoặc có lẽ là, hắn còn nắm giữ chút hoài nghi. Qua xoa, hù không được. Gặp Thật Tuyệt lão đạo không có rút đi ý tứ, Triệu Bân có chút mắc tiểu. Kiếm thánh tung lại mạnh, cuối cùng bất quá một đạo tàn hồn, có thể sử dụng một đạo kiếm khí, đã là cực hạn, nếu Thật Tuyệt lão đạo nhất định phải cùng chết, kiếm thánh cũng ngăn không được, dù sao cũng là đỉnh phong thiên vương. Trốn vào vĩnh hằng giới. Đây là hắn thời khắc này ý niệm. Không thể. Dám can đảm có một tí lùi bước, kiếm thánh uy hiếp đem không còn sót lại chút gì. Cục diện chính là như thế cái cục diện, có thể sợ nhưng tuyệt không thể sợ. Khá lắm kiếm thánh, lão phu cũng muốn kiến thức một phen. Song phương đang đối diện lúc, trong bóng tối đột nhiên truyền đến u cười. Lời nói chưa dứt, thì thấy một người đi ra, áo bào lớn màu tím liệt liệt. Cẩn thận một nhìn, chính là Thương Thiên lão đạo. Gặp chi, Triệu Bân sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Tưởng tượng ngày xưa, tại tinh không tiểu lục địa. Chính là hàng này mang theo mặt trời lặn thần tử, tìm đạo tiên ước giá, tiền đánh cực là chí tôn đỉnh, trận chiến kia hắn thắng, Thương Thiên lão đạo mất hết mặt mũi. Không nghĩ, nhanh như vậy lại gặp mặt. Hơn nữa, thời khắc này cục diện còn lúng túng như vậy. Thật Tuyệt lão đạo nhíu mày, liếc qua Thương Thiên lão đạo. Tiên giới thực sự là đa nhân tài a, hắn cho là chỉ có hắn có thể đuổi kịp Đại La Thánh Chủ, không ngờ đến còn có cái siêu quần xuất chúng, vậy cũng tốt. Để cho người này thăm dò sâu cạn, nếu thật là kiếm thánh, hai người liên thủ, khó tránh khỏi có thể lấy chút lợi lộc, nếu không phải kiếm thánh, vậy liền chia cắt vĩnh hằng thể. Đạo hữu, có thể hay không nể mặt gặp một lần? Thương Thiên lão đạo u cười, cười nhìn Triệu Bân tử phủ. Ánh mắt hắn nhiều cay độc a, sớm đã trong bóng tối phát giác manh mối. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không xảy ra đến tìm kích động, có phải hay không kiếm thánh hắn không xác định. Nhưng đối phương tuyệt đối trạng thái không tốt, hơn nữa thương cực kỳ thảm trọng, như thế, cái kia còn sợ cái chim này. Triệu công tử không ngôn ngữ, kiếm thánh cũng xa vào. Hàng này không ra thế nào dễ lắc lư, nói cũng là nói nhảm. Đã không ra, ta tự mình mời ngươi. Thương Thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng, cũng là cách không lấy tay. Kiếm ngân vang âm thanh lại nổi lên, lại là một đạo băng lãnh kiếm khí đâm đầu vào chém tới, chỉ có điều... Đạo kiếm khí này cũng không phải là xuất từ Triệu Bân tử phủ, mà là xuất từ phía sau hắn, nhuộm hắc ám bằng sáng. Ngô! Thương Thiên lão đạo tại chỗ ăn quả đắng. Còn có người! Triệu Bân vô ý thức ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một đạo bóng người mơ hồ. Lại là một cái khách quen, Côn Luân thịnh hội bên trên cái kia đổi phế người, cùng ma tử sinh giống nhau như đúc,
bất đồng chính là, người này toàn thân trên dưới, đều nhuộm một vòng tử khí tang thương. Là hắn. Thật Tuyệt lão đạo lại cau mày, tự nhận đến đổi phế người. Lúc trước tại Côn Luân, bọn hắn còn đấu qua một hồi, hắn bại rối tinh rối mù. Thương Thiên lão đạo thần thái liền phá lệ âm trầm, bị một đạo kiếm khí đánh lui quả thực mất mặt. Đạo hữu chính xác thật hăng hái. Thật Tuyệt lão đạo một lời đánh vỡ yên lặng, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Đổi phế người không có lý tới hàng này, không những không có lý tới, còn kéo Triệu công tử liền đi. Ai nha? Thương Thiên lão đạo không làm, tung người ngăn cản hai người đường đi. Người có thể đi, hắn lưu lại. Lão đạo, khẩu khí thật lớn. Này một lời, truyền lại từ mờ mịt thiên ngoại. Triệu công tử nghe xong, vô ý thức ngửa con mắt, mắt thấy một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, mục lấy ảm đạm tinh huy, chiếu đến ánh trăng trong ngần, tựa như trong tranh đi ra tiên, đẹp tựa như ảo mộng. Không tệ, là Không Niệm Thiên. Nàng đến, để cho Triệu Bân vô cùng tới tinh thần. Nhìn Thương Thiên Hòa Thật Tuyệt lão đạo, cũng rất phát hỏa, hơn nửa đêm đuổi tới cái này, thế nào nhiều như vậy biến cố, phía trước có kiếm thánh, sau có đổi phế người, bây giờ ngay cả Không Niệm Thiên cũng giết tới. Phát hỏa không có chuyện gì, có người cho bọn hắn dập lửa. Đổi phế người người ngoan thoại không nhiều, tại chỗ khai kiền. Tới, Thương Thiên lão đạo bao phủ sát khí, con mắt nhuốm máu bạo ngược. Hắn có liều lĩnh tư bản, nội tình không phải bình thường hùng hậu. Thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Một bên khác, Không Niệm Thiên đối mặt Thật Tuyệt lão đạo. Thật sao, thân là nhân vật chính Triệu Bân ngược lại thành quần chúng. Thời đại này, bên ngoài nhìn cái vở kịch cũng phải bằng thực lực. Như hắn, tu vi không tốt, đạo hạnh thấp, không phải liền phải tìm chỗ an toàn đi. Chỉ trách đại chiến trường mặt quá hung hãn, dù là nho nhỏ dư ba, đều đủ hắn uống một bầu. Liền cái này, hắn leo lên một đỉnh núi, ngước mắt ngửa mặt nhìn Đông Phương Thương Miểu. Đó là đồi phế người cùng Thương Thiên lão đạo chiến trường, lấy hắn tiên nhãn cấp thị lực, lại cũng khó khăn bắt giữ hai người chân hình, chỉ thấy hủy diệt dị tượng bên trong, hai mơ hồ không chịu nổi bóng người quay trở về, không khó nhìn thấy, Thương Thiên lão đạo tan mất hạ phong, đại chiến bất quá mấy hiệp liền bị tháo đầu người. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thương Thiên lão đạo phẫn nộ gào thét. Chấn tiên khung động rung động. Đáp lại hắn, nhưng là đổi phế người sát sinh đại thuật. Không lo lắng. Triệu Bân tạm thời từ cái này thu con mắt, nhìn về phía phương Tây thiên khung. Không Niệm Thiên cùng Thật Tuyệt lão đạo chiến trường, cũng đầy đủ huyết tinh. Ai nói nữ tử không bằng nam, Không Niệm Thiên chiến lực, mặc dù không bằng đổi phế người, nhưng thủ đoạn đầy đủ thiết huyết. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lên, Thật Tuyệt lão đạo túi ra đã bị giả thành thịt nát nát vụn cốt. A, à, Thật Tuyệt lão đạo bị buộc phát cuồng, mỗi lần muốn đi gấp đều bị ngăn lại. Cùng là đỉnh phong tiên vương, hắn nội tình cùng Không Niệm Thiên kém quá xa. Hắn có vĩnh hằng thiên thể tiên cốt, Triệu Bân trơn chu truyền âm Không Niệm Thiên. Dễ nói, Không Niệm Thiên nhặt tay một đạo tiên hồng, cưỡng ép phá vỡ Thật Tuyệt tử phủ. Năm nào, ta nhất định cắt đầu ngươi. Thương Thiên lão đạo túng, xé mở vết nứt không gian liều mạng bỏ chạy. Lời đã nói đến phần này bên trên, đổi phế người cũng cùng đuổi vào. Sau đó, thì thấy hư vô sấm sét vang dội. Hai đại ngoan nhân đổi chiến trường, tại trong vết nứt không gian chém giết. Lờ mờ có thể nghe, Thương Thiên lão đạo gào thét, nhiều kêu rên ý vị, không cần đi xem, liền biết cái kia hàng bị trùy rất nhiều thảm, hắn là nội tình đầy đủ hùng hậu, nhưng đối thủ có vẻ như càng kinh khủng. Chẳng biết lúc nào, không gian bình phục, kêu thảm cũng theo đó chôn vùi. Chờ đổi phế người trở về, trong tay nhiều hơn một thanh chảy máu tiên kiếm. Đó là Thương Thiên lão đạo bản mệnh pháp khí, bị hắn cưỡng ép đoạt lấy. Chết! Triệu Bân trong lòng một lời, cực kỳ chắc chắn, Thương Thiên lão đạo hơn phân nửa đã lên đường. Hắn không khỏi kinh hãi, tên kia chiến lực không tại đạo dưới tiên A. Lại bị diệt như vậy. Phốc! Một bên khác, Không Niệm Thiên cũng đã kết thúc chiến đấu. Thật Tuyệt bị diệt, chết cực kỳ phiền muộn. Hơn nửa đêm truy sát vĩnh hằng thể, không có khiến cho cơ duyên, cũng không tìm được tạo hóa, lại đem chính mình tống táng, thỏa đáng ngàn giảm tặng đầu người. Hai tiên vương bị diệt. Thiên địa bình tĩnh lại. Đổi phế người từ trên trời giáng xuống, có lẽ là sát khí quá mạnh, đụng Triệu Bân cũng đứng bất ổn, cũng không đợi hắn đứng vững, đổi phế người liền đã gần kề thân, ý sát phạt trong nháy mắt liễm ở vô hình. Đa tạ tiền bối cứu. Triệu Bân tiến lên, chắp tay thi lễ.
Đội phế người trầm mặc không nói, chỉ một tay thăm dò vào Triệu Bân tử phủ, từ bên trong lấy ra thạch cầm, chỉnh Triệu Bân trở tay không kịp, người này thật to lớn thần thông, còn không thèm chú ý hắn tử phủ cấm chế. Đội phế người cầm thạch cầm, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn bản mặt xám như cho, nhưng bây giờ, thần sắc lại nhiều đau thương. Triệu Bân không ngốc, hướng thần thái như vậy, liền biết đội phế người cùng thạch cầm rất có ngọn nguồn. Không Niệm Thiên cũng tới. Gặp đội phế người như thế, nàng không khỏi một tiếng thở dài. Hắn đến cùng có phải hay không thánh quân? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Là, cũng không phải. Không Niệm Thiên đáp án lập lờ nước đôi. Cái kia cái này thạch cầm. Chính là hắn người yêu chi vật. Khó trách. Triệu Bân hít sâu một hơi, chân chính biết thạch cầm lai lịch. Đội phế người vẫn là một lời không phát, ôm thạch cầm càng lúc càng xa. Trước khi đi, hắn còn để lại Thương Thiên Lão Đạo bản mệnh kiếm, là lưu cho Triệu Bân, làm như vậy ngụ ý cũng rõ ràng, cái này thạch cầm ta cầm đi, này tiên vương cấp sát kiếm về ngươi. Triệu Bân mặc dù đau lòng, nhưng có vẻ như cũng không lỗ. Đội phế người đi, bóng lưng Điều Hưu tang thương. Ai? Không Niệm Thiên lại là thở dài, phật tay tế vực môn. Triệu Bân tùy theo đuổi kịp, hung hăng dùng ống tay áo lau Thương Thiên trên thân kiếm huyết, hắn đã có mấy tôn tiên vương pháp khí. Là thuộc cái này bá đạo, lực sát thương mạnh không mạnh hắn không biết, nhưng tuyệt đối là cứng rắn nhất, tầm thường tài liệu, tự nhiên cũng không xứng với đỉnh phong tiên vương bức cách. Ngươi, là như thế nào chạy ra Chí Tôn Thành? Không Niệm Thiên cười nói. Nói rất dài dòng, Triệu Bân cười cười, truyền ra một tia thần thức. Không Niệm Thiên gặp chi, lông mày xinh đẹp không khỏi khẽ nhăn mày, trong mắt còn có kinh ngạc sắc. Triệu Bân cơ duyên tạo hóa, nàng nhìn rõ ràng. Chiến Thiên Đi bị nhốt Chí Tôn Thành, nàng cũng có hiểu biết, còn có thần nguyên, tứ đại thủ hộ hung thú, đại đạo thiên cục cũng đều hiểu rõ tại tâm. Chân chính để cho nàng bất ngờ là, Tế Thiên tuyệt mệnh. Sớm đã tuyệt tích kiếp, sao lại tái hiện thế gian? Giúp một chút thôi. Triệu công tử cười ha ha, đem Thương Thiên kiếm lấp tới, lấy tu vi của hắn, luyện không thay đổi đỉnh phong tiên vương bản mệnh khí, bực này việc cần kỹ thuật còn phải không niệm ngày qua, đơn giản hao tổn chút thời gian. Đến nước này, Không Niệm Thiên tài thu thần. Đại đạo thiên cục cũng tốt, Tế Thiên tuyệt mệnh cũng được, đều không trọng yếu. Trọng yếu là Triệu Bân còn sống, quá trình mặc dù long đong, kết cục là tốt. Nàng tế thiên lực, bao khỏa Thương Thiên kiếm. Nàng phía sau một lời, là lấy truyền âm hỏi thăm. Kiếm thánh tại ngươi tử phủ. Cái này nhắc tới cũng lời nói dài. Triệu Bân ho khan, lại truyền một tia thần thức. Gặp chi? Tâm cảnh vừa mới bình hòa Không Niệm Thiên, lại một lần nhíu mày, thiên ma. Ách ma, lại cũng là bán thần cấp, kiếm thánh cũng chính xác bá đạo, lại trong một ngày đổ hai tôn bán thần. Nàng nên cảm tạ kiếm thánh, bằng không thì Triệu Bân chắc chắn phải chết. Bên này, Triệu Bân đã đem tham tiền từ vĩnh hằng giới đào ra. Lực chi pháp tắc, Không Niệm Thiên Mỹ con mắt híp lại, thần sắc rất nhiều nghi hoặc, tiểu nha đầu này rõ ràng là cái phàm nhân, ở đâu ra pháp tắc, hơn nữa. Vẫn là tương đối hiếm hoi lực chi pháp tắc. Không đúng, là vật dẫn. Thật lâu, nàng mới khám phá manh mối. Nàng chính là ta phàm trần bạn cũ, chẳng biết tại sao đến tiên giới. Có lẽ là biết Không Niệm Thiên còn muốn hỏi, Triệu công tử sớm nói. Chờ trở về tiên tông, ta giúp hắn phân ly pháp tắc. Không Niệm Thiên nở nụ cười, cũng không truy vấn ngọn nguồn, có thể thành lực chi pháp tắc vật dẫn. Tiểu nha đầu này năm nào thành tựu, tuyệt sẽ không tại nàng phía dưới. Ta thu cái đầu nhi, Triệu Bân cười ha ha. Nhà ai, Không Niệm Thiên một bên thôi động tiên lực một bên hỏi. Hồng hoang chi thể. Hồng hoang chi thể. Bị ngươi tình nhân cũ, bất đắc dĩ. Triệu Bân một mặt ý vị thâm trường, lại cho Không Niệm Thiên nói cái cố sự. Đương nhiên, có liên quan mây khói một đoạn kia, hắn là tự động xẹt qua. Sau khi nghe xong, tiên vương tâm cảnh như Không Niệm Thiên, cũng không khỏi kinh dị, nàng tự nhận. Đối với mộng tiên là biết gốc biết rễ, cũng không biết đối phương còn ẩn giấu một tôn hồng hoang chi thể, còn tư sinh sao. Nàng, sẽ không chơi xấu a. Triệu công tử ực một hớp rượu. Đề cập tới sư môn, nàng sẽ không làm loạn. Không Niệm Thiên cười nói. Nàng tâm tình có vẻ như không tệ, thậm chí tiên lực đều biết kỳ không thiếu. Sáo lộ cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, Triệu Bân đích xác thu hồng hoang thể làm đồ đệ. Tính ra như vậy. Đại La Tiên Tông lại nhiều một nhân tài. Nàng là cảm khái a, cảm khái cái này thế sự vô thường, hoặc giả thuyết là không kịp chuẩn bị,
nàng đấu nhiều năm như vậy kẻ thù cũ, kết quả là, lại cho nàng Tiên Tông đưa một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Nói đến yêu nghiệt, Vĩnh Hằng Giới lại thoát ra một cái. Tất nhiên là Đại Bàng, mới từ ngôi mộ leo ra. Không Niệm Thiên thấy không khỏi sững sờ, Kim Sí Đại Bàng sao? Cô nàng này dáng dấp không tệ. Đại Bàng gãi gãi lông chim, chờ chăm chú nhìn thêm, hắn lại một hồi mắt tiểu, nhìn lầm, đây là một tôn tiên vương cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Không Niệm Thiên trách mắt, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Phàm Trần hảo hữu, Triệu Bân nghiêm túc nói. Không Niệm Thiên hít sâu một hơi, Tiên Tông có phải hay không lại nhiều một nhân tài. Ba ngày sau, Thương Thiên Kiếm bị cường thế luyện hóa. Không hổ tiên vương pháp khí, nó thật sự đủ hung hãn. Không tệ. Triệu Bân mang theo kiếm, ở trong đường hầm tới lui tản bộ. Thương Thiên lão nhi bản mệnh kiếm, dùng đến vẫn là rất tiện tay. Phía sau nhiều ngày, hai người một chim cũng là ở trong đường hầm vượt qua. Bọn hắn ở đây bình an vô sự, nhưng ngoại giới, lại là nổi lên gợn sóng. Bát đại thánh địa thần tử, bị diệt năm cái, bát đại thánh địa đương nhiên sẽ không làm tốt, riêng phần mình dẫn binh, hạo đáng đáng đánh tới Bắc Hoang, rất có một hơi hủy diệt Đại La Tiên Tông tư thế. Tất cả mọi người đều cho là, một hồi chiến hỏa không thể tránh được. Nhưng, phía sau tên vở kịch, lại làm cho thế nhân mở rộng tầm mắt. Bát đại thánh địa giết tới nửa đường, lại đều không hiểu lui binh. Tình huống gì? Có trời mới biết. Nghi hoặc âm thanh rất nhiều, không có người biết nguyên do. Nhưng thế nhân đều biết, chuyện này vẫn chưa xong. Triệu Bân cùng Không Niệm Thiên lại hiện thân nữa, đã là một mảnh bát ngát tiên thổ, từ xa xa nhìn, có thể gặp một tòa bàng bạc cổ thành, khí thế hùng vĩ lồng mộ, như một con rồng hùng thị tứ hải bát hoang. Đó chính là Đại La Cổ Thành. Không Niệm Thiên khẽ nói nở nụ cười. Thuộc về Đại La Tiên Tông, Triệu công tử hỏi dò. Như lời ngươi nói, Không Niệm Thiên nhẹ phẩy ống tay áo, mang theo Triệu Bân lên như diều gặp gió, đạp không mà đi, thế đạo quá tàn khốc, Tiên Tông xuống dốc đến nay, cũng chỉ còn lại Đại La Cổ Thành một tòa trọng trấn. Là rất tàn khốc. Triệu Bân nhìn qua Đại La Cổ Thành, lại vô tận thị lực mong nhìn phương xa. Mắt có thể bằng chi địa, chính là một mảnh mênh mông tiên sơn, khí uẩn càng rất lớn hơn La Cổ Thành. Nếu hắn đoán không sai, đó chính là Đại La Tiên Tông. Đại La Tiên Tông ngược lại cũng không ngốc, một tông nhất thành như vậy tọa lạc, thành kỳ giác chi thế, nếu gặp nguy nan, nhưng lẫn nhau cứu viện, ở trong nhân thế, Thiên Tông cùng đế đô chính là chỉnh như vậy. Dưới ánh trăng, hùng vĩ Đại La Cổ Thành, phồn hoa náo nhiệt. Triệu Bân cùng Không Niệm Thiên đi vào lúc, phố dài bóng người đang rộn ràng, gào to giao hàng không dứt. Hai người không lộ chân dung, như du khách hiền tĩnh đi qua. Tiên gia thành trì, cũng có nồng đậm hồng trần khí tức. Triệu Bân thật bá khí, mà ngay cả diệt năm tôn thần tử. Nếu không có mấy cái bàn trải, sao đi khiêng Đại La nhiệm vụ quan trọng? Cho hắn đầy đủ thời gian, năm nào nhất định chấn hưng Tiên Tông. Bóng người tụ tập chi địa, cuối cùng không thể thiếu truyền thuyết, Đại La Cổ Thành cũng không ngoại lệ, đi đâu đều có thể nghe người nào đó hào quang sự tích, Côn Luân Thịnh Hội một nhóm, hắn có vẻ như đã danh chấn hồng hoang. Trong thành, có không ít thế lực khác bên trong dò xét a. Triệu Bân không khó cảm thấy, phồn hoa bên trong cất giấu mấy cái bay quỷ quyệt. Lật không nổi sóng lớn. Không Niệm Thiên khẽ nói, tựa như đối nội dò xét một chuyện lòng dạ biết rõ. Nàng có nói lời này tư bản, Tiên Tông địa bàn bọn hắn có tuyệt đối trưởng khống quyền, bằng cái kia ba hạch đào hai táo, còn không dám ở đây tạo loạn. Nhiều năm qua, nàng cực điểm co vào bên ngoài phân điện, mục đích chính là tới bảo vệ tổ địa, tốt xấu là thần minh một mạch truyền thừa, nội tình vẫn phải có. Đã nhìn ra, Triệu Bân xách ra bầu rượu, thuận tiện còn mở tiên nhãn. Thành này rất bất phàm, âm thầm có càn khôn vận chuyển, hơn nữa trận pháp cấp bậc không thấp, dám ở cái này kiếm chuyện, chớ nói tam lưu tiểu nhân vật, cho dù là đỉnh phong cấp tiên vương, cũng không chịu nổi oanh sát. Đại La bên ngoài thành thậm chí Đại La Tiên Tông bốn phía, đều rất nhiều thôn xóm. Trong thôn ở cũng không phải phàm nhân, đều là tu tiên giả, mà trong thôn ruộng lúa trồng, cũng không phải hạt thóc cùng lúa mạch. Mà là tiên thụ cùng linh thảo, có một phen đặc biệt tự cấp tự túc phong vị. Mộc lấy nguyệt quang, hai người đi qua cổ thành, đi tới Tiên Tông sơn môn phía dưới. Triệu Bân vô ý thức ngửa con mắt, không hổ thần minh truyền thừa, như tọa lạc tại trên tuế nguyệt trường hà, nó tang thương cùng cổ lão, nó mộng ảo cùng thần bí, đều cho người ta một loại vô hạn mơ màng. Đến nhà rồi.
Không Niệm Thiên nhu hòa nở nụ cười, nhấc chân bước lên thềm đá. Nàng câu này về nhà, chỉnh Triệu Bân nội tâm ấm áp rào rạt. 990 mấy tầng thềm đá, hai người là đi bộ đi lên. Đến phần cuối, chiếu vào Triệu Bân mi mắt, là một mảnh mưa bụi lượn quanh thiên cảnh, vô luận treo thiên núi khuyết, vẫn là xinh đẹp tiên cung, cũng là khí uẩn rong chơi, có thể gặp bạch hạc tại nhảy múa tại vân tiêu, có thể gặp hóa bướm nhẹ nhàng ở trong núi, để cho người ta bất giác cho là, đặt mình vào ở trong mộng. Đó là Thiên Tiêu Điện, tiên tông nghị sự chi địa. Trong sơn cốc tòa kia lầu các, là Tử Quỳnh Các. Cầu này tên là Vượt Thiên, có tiền bối tàn phế tổn ý cảnh. Không Niệm Thiên như cái xứng chức hướng dẫn du lịch, đến mỗi một chỗ liền giới thiệu một phen. Triệu Bân vì trung thực nghe khách, toàn cảnh là mới lạ, dưới ánh trăng đại la tiên tông, chính xác an lành tĩnh mịch, đi ở trong núi trên đường nhỏ, tâm thần không minh như nước, rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Đại la tiên tông đệ tử, đa số tiến bộ nhân tài. Triệu Bân cùng nhau đi tới, thấy quá nhiều yêu nghiệt, hoặc cuộn tại trên ngọc thạch thổ nạp, hoặc ẩn núp tại trong rừng múa kiếm, hoặc top 5 top 3 ngồi vây quanh một khối đàm kinh luận đạo, có thể nói muôn hình vạn trạng. Gặp qua lão tổ, yên tâm tu luyện. Trên đường gặp không thiếu trưởng lão đệ tử, cách thật xa liền đối với Không Niệm Thiên hành lễ. Đối với Triệu công tử đi, ánh mắt của bọn hắn thì nhiều lộ ra khác thường, đây là một cái gương mặt lạ. Chẳng biết lúc nào, hai người mới định thân. Trước mặt, là một tòa mờ mịt tiên sơn. Triệu Bân không nhìn toàn cảnh, trước gặp trên vách đá khắc lấy một cái chữ cổ. Đó là một cái thiên chữ, không biết ai viết, nhất bút nhất họa đều nói ý nảy sinh, Triệu Bân không khỏi kinh hãi, lấy hắn tu vì, lại bị chữ này chi khí uẩn, đụng nửa bước lui lại. Đây là chữ thiên núi, là ngươi sau này nơi ở. Không Niệm Thiên cười nói. Cái chữ này do ai viết? Triệu Bân đề một cỗ tiên lực, cưỡng ép đứng vững. Đại La Tiên Tổ, Không Niệm Thiên khẽ nói nở nụ cười, quá sư bá từng nói với ta qua, chữ này viết tại Tiên Tổ thành thần ngày đó, trải qua vạn cổ bất hủ, chữ thiên núi chính là bởi vậy đặt tên. Đại La Tiên Tổ, không bị ràng buộc thiên, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi một câu. Không Niệm Thiên cười lắc đầu, Đại La Tiên Tổ chính là Tiên Tông một vị khác thần. Tiên Tông đi ra mấy tôn thần minh, Triệu Bân hiếu kỳ nói. Sử sách ghi chép, hai tôn. Không Niệm Thiên lại là nở nụ cười. Khó trách Đại La Tiên Tông cứng chắc như vậy. Triệu Bân nghe xong không khỏi một tiếng thổn thức, hai tôn thần minh a. Cho dù lại xuống dốc, truyền thừa nội tình, cũng không phải tầm thường thánh địa có thể so sánh. Lại là từng tầng thềm đá, hai người chậm rãi đi lên. Hai bên nhiều tiên thụ, treo từng chiếc sáng tỏ đèn. Núi này đích xác rất bất phàm, ít nhất tại Triệu công tử xem ra, rất mơ hồ cũng rất kỳ dị. Dù là ven đường hoa cỏ, đều nhuộm từng luồng khí uẩn, tự có tẩy luyện tâm cảnh thần hiệu. Trên núi cũng không người, chỉ ba, năm ở giữa trúc lâu. Lại là bình tĩnh chi địa, tu luyện nơi tốt. Trí nhớ kia chi hoa có thể thành quen, Triệu Bân xoa xoa đôi bàn tay. Trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai cùng ngươi đưa tới. Không Niệm Thiên cười nói. Nàng không dừng lại quá nhiều, quay người không thấy, trước khi đi, còn để lại thiên thể thiên cốt. Thuận tiện còn đem Đại La Thánh Nữ mang đi, nàng phải tìm người hợp lực phá cái kia quỷ dị mặt trời lặn cấm chú. Đến nhà rồi. Triệu Bân hít sâu một hơi, mệt mỏi ngồi ở dưới cây. Theo năm đó sông Hồng Trần lộ đến nay, hắn lần thứ nhất thả xuống gông xiềng. Cái này có lẽ không phải hắn tiên lộ điểm kết thúc, nhưng tuyệt đối là một tránh gió cảng. Nghỉ ngơi một chút ra. Trong mộng, có mây khói một vẻ ôn nhu lời nói. Nàng tên Đồ Nhi này. Đã mệt mỏi mệt không chịu nổi. Triệu Bân không có trả lời, hắn đã ngủ thật say. Hắn ngủ lấy, người nào đó lại ngủ không được, ân, cũng chính là Kim Sĩ Đại Bằng, đã thoát ra Triệu Bân tử phủ, như một cái thoát cương ngựa hoang, trên nhảy dưới tránh, khắp núi phong vui chơi. Cái kia, chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng thể. Tuy là lắp ráp, nhưng huyết mạch hàng thật giá thật. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu muốn cùng chi bái cái cầm. Trong đêm khuya, tĩnh mịch chỗ tối, khi thì có tiếng bàn luận xôn xao. Đó là hai lão đầu nhi, một cái sinh tai to mặt lớn, một cái dài gầy không kéo mấy. Chính là hai cái này, đặt cái kia lại nhải, trộm đạo nhìn lén Triệu Bân. Sớm tại Không Niệm Thiên lúc đi, hai người đã tới, giấu bí mật. Bọn hắn cũng không phải là người bình thường, giai thiên tông trưởng lão, cũng tất cả đỉnh phong tiên vương, lại đều có nổi tiếng danh hào, như tai to mặt lớn cái vị kia.
thế xưng lớn mập tiên, khí huyết bàng bạc, lại nói gầy không đáng chú ý đầu kia, nên thường xuyên hãm hại lừa gạt, người tiễn đưa nhã hào, lão thần côn. Hai người bọn họ nửa đêm tới đây, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là tới làm bảo tiêu. Tiểu Thiên Thiên nói, Triệu Bân nếu có sơ suất, liền từ hai người bọn họ trên thân gỡ cái linh kiện. Tiểu Thiên Thiên còn nói, không thể quấy rầy Triệu Bân nghỉ ngơi. Hai lão đầu nhi coi như đáng tin cậy, cũng chỉ từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén. Tiểu tử kia là một nhân tài, sau cùng thời kỳ trường sinh tiên còn càng thêm yêu nghiệt, như thế một cái cục cưng quý giá, bọn hắn phải xem tốt, tiên tông nhặt lại huy hoàng, liền chờ lấy cái kia hàng. Tối nay ánh trăng không tồi, quả thực nhàm chán. Hai lão đầu nhi cất mà ngồi, nói nhỏ. Xong việc, đại bàng liền bị gõ muộn côn, không để quấy rầy Triệu Bân nghỉ ngơi, cũng không có nói không thu thập con chim kia, hơn nửa đêm không đi ngủ cảm giác, như điên cuồng khắp núi nhảy nhót. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cũng không biết là nằm mơ, vẫn là lỗ tai huyễn thính, mơ mơ màng màng đại bàng, mơ hồ nghe được hai câu này, hơn nữa càng ngủ càng mơ hồ, theo hắn suy nghĩ, hẳn là thiếu máu. Sáng sớm, nhu hòa dương quang vung vãi đại địa, cho đại La Tiên Sơn phủ một tầng tường hỏa áo khoác. Cùng với một tia thanh phong, Triệu Bân trong ngủ say mở con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy hai tấm mặt mo, một trái một phải bầy có chút ngay ngắn. Hai người ai vậy? Triệu Bân con mắt đong đưa, nhìn một chút cái này lại nhìn nhìn cái kia. Ta là tam thúc ngươi, lão thần côn nghiêm túc nói. Ta là ngươi nhị đại gia, lớn mập tiên tắc tại vuốt sợi râu. Triệu Bân nghe chi, không khỏi hít sâu một hơi, sáng sớm nghe thấy hai cái này xưng hô, nộ khí sao chả có chút không đè ép được đâu. Thần em gái ngươi tam thúc, thần em gái ngươi nhị đại gia. Giai Tiên Tông trưởng lão, mây khói cười nói. Đối với hai vị này, nàng là không thể quen thuộc hơn nữa. Tiên Tông người nhiều đứng đắn, nhưng hai cái này là ngoại lệ. Thất kính thất kính. Không cần mây khói nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã lên thân. Tại Tiên Tông địa bàn, cái kia tất nhiên là Tiên Tông cường giả, khó tránh khỏi, chính là không niệm thiên tìm hắn cùng hắn nói chuyện trời đất. May hai cái này là tiên vương, nếu thái hư cảnh, cái kia phải luận luận bối phận. Căn cốt kỳ giai, là mầm mống tốt. Hai lão đầu nhi một trái một phải, đã mở nghiên cứu mô thức. Cái gọi là nghiên cứu, chính là vòng quanh Triệu Bân xoay quanh, khi thì còn đưa tay, xoa bóp Triệu Bân cánh tay nhỏ bắp chân, người nói, nhân tài như vậy, thế nào liền để hắn tiên tông bày ra nữa nha. Triệu công tử không nhúc nhích, thầm nghĩ, muốn hay không đi vĩnh hằng giới mát mẻ mát mẻ. Ai, là ai? Đang nói ở giữa, chợt nghe kêu la om sòm âm thanh. Tất nhiên là Kim Bằng đại bàng, ngủ mê một đêm, cuối cùng là tỉnh, chỉ có điều, đầu còn chóng mặt, nội thị một phen thể phách, mà mẹ nó. Cái kia đáng giết ngàn đao thả ta huyết. Bịch, lão thần côn không có phản ứng đến hắn, tiện tay ném ra một ngụm nồi sắt. Thật sao, đại bàng trong nháy mắt vui tươi hớn hở, cái này nồi lớn hầm phía dưới. Tỉnh, không niệm thiên từ trên trời giáng xuống, lời nói thanh tịnh. Triệu Bân trơn chu sông tới. Đầy mắt chờ mong. Không niệm thiên nở nụ cười, Phật dưới tay, trong tay áo bay ra một đóa hoa, kỳ dị lạ thường. Cái này, chính là trong truyền thuyết ký ức chi hoa. Triệu Bân tới xảo, ký ức chi hoa hôm nay thành thục. Đa tạ. Triệu Bân kích động không thôi, thận trọng đón lấy. Là ký ức chi hoa, hắn nhớ kỹ bực này hoa khí tức. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này moi ra Diệp Lan, một tay cầm ký ức chi hoa. Từng tấc dung nhập trong cơ thể của Diệp Lan, mong đợi đóa này thần kỳ hoa, có thể để cho Long Phi hai đời ký ức tương dung. Không niệm thiên không nhàn rỗi, tế bản mệnh tiên lực, giúp Diệp Lan luyện hóa. Ký ức chi hoa tinh túy, thành từng sợi tiên hoa, chậm rãi dung nhập. Mà ngủ say đã lâu Diệp Lan, cuối cùng là có một tia phản ứng, trong ngủ mê điềm tĩnh, hóa thành ngây ngô bên trong đau đớn, tiếng rên nhẹ không ngừng, nói mê cũng rất nhiều, mỗi một âm thanh nói mê. Đều có Triệu Bân tên, hai đời ký ức ràng buộc, sợ là chỉ có cái tên này, là một đạo bất diệt lạc ấn. Long Phi, Triệu Bân nhẹ giọng kêu gọi. Đáp lại hắn, vẫn là Diệp Lan ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá, khóe mắt nàng nhiễm lệ quang, nói mê cũng thêm một vòng nghẹn ngào. Đây là ai, mắt thấy Diệp Lan như thế, hai lão đầu nhi nhìn về phía đại bàng. Bạn cũ, đại bàng chỉ hai chữ này, trong mắt lại tràn ngập chờ mong. Long Phi một chuyện hắn sớm biết, nguyên nhân chính là biết,
hắn mới từng lần một cầu nguyện, mong đợi Long Phi khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì chuyện cũ trước kia quá đắng, mà cái này luân hồi, nhưng nối lại tiền duyên. Bạn cũ, hai lão đầu nhi một tiếng nói thầm, cũng không quá nhiều hỏi thăm. Không lâu, ký ức chi hoa tiêu tan, triệt triệt để sáp nhập vào trong cơ thể của Diệp Lan, nhìn nàng thể phách, phủ một tầng huyền dị mà mộng ảo quang, đặc biệt là thần hải, nhất là kỳ quái. Nàng còn tại than nhẹ, nhưng cũng không muốn tỉnh lại dấu hiệu. Vẫn là hai đời ràng buộc, để cho nàng tại trong ngây ngô tỉnh không tới. Đôi mắt đẹp cực điểm híp lại, có thể nhìn xuyên Diệp Lan thần hải, hai đời trí nhớ mảnh vụn, đang tại từng khối gây dựng lại, cũng tại từng cục tương dung, cái này cần thời gian, dù sao đề cập tới luân hồi. Không cách nào dung hợp, Triệu Bân con mắt đã nhiều tơ máu. Chờ, Không Niệm Thiên chậm chậm nói, còn tại tỉ mỉ chú ý. Chính là tại nàng mong nhìn xem, Diệp Lan đau đớn sắc ít đi một phần. Thời gian lâu dài, nàng ngây ngô tiếng rên nhẹ, cũng tiêu diệt không thiếu. Hô! Không Niệm Thiên thở dài một hơi, một khâu gian nan nhất đã vượt qua. Kế tiếp, yên lặng chờ ký ức xung hợp liền tốt, 3 năm ngày đầy đủ. Long Phi! Triệu Bân lại kêu gọi, âm sắc nhu hòa. Lần này, ngủ say Diệp Lan có đáp lại, cũng không phải là nói mê, có thanh tỉnh ý thức. Triệu Bân trong mắt có nước mắt, Long Phi cuối cùng là trở về. Không biết trước kia chuyện, tranh luận hiểu hắn thời khắc này tâm cảnh. Cho nàng chút thời gian. Không Niệm Thiên lại nhẹ phẩy ống tay áo, đem Long Phi đưa vào một mảnh tiên trì. Tiên trì kia, là nàng sớm chuẩn bị, đối với ký ức dung hợp vô cùng hữu ích. Nàng là một cái người bận rộn, đến nhanh đi cũng nhanh, Đại La Tiên Tông đã mưa gió phiêu linh, thời khắc không thể nới trễ, như 8 đại thánh địa, thời khắc đều có thể ngóc đầu trở lại, không thể không đề phòng. Quay đầu trò chuyện. Hai lão đầu nhi cũng đi, lại giấu trở về chỗ tối. Tiểu Thiên Thiên có giao phó, nhất thiết phải cam đoan Triệu Bân an toàn. Ta đi bên ngoài tản bộ một lát. Đại bàng gãi gãi lông chim, dương cánh mà đi. Sau đó, liền nghe ngoài núi từng tiếng kinh ngạc. Kim Sí Đại Bàng. Trưởng lão đệ tử nhiều ngửa con mắt mong nhìn, đây chính là cái hy hữu chủng loại. Không biết được, nếu để bọn hắn biết được Triệu Bân cũng tại lúc. Sẽ có hay không có một mảnh ồn ào sôi sục, cũng không trách Niệm Thiên làm việc giữ bí mật quá tốt, thậm chí chưa có người biết nàng đã lãnh về Triệu Bân. Tiên trì. Diệp Lan yên tĩnh nằm ở trong đó, huyền dị chi quang lồng mộ. Triệu công tử thì canh giữ ở tiên trì một bên, một tấc cũng không rời. Ung dung 100 năm, nhưng có nhớ ta. Long Phi khẽ nói nở nụ cười, lấy linh hồn thần thức truyền âm. Ý thức của nàng vô cùng thanh minh, chỉ có điều tỉnh không tới. Suy nghĩ. Vậy là tốt rồi. Long Phi ngọt ngào nở nụ cười, yên tâm dung hợp hai đời ký ức. Có hai chữ này là đủ rồi, không uổng công nàng táng một cái luân hồi. Chờ ngươi tỉnh lại. Triệu Bân lại là nở nụ cười, phật tay lấy thiên thể tiên cốt. Hắn tĩnh tâm ngưng khí, nhẹ nhàng đem tiên cốt sáp nhập vào thể nội. Cũng là vĩnh hằng một mạch chi nhánh, tiên cốt cùng hắn cũng không bài xích. Hắn chi bản nguyên, lại một lần sao động. Hắn chi thể phách, cũng lại một lần thuế biến. Lắp ráp vĩnh hằng đi, mỗi thêm một cái linh kiện, với hắn mà nói chính là một hồi tạo hóa, lần này cũng không ngoại lệ, tại bản nguyên lăn lông lốc xuống, hắn tiến giai được như nguyện động hư đệ cửu trọng. Tích tắc này, hắn đỉnh đầu có ánh sáng hoàng trùng tiêu. Đúng lúc gặp màn đêm buông xuống, quang hoàng lộ ra phá lệ rực rỡ. Oanh! Mênh mông thương miểu, bị quang hoàng xô ra một cái lỗ thủng lớn. Sau đó, chính là dị tượng diễn hóa, mỗi một bước đều cổ lão xa xăm. Cái kia, đó là... Quá nhiều người bị kinh động, quá nhiều đệ tử trưởng lão ngửa ra con mắt. Hư vô dị tượng thái hạo lớn, bọn hắn nghĩ không thấy cũng khó khăn. Cái kia không là bình thường bản mệnh dị tượng, đó là chuyên trúc vĩnh hằng truyền thừa một mạch, nhìn cái kia nhất sơn nhất thủy một ngọn cây cọng cỏ, đều nhuộm vĩnh hằng quang, cho hư vô thêm sán sán màu sắc. Tiên tông, muốn quật khởi. Giấu tại chỗ tối lớn mập tiên cùng lão thần côn, hung hăng hít một hơi. Cái kia tiểu hậu bối quá bất phàm, năm nào tất nhiên sẽ siêu việt trường sinh tiên. Oanh! Yên tĩnh đêm, Đại La Tiên Tông dị tượng đầy trời. Quá nhiều đệ tử bị giật mình tỉnh giấc, đứng ở đỉnh núi mong nhìn. Thánh chủ trở về tông. Vĩnh hằng dị tượng không làm giả được. Nghịch thế huyết thống quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Tiếng nghị luận liên tiếp, nhiều sợ hãi thán phục kinh ngạc. Sư muội, người giấu quá kỹ cái nào?
hắn tới, như vậy giấu giếm chúng ta. Lão bối trưởng lão đều nhìn về một ngọn núi, có thể gặp một bóng người xinh đẹp đứng ở đỉnh núi, đó là Không Niệm Thiên, Đại La Tiên Tông trưởng giáo, không có cách nào, ai bảo Mặc Thiên Ban chỉ ở trong tay nàng đâu. Lối vào Long Đong, chưa kịp thông truyền các vị sư huynh. Không Niệm Thiên khẽ nói, tựa như tiên khúc đồng dạng dễ nghe. Chúng lão gia hỏa hít sâu một hơi, ít nhiều có chút lo lắng lúng túng bên trong, còn cất giấu vẻ không cam lòng, tiên tông phe phái rắc rối phức tạp, cái nào không muốn đỡ nhà mình hậu bối thượng vị a? Bọn hắn đời này không có hy vọng, bị đè gắt gao. Không nghĩ, thiên tự bối một đời bị áp chế ác hơn. Vĩnh hằng truyền thừa sông mạnh xuất thế, tiên tông hậu bối ai dám tranh phong? Giống. Trong tiếng nghị luận, chợt nghe tiếng long ngâm vang vọng. Đó là một đầu hoàng kim cự long, chiếu đến vĩnh hằng hào quang, xoay quanh tại đông phương thương miểu. Phía sau chính là bạch hổ, ngửa mặt lên trời gào thét. Phương Nam Thiên Vũ, có phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Phương Bắc, nhưng là một đầu huyền vũ hoành mở đất con đường phía trước. Thần thú đủ, đương nhiên sẽ không thiếu thánh thú. Kỳ lân tùy theo lộ ra, tại trong minh mông lao nhanh. Bọn tiểu bối nhìn thần sắc ngơ ngẩn, lão bối thì tập thể xấu hổ, luận cùng thời kỳ, chớ nói bọn hắn những thứ này, ngay cả trường sinh tiên đô theo không kịp, hậu thế đã quật khởi, không chịu nhận mình già không được. Lực lượng thật là bá đạo. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Cái này tiệt thiên thể tiên cốt, lại vẫn cất giấu cổ lão hàm ý, đã theo tiên cốt dung nhập, hóa thành thần kỳ chi lực, cùng huyết mạch của hắn bản nguyên, hoàn mỹ dung hợp, không một chút bài xích. Dị tượng diễn hóa, đủ 3 ngày không dứt. Đến ngày thứ 4, thiên địa mới bình tĩnh lại. Đi xem chữ thiên dưới núi, đã tụ tập không thiếu đệ tử. Tùy theo mà đến, còn có không ít lão tổ cấp trưởng lão. Tiểu thiên thiên đã nói, ai cũng không cho vào. Lớn mập tiên cùng lão thần côn có phần kính nghiệp, chặn lấy môn ai cũng không cho vào. Hơn nửa đêm, chúng lão ra khuôn mặt cái nào, mỗi đều đen láy. Xong. Đại bàng liền được mời đi uống trà. Suy nghĩ một chút cũng phải, tối nay làm ra lớn như vậy động tĩnh, ai mẹ nó còn ngủ được, bọn hắn cũng không phải tìm một chút sự tình làm gì. Không thể gặp vĩnh hằng truyền thừa, tìm chim đại bàng tâm sự cũng được. Trò chuyện có thể, đừng đổ máu được không? Chúng ta tu đạo, cũng là cần thể diện. Mây khói nói không sai, tiên tông đa số người đứng đắn, không chút khó xử đại bàng, cái này như đổi lại cái nào đó dân phong hung hãn quốc độ. Đại bàng một đêm ít nhất thêm ra 180 cá biệt huynh đệ. Tiên trì chi bản, Triệu Bân đã liếm tận sán sán tiên lực. Lắp ráp vĩnh hằng thể, lại tới một lần lớn phục cổ. Nhìn hắn bây giờ khí huyết, đã là mênh mông như biển sao. Ân, bên trong tiên trì đột nhiên một tia quang thiểm nhấp nháy, lung lay hắn con mắt. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt, thì thấy đang gặp ngủ say long phi trên thân, tràn ra một đóa hư ảo hoa. Chính là ký ức chi hoa hình thái, hơn nữa còn có một tia tiên quang rong chơi. Luân hồi chi lực. Triệu Bân vừa bước vào tiên trì, híp hai mắt nhìn lén. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là luân hồi chi lực. Ký ức chi hoa nhiễm luân hồi. Nhìn qua, Triệu Bân mới biết manh mối. Long phi luân hồi chi lực, tới cũng không phải là không có nguyên do, nhất định là luân hồi chuyển sinh, cộng thêm hai đời trí nhớ dung hợp, mới diễn xuất lần này tạo hóa. Nếu nàng sau này nhiều hơn tìm hiểu mà nói, khó tránh khỏi còn có thể ngộ được luân hồi pháp tắc, so sánh những người khác, Long Phi điều kiện được trời ưu ái. Vốn là nhìn lén, nhưng hắn nhìn một chút, lại có một chút đốn ngộ. Ký ức nhiễm luân hồi, lại vì hắn mở ra một phiến ham học hỏi đại môn. Trong phút chốc linh quang lóe lên, lại để cho hoang mang hắn đột nhiên khai khiếu. Lại một lần, hắn tâm thần rơi vào xa vào. Tiên trì chi bạn. Hắn như một lão tăng thiền ngồi. Mộc lấy ánh trăng trong sáng, hắn quanh thân tả hữu cũng nhiều luân hồi chi lực quanh quẩn. Đây là, luân hồi chi lực. Lớn mập tiên cùng lão thần côn lại tới, nhìn ánh mắt lập lòe. Bọn hắn là kinh ngạc, bên trong tiên chỉ hai cái này tiểu hoa nhi, đều quá bất phàm, luân hồi là bực nào sức mạnh, liền bọn hắn đám này lão ra, cũng chưa từng chạm đến qua, hai cái này lại đốn ngộ. Bọn hắn như kết hợp, có thể sinh ra cái gì? Hai lão đầu nói nhỏ, ý nghĩ cũng là phá lệ thanh kỳ. Cùng có luân hồi lực, làm không tốt có thể tạo ra cái luân hồi chi thể. Chúng ta, gánh nặng đường xa cái nào? Hai người thần thái, đều biến lời nói ý vị sâu xa. Nếu hai cái này không điện báo,
bọn hắn không ngại hỗ trợ. Hai người đi, lại giấu ở chỗ tối. Lớn như vậy chứ thiên núi, lại trở nên tĩnh lặng. Phía sau nhiều ngày, chắc là có thể nghe núi này đạo âm vang vọng, thậm chí đi ngang qua người, cũng không khỏi ngừng chân ngửa mặt nhìn, đặc biệt là bọn tiểu bối, đều lộ tự diễu chi sắc, chênh lệch cũng quá xa. Triệu Bân có tạo hóa, đại bàng cũng có lớn cơ duyên. Tiên tông lão bối nhóm, đã đem hắn trọng điểm bồi dưỡng. Cái gọi là trọng điểm bồi dưỡng, tất nhiên là trồng tài nguyên tu luyện, thậm chí đại bàng không để ý, hồi phục chân mệnh bản nguyên, bị pháp tắc gọt đi huyết mạch. Sững sờ bị thiên tài dị bảo chất thành đi ra. Triệu công tử yên tĩnh, đổi hắn vạn chúng chú mục. Vẫn là yên tĩnh tường hòa đêm, cổ lão dị tượng chợt hiện. Sánh vai thần thú huyết thống chim đại bàng, không để cho thế nhân thất vọng, hắn chi niết bàn thuế biến, mặc dù không sánh được vĩnh hằng truyền thừa, nhưng cũng đoạt thiên tạo hóa, quả thực nhượng thiên tông người mở rộng tầm mắt. Sư muội lần này ra ngoài, quả là thu hoạch tương đối khá. Lão tổ cấp các trưởng lão đều cười không ngậm mồm vào được. Hoặc có lẽ là, bọn hắn đều đã thấy ra, nếu có thể nhặt lại Đại La Tiên Tông huy hoàng của ngày xưa, bọn hắn không ngại vì vĩnh hằng hộ đạo, cũng không để ý trọng điểm bồi dưỡng sánh vai thần thú chim đại bàng. Trời không quên ta Đại La một mạch. Không Niệm Thiên nở nụ cười, cười bên trong còn cất giấu một vòng thần bí. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? À? Đằng sau còn có một cái lực chi pháp tắc, mà mộng chi đảo, còn có một cái hồng hoang chi thể. Tăng thêm Đại La Thánh Nữ, bọn hắn 5 người, hoàn toàn có thể chống lên Tiên Tông. Đương nhiên, bọn hắn đều cần thời gian trưởng thành. Có này giác ngộ, lão bối tất nhiên là liều mạng hộ đạo. Ngày thứ 9, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Hắn hai mắt càng lộ vẻ thâm thúy, như tinh không giống như mênh mông, chớp liên tục nhấp nháy ánh mắt, cũng như một túm túm sán sán tinh huy, lại là một hồi tạo hóa, hắn đối với luân hồi có càng nhiều quý báu lĩnh hội. Bỗng nhiên, có từng sợi mùi cơm chín phiêu giật. Tùy theo, chính là ôn nhu lời nói, tỉnh. Triệu Bân vô ý thức đứng dậy, lúc này mới gặp trước bếp lò có một đạo bóng hình xinh đẹp đang bận rộn, tất nhiên là Đại Hạ Long Phi, không biết ngày nào thức tỉnh, có ý thức thanh tỉnh, hai đời ký ức đã dung hợp. Triệu Bân nhìn tâm thần hoảng hốt, cảm thấy không chân thực. Ung dung trăm năm một luân hồi, Long Phi cuối cùng là trở về. Ăn cơm đi. Thất thần làm gì? Long Phi nở nụ cười xinh đẹp, đúng như cái ôn nhu thê tử, làm một bàn chân tu mỹ vị, thượng thương đãi nàng không tệ, còn có thể sống lại một đời, còn có thể cái này luân hồi, lại nối tiếp kiếp trước xuyên. Tới, Triệu Bân duỗi lưng mỏi, tùy theo cũng gỡ tay áo. Đại Hạ công chúa tự mình xuống bếp, hương vị nên không tệ. Đêm chữ thiên phong, an lành u tĩnh. Dưới cây giả bữa tối, ấm áp lãng mạn. Không có những người khác, chỉ Triệu Bân cùng Long Phi. Giống như một đôi bình thường vợ chồng, uống là hồng trần rượu cũ, nói là chuyện cũ trước kia, từ đầu đến cuối, cũng là như vậy bình bình đạm đạm. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, sau bữa ăn có tiết mục. Âm thầm, lớn mập tiên cùng lão thần côn lại đặt cái kia lại nhải. Cũng là trẻ tuổi nóng tính, củi khô lửa bốc, có thể không có chút bản sự phát sinh. Không nghĩ tới ta sau khi đi, đại hạ còn có nhiều như vậy biến cố. Đều đi qua. Thành tiên lộ không lâu sắp mở, thân hữu đều biết đi lên. Triệu Bân cùng Long Phi vẫn còn nói, hình như có lời nói mãi không hết, toàn bộ hai lão đầu, đều phá lệ gấp gáp, cái này hơn nửa đêm, trò chuyện mẹ nó cái gì thiên nhi, đi trên giường tâm sự không thơm sao. Không thể nào hương. Cái này, lại là Không Niệm Thiên trả lời. Triệu Bân cũng không phải là người bình thường, hắn là thiên sát cô tinh, có này mệnh cách người, giường là không thể tùy tiện bên trên. Nếu Long Phi là giao nguyệt cung chủ, lên giường tâm sự hy vọng vẫn là có thể. Chẳng biết lúc nào, dưới cây già thanh âm đàm thoại mới tiêu tan. Cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là hai đời luân hồi quá mỏi mệt, Long Phi lệch qua Triệu Bân đầu vai ngủ thiếp đi, chiếu đến ánh trăng trong ngần, trên gương mặt men say mịt mù đỏ ửng, phá lệ mê người. Triệu Bân buông xuống bầu rượu, nhẹ nhàng ôm lấy Long Phi. Cái này ôm một cái không sao, âm thầm hai vị kia tinh thần tỉnh táo. Trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Bân đem Long Phi đưa vào trong phòng, liền nhẹ nhàng lui ra, cầm một bộ bí quyển, ngồi ở dưới cây già, nhìn tặc nghiêm túc. Này liền, xong. Lớn mập tiên cùng lão thần côn khóe miệng kéo một cái, đã nói xong tiết mục đâu. Tiết mục không đợi tới, hai người lại chờ được Không Niệm Thiên, như trong mộng tiên tử, nhanh chóng hiển hóa. Triệu Bân tặc biết chuyện, trơn tru moi ra tham tiền.
Long Phi đã bình yên vô sự, cũng phải cho vị này chỉ một chút bệnh. Lực chi pháp tắc. Âm thầm có kinh ngạc âm thanh, lớn mập tiên cùng lão thần côn đều đứng lên. Bọn hắn cho là nhìn lầm rồi, thế nhưng đúng là trong truyền thuyết lực chi pháp tắc, nhưng tiểu nha đầu kia rõ ràng là một phàm nhân cái nào. Nguyên nhân chính là có phần này nghi hoặc, hai người đều xông tới. Nhìn qua mới biết, pháp tắc vật dẫn. Cái này ai làm a? Lớn mập tiên chọc chọc Triệu Bân. Bạn cũ, Triệu Bân hóa giải chánh choáng, ban đêm tặc tinh thần. Phàm nhân chịu tải lực chi pháp tắc, lão thần côn thì không ngừng thổn thức, nhìn Triệu Bân ánh mắt, cũng rất là kỳ quái, tiểu tử này thật có ý tứ, từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hảo hữu. Có thể cần ta hỗ trợ, Triệu Bân nhìn chính là không niệm thiên. Không có ngươi không được, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười, tiện tay lấy hơn 10 đạo phù chú, kế tiếp, ta sẽ phân ly nàng lực chi pháp tắc, sẽ tạm thời chuyển rời đến trên người ngươi, phía sau nhiều ngày, ngươi cần thay nàng cách làm thì vật dẫn. Đợi nàng thành tiên, đợi nàng vững chắc đạo căn, sẽ cùng hai người các ngươi trả lại. Dễ nói, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ. Chịu tải lực chi pháp tắc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù sao, ngươi không phải đời thứ nhất vật dẫn, cho nên nói, phân ly pháp tắc mang đến phong hiểm, cần ngươi tiếp nhận. Không niệm thiên lại lấy một chiếc đèn đồng. Nhưng không biết sư muội nói tới phong hiểm là chỉ, lớn mập tiên xen vào một câu. Pháp tắc phản phệ, nhẹ thì tổn hại căn cơ. Nặng thì thân tử đạo tiêu. Không niệm thiên không giấu giếm. Như thế, lão phu thay hắn chịu tải pháp tắc. Lão thần côn đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi không được. Đừng làm rộn, ta thế nhưng là đỉnh phong tiên vương, còn có thể so động hư cảnh kém. Cái này không là bình thường pháp tắc, có thể tương tự thiên kiếp, cũng mặc kệ ngươi là tu vi gì. Không niệm thiên chậm chậm nói. Cái này, hai lão đầu đều một tiếng ho khan. Phân ly pháp tắc là cái việc cần kỹ thuật, hai người bọn họ thật đúng là không có không niệm thiên chuyên nghiệp. Đã cùng loại thiên kiếp, đã không nhìn tu vi, Triệu Bân đích xác so với hắn hai người phù hợp. Đỡ được. Triệu Bân lúc này ngồi xếp bằng, một cái chớp mắt tĩnh khí ngưng thần. Mà không niệm thiên, thì tế một đạo kết giới, che lại phiến thiên địa này, cũng lồng mộ toàn bộ chữ thiên núi, vì thế, nàng còn điều tới không ít cường giả, liền sợ có gây rối người chạy tới quấy rối. Phân ly pháp tắc, cũng như luyện đan luyện khí, không chúng tuyển đường ngừng, càng không thể có nửa phần sai lầm. Lớn mập tiên cùng lão thần côn lui lại mấy bước, như hai tôn môn thần, canh giữ ở bên ngoài kết giới vây, phân ly pháp tắc không phải đùa giỡn, cũng không thể sai lầm. Không niệm thiên cũng ngồi xuống, một tay đặt ở tham tiền mi tâm, một tay đặt ở Triệu Bân đầu vai, nàng lại là một cái môi giới, sẽ đem lực chi pháp tắc, độ truyền đến Triệu Bân trên thân. Ngô! Cùng với tham tiền một tiếng than nhẹ, pháp tắc phân ly kéo ra màn che. Tiểu nha đầu ngủ không yên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ thống khổ. Đích xác, quá trình này rất thống khổ, không khác hủy đi cốt lột ra. Hiển hóa, Triệu Bân trong lòng một lời, không cần mở tiên nhãn, cũng có thể nhìn thấy lực chi pháp tắc, còn quấn tham tiền quanh thân, giống như ngầm hiện. Nó rất nặng nề, thậm chí không gian đều vặn vẹo. Nó cũng rất đáng sợ. Tựa như tiềm ẩn vô tận vĩ lực, làm gì, nó vật dẫn là cái phàm nhân, nó bị vật dẫn áp chế, nếu vật dẫn là một tôn tiên vương, sợ là pháp tắc hiển hóa trong nháy mắt, chữ thiên núi liền bị áp sập. Nhắm mắt, tĩnh phòng thủ thần đài, không niệm thiên đạo. Triệu Bân vội vàng hoàng thu con mắt, mặc niệm tâm quyết, từ bỏ tạp niệm. Không niệm thiên tắc mở bí pháp, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão bí văn. Pháp tắc đã bắt đầu độ truyền, đã có một đạo hư ảo quang. Từ nhỏ tham tiền thể nội rời đi, từng tấc đi vào trong cơ thể nàng. Ngô! Nàng một tiếng than nhẹ, cũng cất giấu một vòng đau đớn. Pháp tắc đi vào, dẫn xuất máu tanh một màn, dù là nàng đỉnh phong tiên vương thể phách, đều gánh không được pháp tắc phản phệ, giống như chịu một kiếm, nhục thân cùng nguyên thần, đều nhiều hơn một đạo xâm nhiên đáng sợ vết kiếm. Thật mạnh pháp tắc, lớn mập tiên cùng lão thần côn đều một hồi kinh hãi. Cái này đúng thật là cùng loại thiên kiếp a, thân là môi giới, không niệm thiên cũng là chịu tải nguy hiểm, chiếu tiếp tục như vậy, sợ là không thể pháp tắc hoàn toàn phân ly, nàng đã bị pháp tắc thương hồi phi yên diệt. Thật mạnh, không niệm thiên cũng tại lẩm bẩm ngữ, nghiêm trọng đánh giá thấp lực chi pháp tắc. Nàng không dám khinh thường, một lần lại một lần mặc niệm trường sinh quyết, cực điểm tái tạo nhục thân cùng nguyên thần. Ngô! Sau đó không lâu kêu đau một tiếng, truyền lại từ Triệu Bân. Đạo thứ nhất lực chi pháp tắc, đã vào trong cơ thể hắn,
cảm giác cùng không niệm thiên không khác nhau chút nào, liền giống bị người chặt một đao, nguyên thần cùng thân thể đều bị chặt ra một đạo khe rãnh. Hắn cũng nhuốm máu, sán sán thể phách, máu tươi trôi tràn. Thật mạnh đạo a. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, cũng là chơi bạc mạng vận chuyển trường sinh quyết. Hắn không biết phân ly khác pháp tắc, phải chăng cũng huyết tinh như vậy, nhưng cái này lực chi pháp tắc, là thật sự bá đạo, nghe hắn thể nội xương cốt, một hồi lốp bốp, chính là pháp tắc nặng bao nhiêu. Khủng bố như thế, còn thật sự đại La Tiên Tông người để làm việc. Bởi vì một cái vạn pháp trường sinh quyết, Tiên Tông người đều phá lệ kháng đánh. Nhìn tham tiền, sắc mặt càng lộ vẻ đau đớn. Nàng là đời thứ nhất pháp tắc vật dẫn, mạnh như vậy đi phân ly, bị đau đớn, không chút nào tại Triệu Bân cùng không niệm thiên phía dưới. Nhưng, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Muốn giành lấy cuộc sống mới, nhất thiết phải làm phân ly. Ngô, yên tĩnh chữ thiên núi, than nhẹ tiếng rên rỉ không ngừng. Phân ly pháp tắc, nhìn như là một người chuyện, kỳ thực là ba người đau đớn. Thảm nhất bất quá Triệu Bân, cưỡng ép làm vật dẫn, hắn chi thể phách. Đã bị pháp tắc sụp đổ đến mấy lần. Mà thân là môi giới không niệm thiên, cũng không tốt gì, mỗi có một đạo pháp tắc phân ly, mỗi có một đạo pháp tắc độ truyền, nàng cũng cần khiêng một lần tuyệt diệt tổn thương. Cả phiền phức như vậy, sư muội trực tiếp làm vật dẫn không được sao. Canh giữ ở ngoại vi lão thần côn, hung hăng hít một hơi, chủ yếu là Triệu Bân bị phản vệ quá thảm, bá đạo lực chi pháp tắc, thời khắc đều tại cường sách hắn thể phách. Chiếu tiếp tục như vậy. Sợ là không đợi tiểu nữ oa kia thành tiên, Triệu Bân trước hết đánh giám. Người ta gánh không được, sư muội cũng chưa chắc gánh được. Lớn mập tiên chậm chậm nói. Lời này không giả, không niệm thiên cũng có tự mình hiểu lấy, đạo lý cũng không khó hiểu, tương tự thiên kiếp liền tốt, cho nên nàng mới nói không có Triệu Bân không được, nếu ngay cả vĩnh hằng thể đều khiêng không dưới, ai tới đều không tốt. Đó là, lực chi pháp tắc, chữ thiên ngoài núi, kinh ngạc âm thanh liên tiếp. Đó là tiên tông lão bối, đều có thể lấy bí pháp xem thấu kết giới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết, trừ vĩnh hằng thể cùng chim đại bàng bên ngoài, không niệm thiên còn mang về một cái yêu nghiệt. Là lực chi pháp tắc không thể nghi ngờ. Vật dẫn càng là một phàm nhân. Kinh ngạc âm thanh không dứt, quá nhiều người khó có thể tin. Mà nghi ngờ của bọn hắn, cũng tạm thời không người giải đáp. Bảo vệ tốt chữ thiên núi. Cái này... Là không niệm thiên lời nhắn nhủ giao phó, cũng là bọn họ sứ mệnh, dám can đảm có người không an phận, dám can đảm có người nhiễu loạn pháp tắc phân ly, át gặp bọn hắn liên hợp oanh sát, đó là tiên tông tương lai, nhất thiết phải bảo hộ nàng chu toàn, có thể làm lực chi pháp tắc vật dẫn, nhà đầu kia năm nào chi thành tựu, tuyệt không tại không niệm thiên phía dưới. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Bân thể phách lại một lần sụp đổ. Bất quá, hắn đầy đủ cứng chắc, lấy trường sinh quyết cưỡng ép tái tạo. Còn chịu đựng được, không niệm thiên truyền âm hỏi. Đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy. Triệu Bân tới một câu như vậy. Đích xác, đau bên trong có cơ duyên, trong máu có tạo hóa, nguyên nhân chính là lực chi pháp tắc quá bá đạo, có thể xưng cực điểm hủy diệt, mới vẫn có thể xem là rèn luyện trường sinh quyết một cái hảo đường đi. Ngày xưa, hắn mượn mặt trời lặn thần tử đồ tiên chú ngộ pháp, hôm nay cũng giống vậy, trong hủy diệt ngộ tái sinh, mới có thể có chân lý. Không niệm thiên không hỏi lại. Cực điểm phân ly pháp tắc. Theo pháp tắc không chia lìa thể, tham tiền thần sắc thống khổ, cũng tại không ngừng biến mất. Trừ này, chính là ý thức của nàng, đang dần dần thanh minh. Bởi vì pháp tắc phản phệ, nàng ý thức ngây ngô, trái lại cũng thế. Triệu Bân, là ngươi sao? Là ta. Đơn giản một lời đối thoại, tham tiền lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết làm một cái rất dài mộng, mộng tuy là ác mộng. Nhưng cơn ác mộng phần cuối, lại là cái kia nhớ thương người. Một đêm này, tại ba người mà nói, không khác gặp lăng trì khổ hình. Đến sắc trời sáng rõ, huyết sắc hình ảnh vẫn tại diễn dịch. Tham tiền gương mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, không niệm thiên tắc khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt đẹp nhiều từng cái tơ máu, phân ly pháp tắc không phải chuyện dễ, có phần hao tổn tinh lực, dù là nàng đỉnh phong tiên vương, đều hao tổn thể phách kiệt lực. Nhìn người nào đó. Vẫn như cũ đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy. Trong hủy diệt tái sinh, hắn là ở trước quỷ môn quan tản bộ. Bất quá, tại bực này trạng thái dưới ngộ đạo, đích xác làm ít công to, càng nhiều trường sinh quyết áo nghĩa, thể phách mỗi băng liệt một tấc, cũng sẽ là một vòng dấu vết của đạo. Thật mạnh lực chi pháp tắc, mây khói nhìn hoảng sợ run rẩy.
Kiếm thánh cũng vì quần chúng, cũng có đồng dạng sợ hãi thán phục. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Long Phi một bước đi ra, gặp một màn này, cũng không nhịn được hít khí lạnh. Đây là, nằm mơ ban ngày. Long Phi lẩm bẩm ngữ, ngơ ngẩn nhìn xem Tham Tiền. Nam vực Bạch Gia thánh nữ, nàng là từng có vài lần duyên phận. Nàng rất nghi hoặc, thành tiên lộ không mở, nằm mơ ban ngày sao cũng tới tiên giới. Không có người cho nàng đáp án, nàng cũng không dám ngông cuồng quấy rầy. Giữa lặng lẽ, màn đêm lại một lần buông xuống. Cùng với từng vệt hào quang màu máu, pháp tắc phân ly, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Phốc! Không Niệm Thiên thu tay, không ngừng ho ra máu. Tham Tiền ngược lại là khôi phục ý thức thanh tỉnh, lại bởi vì pháp tắc ly thể rơi vào ngủ say. Hai nàng còn khá tốt, Triệu Bân liền phá lệ thảm rồi. Bây giờ đi xem, có thể từ hắn trên người rõ ràng trông thấy lực chi pháp tắc, một chút xíu từng sợi, xen lẫn cùng múa, khi thì như kiếm khí, khi thì như ánh đao, cực điểm cắt đứt hắn chi thể phách, thậm chí mỗi một giây, trên người hắn đều biết ấn ra trên trăm đạo huyết khe, nếu không có tái sinh chi lực chống đỡ, ba năm cái chớp mắt liền đủ hắn hồn phi phách tán. Sự tình không lớn. Triệu Bân lảo đảo một bước, mới cưỡng ép đứng vững. Hắn là cái huyết lâm xối người, nhìn xem đều nhìn thấy mà giật mình. Long Phi muốn tiến lên nâng, lại hắn bị một đạo nhu hòa chi lực đẩy ra, hắn bây giờ, cũng không thể tùy ý tới gần, sẽ bị lực chi pháp tắc làm bị thương, dù sao, hắn không phải đời thứ nhất vật dẫn, căn bản là ép không được pháp tắc. Lớn mập tiên không nói nhảm, lúc này triệu hoán một mảnh tiên trì. Tham Tiền bị đưa vào trong ao, bị ao nước tinh hoa tẩy luyện thể phách. Lão thần côn cũng không nhàn rỗi. Hướng về trong ao thả không thiếu linh dược. Kế tiếp, bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất, giúp tiểu nha đầu này nện vững chắc căn cơ, như thế mới có thể mau chóng thành tiên, mới có đầy đủ nội tình, đi đối kháng tiên nhân thiên kiếp. Thời gian không thể lãng phí, bởi vì Triệu Bân tại chịu khổ. Tham Tiền tự có giác ngộ, trong tiềm thức, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, hấp thu tinh hoa, tẩy luyện thể phách, nàng sớm ngày thành tiên, Triệu Bân liền thiếu bị một phần tội. Tính tâm tiếp pháp. Không Niệm Thiên khẽ nói. Nàng truyền một tia thần thức, chính là vạn pháp trường sinh quyết, như một dấu ấn, khắc vào Tham Tiền thần hải, cái này cũng là vì độ kiếp làm chuẩn bị, lấy thiên phú của tiểu nha đầu này, nàng chi thiên phạt, tuyệt không tầm thường, có trường sinh quyết chống đỡ, có thể nhiều một phần phần thắng. Đồng dạng tái sinh chi pháp, nàng cũng truyền Long Phi. Long Phi không cự tuyệt, vào tiên tông tiện tố tiên tông đệ tử. Một câu nói, Triệu Bân ở đâu nàng ở đâu? Nói đến Triệu công tử, thời khắc này thái so với lúc trước càng hỏng bét, dù là có trường sinh quyết tái tạo thể phách, cũng không chịu nổi pháp tắc hủy diệt, mỗi một đạo thương khe, cũng là tươi huyết lâm ly. Liền cái này, pháp tắc phản phệ còn càng hung mãnh. Không Niệm Thiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, lại một lần đánh giá thấp lực chi pháp tắc, lấy Triệu Bân nội tình, sợ cũng sống không qua ba ngày, cũng chính là nói, ba ngày ở giữa, Tham Tiền nhất thiết phải thành tiên, cũng nhất thiết phải độ thiên kiếp. Thời gian không đợi người, cũng không thể cầm Triệu Bân mệnh nói đùa. Cũng như Tham Tiền, Triệu Bân cũng có giác ngộ. Chiếu pháp tắc phản phệ như vậy, lại càng ngày càng mạnh, ba ngày chính là hắn đại nạn. Thể hồ quán đỉnh, lão thần côn cùng béo lão tiên tất cả trách mắt, tính thăm dò nhìn về phía Không Niệm Thiên. Không Niệm Thiên khẽ gật đầu, trong vòng ba ngày thành tiên, cũng không phải thể hồ quán đỉnh đi. Bất quá, trước đó, còn phải nện vững chắc Tham Tiền căn cơ, phải biết. Sau khi thành tiên còn có thiên kiếp, nếu bởi vì thực lực không tốt mà chôn ở kiếp chung, hết thảy khổ cực liền coi như uổng phí. Đừng giấu giếm, đều lấy ra a. Ta nhớ kỹ, người cái này có một gốc tuyết linh thần thảo. Hai lão đầu nhi cũng là đầy đủ để bụng, một trái một phải đặt cái kia tiết lộ ra sản, những năm này hãm hại lừa gạt để giành được linh dược, đều lấy ra, chỉ vì giúp Tham Tiền nện vững chắc căn cơ. Đau không? Không đau. Thương thảm như vậy có thể không đau. Biết ngươi còn hỏi. Dưới ánh trăng chữ thiên núi, bực này đối thoại khi thì vang lên. Vẫn là cái kia hai cái lão hố hàng, sợ Triệu Bân tịch mịch, thậm chí cách mỗi một nén nhang, liền hỏi một lần, từ xa đi xem, một trái một phải xử tại Triệu Bân bên cạnh thân chính bọn họ, giống như hai môn thần. Bên trong tiên trì, Tham Tiền đã từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng không kịp ôn chuyện, trước tiên ngồi xếp bằng. Không người quấy rầy. Chỉ cầu nàng trong vòng ba ngày niết bàn thuế biến. Nhà đầu này huyết mạch rất đặc thù, lão thần côn vuốt râu một cái. Ân, nên trời sinh thần lực, lớn mập tiên ngữ trọng tâm trường nói.
Lời này không giả, Triệu Bân là tràn đầy cảm xúc. Tưởng tượng năm đó quên cổ thành, hắn cùng với Tham Tiền luận bàn, cứ thế bị một quyền đánh bay. Khi đó, Nguyệt Thần liền cùng hắn nói qua, Tham Tiền huyết mạch bất phàm. Bây giờ xem ra, Tham Tiền huyết mạch, hơn phân nửa cùng lực chi pháp tắc có ngọn nguồn, nếu không phải như thế nào tuyển nàng làm vật dẫn, trời sinh thần lực treo một cái lực chữ, nên sâu xa thăm thẳm định số. Ngô! Triệu Bân kêu rên, càng thêm hôn mê. Tại chỗ mấy người, thuộc hắn khó chịu nhất. Khó chịu gặp nạn chịu chỗ tốt, hắn tại tính tâm lĩnh hội trường sinh quyết, cũng lĩnh hội lực chi đạo, như hắn như vậy phân tâm làm nhị dụng, Đại La Tiên Tông cũng không có mấy người có thể làm được. Cỡ nào trầm trọng, Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình hắn nghe thấy. Lực chi pháp tắc bá liệt bàng bạc, giống như núi cao đè lên hắn, đè thể phách vỡ vụn, như thế sức mạnh như tiến hành lợi dụng, quyền có thể oanh thiên, đạo này theo đuổi chính là nhất lực phá vạn pháp. Cơ duyên có, tạo hóa từ cũng không ít. Cơ hội khó được, cũng khó phải cảm ngộ. Bên cạnh thân, Không Niệm Thiên đưa tới một bức tranh. Triệu Bân đón lấy, lật ra xem xét, ngừng lại lệ nóng doanh tròng, đây không phải đồ Tết, trong bức họa chi họa mặt, là một mảnh thật tốt sơn hà, đó là Đại Hạ Long Triều, cũng là hắn cố hương. Hắn nhìn thấy Thiên Tông, cũng nhìn thấy quên cổ thành. Còn có phụ thân, mẫu thân, vợ con, rất rất nhiều. Đồng dạng đang khóc. Còn có Long Phi cùng trong mộng mây khói. Tuế Nguyệt ung dung. Trăm năm tuổi tác. Bọn hắn đều nghĩ nhà. Phàm Trần. Lão thần côn cùng lớn mập tiên gặp chi, tất cả hơi hơi nhíu mày. Hai người đều thấy một mắt Không Niệm Thiên, rất rõ ràng, sư muội lại phái hóa thân hạ phàm, lại là mang ký ức nhập thế, chụp được thế gian từng màn, làm thành bức tranh cho hai cái này tiểu bối nhìn. Nhìn qua Không Niệm Thiên, hai người lại nhìn Triệu Bân cùng Long Phi. Hai cái này tiểu hoa nhi, a à không đúng, cái này ba cái tiểu búp bê, cũng là từ phàm giới đi lên. Sư muội cùng hắn, tại phàm giới liền quen biết, hai lão đầu lại xem Không Niệm Thiên. Chuyện cũ trước kia, Không Niệm Thiên nở nụ cười, nàng có mộng điệp tất cả ký ức. Bởi vì Triệu Bân, nàng mới bảo lưu lại cái kia đoạn vết tích, một cái thanh. Lâu nữ tử, đến chết mới một vòng vuốt ve an ủi, tại mộng điệp xem ra, đó là khó quên nhất cũng là tốt đẹp nhất. Thậm chí nàng cái này bản tôn, đều khi thì chịu hắn ràng buộc, có phần nghĩ Triệu Bân, lại cõng nàng đi một thế phàm trần. Bọn hắn cũng còn tốt. Triệu Bân cười bên trong có nước mắt, trong lòng có rất nhiều cảm kích. Phàm giới chế tài giả cũng không nuốt lời, bảo vệ thân hữu của hắn. Ta cũng nghĩ nhìn, nhắm mắt khoanh chân Tham Tiền, khóe mắt cũng có nước mắt. Nhưng nàng không có thời gian, nàng cần tiếp tục nện vững chắc căn cơ. Thân là Bạch Gia Thánh Nữ. Thân là lực chi pháp tác vật dẫn, nàng đích xác đủ yêu nghiệt, thật tại cái sau ban đêm, niết bàn lột xác, giải khai gông xiềng, cũng phá vỡ bản mệnh gông cùng xiềng xích. Tới, lão thần côn cùng lớn mập tiên một trái một phải, đặt ở nàng đầu vai. Không Niệm Thiên cũng dò xét tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên trên trán của nàng. Thể hồ quán đỉnh, tam đại đỉnh phong thiên vương, tất cả điều động bản nguyên. Nằm mơ ban ngày nhỏ nhắn xinh xắn thể phách. Trong nháy mắt tiên lực tràn ngập. Nàng than nhẹ, biểu lộ ra khá là đau đớn, bởi vì thể hồ quán đỉnh, cũng là không khác cực hình. Giúp ngươi một tay. Triệu Bân tế vĩnh hằng bản nguyên huyết, vì đó tẩy luyện thể phách. Tham Tiền lại phải tinh tiến, còn diễn xuất cổ lão dị tượng. Thật sao, hơn nửa đêm tiên tông, lại có tiền lớn người bị giật mình tỉnh giấc. Đây là gì cái huyết mạch? Trong truyền thuyết lực chi tiên thể. Tiếng nghị luận. Vang dội đầy mỗi sơn phong. Một hồi này, không biết bao nhiêu người nhìn lén chữ thiên phong. Làm gì, chữ thiên phong có kết giới, không phải đại năng không thể nhìn lén, nhưng có một chút đáng giá chắc chắn, tiên tông lại phải một nhân tài, lực chi tiên thể A. Nên đánh tiểu liền trời sinh thần lực. Mộc lấy ánh trăng trong sáng, nằm mơ ban ngày chậm rãi mở con mắt. Nàng theo là năm đó Tham Tiền, con mắt thanh tịnh như nước. Ngươi không có đường lui. Không Niệm Thiên khẽ nói, lời nói bên trong ngụ ý rõ ràng, thành tiên độ kiếp. Ta có thể, Tham Tiền vội vàng hoảng gật đầu, trong mắt nhiều kiên định. Như thế, liền tại tối nay. Không Niệm Thiên cuốn lên Triệu Bân cùng Tham Tiền, đăng thiên mà đi. Đi ngang qua một tòa nguy nga sơn phong lúc, nàng còn cách không dò xét tay. Kiếm minh tùy theo vang vọng, có một thanh kiếm ngút trời mà đến, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Này kiếm rất bất phàm. Kèm theo thần chi khí uẩn.
Nó áp lực cực mạnh, đỉnh phong tiên vương đều run sợ. Trừ này, chính là cổ lão đạo âm, bừng tỉnh từ tuế nguyệt phần cuối mà đến. Nó thật là đáng sợ, thậm chí thương thiên lắc lư, có sấm sét vang dội lộ ra. Thần khí, Triệu Bân thấy, trong lòng cả kinh. Đây tuyệt đối là một cái thần binh, thần gốc rễ mệnh khí. Đây là Đại La thần kiếm, Đại La tổ tiên bản mệnh kiếm. Lão thần côn cùng lớn mập tiên theo sau, không quên cho Triệu Bân giới thiệu, nói lời này lúc, hai người đều thần sắc kính sợ, tiên tổ mặc dù tỏa hóa, nhưng lưu lại cực đạo thần binh, thủ hộ Đại La một mạch. Khó trách Đại La tiên tông tuyên cổ trường tồn. Triệu Bân thì thào một lời, có một tôn thần khí hộ đạo, đây cũng là sự uy hiếp mạnh mẽ, bởi vì đây là thần minh pháp khí, một khi khôi phục thần uy, lực sát thương chính là hủy thiên diệt địa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lớn mập tiên chậm chậm nói. Lão thần côn cũng là có ý tứ, lại tới một câu, thuyền hỏng còn có ba cân đinh. Bát đại thánh địa từng nhiều lần liên hợp, đều không thể phúc diệt tiên tông, tôn này thần khí là không thể bỏ qua công lao, thật cho bọn hắn ép, kéo một cái thánh địa làm chôn cùng, vẫn là làm được. Chúng ta, liền một tôn cực đạo thần binh, Triệu công tử nhỏ giọng hỏi. Vấn đề này không có tâm bệnh, Đại La tiên tông thế nhưng là đi ra hai tôn thần minh. Thủy tổ lúc đi, không lưu lại bản mệnh khí. Hai lão đầu nhi một tiếng ho khan. Vẫn là Đại La tiên tổ đáng tin cậy. Triệu Bân hít sâu một hơi, cũng là thần minh. Tiên tổ còn biết cho hậu bối lưu một tôn thần khí. Thủy tổ thiếu chút nữa ý tứ, thần khí cả ném đi. Suy nghĩ một chút, liền cũng thoải mái. Thủy tổ lưu lại vạn pháp trường sinh quyết, vẫn là rất thực dụng. Siêu, siêu. Không niệm ngày sau, còn có không ít tiên tông trưởng lão đi theo. Tiểu nha đầu kia muốn độ kiếp, bọn hắn tất nhiên là theo tới hộ đạo, đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to, lực chi tiên thể độ kiếp, tất có thần minh pháp tác thân, vạn nhất chọc làm loạn người đánh lén, thiệt hại liền lớn. Nói cho cùng, vẫn là lực chi tiên thể giá trị. Bất phàm một mạch, năm nào tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta như sống sót, có thể làm ngươi tiểu tức phụ không? Tham tiền mắt to phát thiểm nhìn Triệu Bân. Nếu không thì, trước tiên bái cái cầm. Triệu Bân nghiêm túc nói. Lão thần côn bị chọc cười, lớn mập tiên cũng bị chọc cười, ngay cả kín đáo không niệm thiên, cũng bị đùa muốn cười, là bọn hắn giả rồi sao? Bây giờ tiểu hậu bối, đều loè loẹt như vậy. Trên giường, cũng có thể thành anh em kết bái. Nếu không thì thế nào nói lão thần côn, mạch suy nghĩ chính là rõ ràng. Đơn giản, chính là thấy máu thôi. Thế nào gặp không phải gặp cái nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đêm. Đây là một mảnh bát ngát biển cả, sóng lớn mãnh liệt. Người ở đây một ít dấu tích đến, là người độ kiếp nơi tốt. Liền cái này. Mộc lấy rực rỡ tinh huy, Triệu Bân bọn người từ trên trời giáng xuống. Tiên tông cường giả tối tự giác, tại trước tiên tán tại tứ phương, hoặc ẩn núp tại đảo nhỏ, hoặc ẩn thân ở hư vô, dám can đảm có gây rối người trải qua phiến thiên địa này, ắt gặp bọn hắn công phạt. Đi thôi, không niệm thiên phất tay áo. Đem tham tiền đưa vào vân tiêu. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt, Triệu Bân không quên nhắc nhở một tiếng. Nằm mơ ban ngày khẽ gật đầu, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, từng bước lên như diều gặp gió. Đi đến thương miểu tối đỉnh, nàng mới chậm rãi định thân, chỉ trong nháy mắt liền đạp đất phá quan. Oanh! Tiếng sấm lóe sáng, hư không mây đen quay cuồng. Lực chi tiên thể kiếp, tùy theo kéo ra màn tre, có khô diệt sấm sét lăng không bổ tới. Ta không sợ ngươi, tham tiền nắm chặt phấn nộn tiểu quyền, cường thế oanh diệt lôi đình. Nàng ngỗ nghịch, chọc thượng thương tức giận. Kinh khủng hơn thiên phạt hạ xuống, toàn bộ trời xanh đều bị tiếng sấm bao phủ. Thật là bá đạo kiếp, tiên tông cường giả nhạy cảm rung động. Nhìn cái kia lôi uy, cũng không phải là bình thường người có thể trêu chọc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, phía sau lôi kiếp nhất định càng hung hãn. Còn tốt, tiểu nha đầu kia tâm trí đủ kiên định. Ước vạn sấm sét đều không làm gì được nàng. Nhưng, không người dám buông lỏng, lôi kiếp chỉ là làm nóng người, chân chính đáng sợ là pháp tắc thân. Thủ vững đạo tâm. Triệu Bân lấy tâm linh truyền âm, dùng cái này cổ vũ tham tiền. Dứt lời, hắn liền cảm giác một cỗ nhu hòa chi lực, đem hắn đẩy vào thiên kiếp phạm vi. Xuất thủ tất nhiên là không niệm thiên, lại không có dấu hiệu nào. Không phải độ kiếp giả vào thiên kiếp phạm vi, tại chỗ gặp sét đánh. Triệu Bân trở tay không kịp, bị lôi điện đánh một hồi lảo đảo. Gặp chi, tiên tông cường giả tất cả nhíu mày,
còn có tham gia náo nhiệt. Ngươi đổ nói một tiếng a. Triệu Bân cưỡng ép đứng vững, một trường đả diệt một mảnh lôi đình. Lấy kiếp luyện pháp, không niệm thiên một tiếng khẽ nói, tự nhận Triệu Bân nghe hiểu được. Cái này, cũng là nàng mang Triệu Bân tới nguyên nhân, tham tiền kiếp, có lẽ có thể cho Triệu Bân tạo một hồi cơ duyên. Biết rõ. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, một bước nghênh thiên mà lên. Thân là bị động ứng kiếp giả, hắn có thể so sánh tham tiền mãnh liệt nhiều, là một đường treo lên sấm sét, cưỡng ép đánh lên đi, bá đạo lôi đình, khó thương hắn thể phách, cho dù bị đánh ra một hai đạo khe rãnh, cũng xa không đả thương được hắn căn cơ. Cái này náo nhiệt, có thể góp. Thân là khách xem Tiên Tông chúng mạnh, đều hít sâu một hơi. Vĩnh hằng thể bao nhiêu nghiêu bức a, nghịch thiên cấp yêu nghiệt. Ai kiếp đều có thể đi tản bộ một vòng. Đây cũng là thiên kiếp, không nhìn tu vi nhìn nội tình. Như bọn hắn lão gia hỏa như vậy, cũng không dám dễ dàng hướng phía trước góp. Oanh! Triệu Bân dũng mãnh phi thường, tham tiền cũng không phải dựng. Đừng nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cái kia nắm tay nhỏ lại có phần đủ lực đạo. Cái gọi là đại lực xuất kỳ thích, hình dung chính là thời khắc này nàng. Người không thể xem bề ngoài. Đám lão già này vuốt râu động tác, phá lệ chỉnh tề. Như tiểu nha đầu này, nhìn như nhỏ yếu kiều nột, nhưng cùng với cấp có thể chịu nàng một quyền, sợ là không có mấy cái, trong truyền thuyết nhất lực phá vạn pháp, muốn chính là một cái cương mãnh vô song lực đạo. Phốc, kim sắc huyết quang bắn ra, Triệu Bân thân thể lại một lần nứt ra. Thời gian lâu dài, lôi kiếp càng cường hoành, làm sao không bị thương, còn có lực chi pháp tắc, cũng như cái thiên kiếp này, càng ngày càng hung hãn. Cả hai đả kích, mới sáng tạo ra cái này máu tanh một màn. Triệu công tử thần sắc lạnh lùng, bất phi sở động. Bị sét đánh nhiều, tự có thần kỳ sự tình phát sinh. Nhìn hắn thể nội lực chi pháp tắc, càng là có như vậy một đạo, cùng hắn dung thành một thể. Cái này, chính là lấy kiếp luyện pháp. Lực, chính là vận mệnh của hắn. Mà cái thiên kiếp này, chẳng qua là trợ hắn mở tạo hóa chìa khóa. Lực chi pháp tắc quả nhiên kỳ dị. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, đã cảm giác thể nội nhiều một cỗ lực lượng bá đạo. Đó là lực chi pháp tắc quà tặng, tuy không phải một đời vật dẫn, lại dính pháp tắc quang. Cơ duyên tạo hóa của hắn, cũng không chỉ nơi này. Pháp tắc cùng trời cướp song trọng đả kích, diễn xuất chính là hủy diệt. Trong hủy diệt ngộ trường sinh quyết, cũng là lấy kiếp luyện pháp một con đường. Đã hủy diệt, tự nhiên là vô cùng máu tanh. Triệu Bân không có cảm giác gì. Quần chúng lại hãi hùng khiếp vía. Tự đứng ngoài đi xem, vĩnh hằng hình dáng cũng không người hình. Nhanh chóng ra khỏi thiên kiếp. Lão thần côn quát to một tiếng, không mang theo mảy may nói đùa ý vị. Lớn mập tiên so với hắn gào to vang dội hơn, nếu vô pháp thì phản phệ, tùy ngươi như thế nào lãng, nhưng hôm nay song trọng đả kích như vậy, một cái góp không khéo, liền sẽ cả ngày kiếp chung một mảnh cho bụi. Đỡ được. Triệu công tử dù chưa đáp lời. Nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Hiếm thấy ngộ đạo thời cơ tốt, nào có bỏ qua đạo lý. Điên rồi. Hắn đúng là điên. Không chỉ lão thần côn cùng lớn mập tiên, những cường giả khác cũng đổ rút hơi lạnh. Cũng chỉ không niệm thiên, nhanh chóng mà đứng, tựa như đối với Triệu Bân có tuyệt đối tự tin, vĩnh hằng huyết thống truyền thừa đi. Từ xưa tất cả ngoan nhân, bọn hắn tu đạo chi lộ, tất cả đều là nghịch thiên. Phá. Triệu Bân lại vọt lên tận trời. Kim quyền cương mãnh bá liệt. Hắn tâm cảnh đã có thay đổi, thậm chí một quyền càng so một quyền mạnh. Oanh! Ầm ầm! Sấm sét tàn phá bừa bãi âm thanh, càng mãnh liệt. Sợ là thượng thương có phiền muộn, cái này bị động ứng kiếp giả, thế nào so độ kiếp giả còn hăng hái, cái kia từng đạo hủy diệt lôi, ở trước mặt hắn, đều thành bài trí, liên miên bị băng diệt. Nhất lực phá vạn pháp. Bất diệt trường sinh quyết. Triệu Bân tâm cảnh xa vào, nghiễm nhiên bản thân thăng hoa. Dùng một đạo lực chi pháp tắc, hắn được lực chân lý, tại trong hủy diệt ngộ tái sinh, hắn lại mở một cánh cửa, thông qua cánh cửa kia, hắn hiểu càng nhiều áo nghĩa, đó là thiên ngoại thiên. Tên tiểu bối này, quả thực yêu nghiệt. Kiếm thánh lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình hắn có thể nghe. Hắn tại Triệu Bân tử phủ, nhìn cũng rõ ràng nhất, kiến thức vĩnh hằng thể nội tình, cũng kiến thức vĩnh hằng thể nghịch thiên ngộ tính. Tại bực này tình cảnh phía dưới, lại vẫn có thể nhất tâm nhị dụng. Hậu sinh khả úy a. Kiếm thánh nở nụ cười, tàn hồn tắm rửa lôi điện. Không tệ, hắn cũng là bị động ứng thiên kiếp người, ai bảo hắn tại trong Triệu Bân tử phủ đâu.
Điểm này hơn phân nửa cũng tại trong không niệm thiên chủ tính, muốn lấy thiên kiếp, trợ hắn tàn hồn niết bàn. Hắn tựa như, biến không đồng dạng. Âm thanh kinh ngạc, từ tứ phương liên tiếp. Tiên tông chúng cường giả, đều đang ngó chừng Triệu Bân nhìn, tiểu tử kia vẫn như cũ như cái huyết nhân, nhưng đạo ẩn cùng khí chất, đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thật là một loại bất phàm tâm cảnh. Thì ra là thế. Chúng lão bối hít sâu một hơi, cuối cùng là hiểu rồi Triệu Bân dụng ý. Tiểu tử kia tại ngộ đạo, tại song trọng đả kích phía dưới, tìm hiểu đạo chân lý. Trở về. Chẳng biết lúc nào, mới ngửi không niệm thiên kêu gọi. Lôi kiếp đã thấy yếu thế, chân chính kiếp hắn muốn tới. Siêu. Tâm thần xa vào Triệu Bân bị giật mình tỉnh giấc, thối lui ra khỏi thiên kiếp phạm vi. Hắn mới ra khỏi, bay múa đầy trời sấm sét, liền liên miên tiêu tan. Lôi điện mặc dù không thấy, nhưng bầu trời oanh minh lại không chôn vùi, mà đáng sợ ý chí, vẫn như cũ bao phủ thiên địa, chớ nói Triệu Bân, ngay cả không niệm thiên hòa một đám lão bối đều rất cảm thấy bị đè nén. Oanh! Tham tiền một bước định thân, đạp thiên vũ một mảnh sụp đổ. Chân chính thiên kiếp muốn tới, nàng phải làm tốt liều mạng chuẩn bị. Phanh! Thương Miểu một tiếng oanh minh, một bóng người ầm vang hiển hóa. Đó là một cái Tố Y lão nhân. Quanh thân diễn hóa huyền ảo dị tượng, có đại đạo thiên âm vang vọng, mà phía sau hắn, còn có một mảnh đại thế giới, tựa như tịnh thế tiên thổ, tất cả nhiễm uy lực của thiên kiếp. Hắn quá cổ xưa, phảng phất tuế nguyệt phần cuối mà đến. Hắn khí chàng cũng quá mạnh, càn khôn đều bởi đó lắc lư. Cái này, là tôn thần nào? Tiên tông cường giả tất cả vô tận thị lực, cực điểm mong nhìn. Lúc này, còn có không ít người sách xuất thần sách xem xét. Phàm giới chế tài giả. Triệu công tử liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền nhận ra. Hắn một điểm không kỳ quái, sớm đã tai kiếp bên trong thấy qua. Phanh. Lại là một tiếng oanh minh, thứ hai tôn pháp tắc thân buông xuống. Triệu Bân mắt to như vậy một nhìn, ải nha. Vẫn là một cái người quen, tiên giới chế tài giả. Đối với vị này, hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tưởng tượng hắn động hư kiếp, tiên giới chế tài giả từng ba lần hiển hóa. Lại ba lần bị Nguyệt Thần đạp tắt, chớ nói người trong cuộc, liền hắn thấy cũng không khỏi lúng túng, thần minh làm đến phần này bên trên, sợ là có chút mặt không nén giận được. Sẽ không lại cho đạp tắt đi, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Nói xong, hắn vẫn không quên hướng Niết Bàn Tinh phương hướng liếc mắt nhìn. Theo hắn suy nghĩ, tiên giới chế tài giả hơn phân nửa cũng đang hướng bên này nhìn. Đích xác, tiên giới chế tài giả tối nay ngủ không được, đang cách vô tận hư vô. Mong nhìn mảnh này biển cả, lực chi tiên thể độ kiếp, sao có thể không liếc một cái, xem xét như vậy, lại còn có chính mình pháp tắc thân. Giấm, ngươi lại cho ta đạp tắt. Tiên giới chế tài giả nói thầm, mặt mo còn có một chút đen. Nhìn chung vạn cổ, lại tìm không ra một tôn thần minh, như hắn như vậy, tai kiếp bên trong bị đạp tắt ba lần pháp tắc thân, cho dù là nguyệt thần, cho dù từng vì thiên đạo, cũng phải cho hậu bối chừa chút khuôn mặt a. Ta tốt xấu là một tôn thần. Hắn oán thầm, cũng chỉ là một cái tiểu bực tức. Lần này, hắn không có bị giẫm, bởi vì tiểu nha đầu kia thiên kiếp, cũng chỉ hai tôn pháp tắc thân, một cái là hắn một cái là phàm giới chế tài giả. Nói thực ra, nhìn thấy cái kia hàng pháp tắc thân, hắn liền không hiểu khó chịu. Oanh, phanh, biển cả bên kia, đại chiến đã kéo ra màn che. Tham tiền một chọi hai, kiệt lực đối kháng hai tôn thần. Pháp tắc thân cướp xác thực không giống như lôi kiếp. Dị thường kinh khủng, cùng hai tôn cùng thời kỳ thần đối chiến, hơn nữa còn là hai đánh một, trận này kiếp số, không khác là ở trước quỷ môn quan tàn bộ. Phốc, phốc, đỏ bừng huyết quang, một đạo tiếp một đạo lộ ra. Là nằm mơ ban ngày tại đẫm máu, nan địch hai tôn thần công phạt. Chống đỡ, tiên tông chúng mạnh hơn lo nghĩ, liền Triệu Bân cũng cau mày. Tham tiền thiên phú không thấp, căn cơ, bản nguyên cùng huyết mạch những thứ này, cũng đủ mạnh. Nàng duy nhất nhược điểm, chính là đấu chiến tâm cảnh, dù sao, đối phương là cùng thời kỳ hai tôn thần. Hắn có thể nhìn ra, không niệm thiên tử cũng giống vậy. Biết lại như thế nào, bọn hắn là bất đắc dĩ, nếu là có đầy đủ thời gian, chắc chắn sẽ trước tiên mang tham tiền đi lịch luyện một phen, rèn luyện tâm cảnh của nàng, đặc biệt là đấu chiến tâm cảnh. Ta không sợ ngươi. Tham tiền ánh mắt, vẫn là kiên định. Cho dù là đối đầu hai tôn thần. Nàng cũng không sợ hãi chút nào. Tiểu nha đầu độc hữu một phần quật cường, để cho nàng dục huyết phấn chiến. Lực chi tiên thể. Có như thế một tiếng kinh ngạc, trong bóng đêm vang vọng.
Đó là một lão già, tối nay trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cũng trùng hợp nghe tiếng sấm, chạy tới nhìn lên, mới biết có người độ kiếp, hơn nữa, độ kiếp giả lại vẫn là cái nghịch thiên huyết thống. Có thể dẫn tới pháp tắc thân kiếp, cái nào đều không phải là hạng người qua loa. Nhìn qua tham tiền, hắn lại nhìn một mảnh hư vô, có thể gặp không niệm thiên hòa triệu bân. Đại La Tiên Tông người, lão giả hai mắt híp lại. Trong con mắt của hắn, nhiều vẻ hung quang, đã Đại La Tiên Tông người, vậy thì có tất yếu đảo cái rối loạn, không bởi vì hắn, chỉ vì hắn là mặt trời lặn người của thần giáo, song phương đối địch đi. Nếu để lực chi tiên thể trưởng thành, hẳn là đại họa. Nghĩ tới đây, tay hắn nhặt một đạo đen nhánh kiếm khí. Từ nơi này phương hướng, khoảng cách này, nhất kích liền có thể dây độ kiếp giả. Xong việc, hắn trước tiên phi đột, thần không biết quỷ không hay. Tiểu nha đầu, chớ trách lão phu. Lão giả cười gằn một tiếng, sử dụng đen nhánh kiếm khí. Nhưng, kiếm khí vừa mới chém ra, liền bị một đạo tiên quang đả diệt. Người xuất thủ, chính là núp trong bóng tối lão thần côn, sớm đã cảm thấy người này đến. Còn có những người khác. Lão giả thần sắc đột biến, quay người trốn vào không gian. Là hắn khinh thường, một mực nhìn độ kiếp giả, triệu bân cùng không niệm ngày, không hay biết cảm giác, âm thầm còn cất giấu những cường giả khác, đã bại lộ, tất nhiên là trước tiên chuồn mất. Có bằng hữu từ phương xa tới, cái nào chạy? Lớn mập tiên hừ lạnh một tiếng, một trường bao trùm thiên địa. Thổ huyết âm thanh vang lên theo, phía trước một cái chớp mắt vừa trốn vào không gian lão giả, một giây sau liền bị ép đi ra, hắn là đỉnh phong tiên vương không giả, nhưng luận nội tình, cùng lão giả kia còn kém chút. Diệt ta! Lão giả cười lạnh, không ngờ trong nháy mắt tiêu thất. Chờ lớn mập tiên giết đến, đã không thấy lão giả dấu vết. Đích xác, cái kia hàng chiến lực không được, nhưng mở độn là nhất tuyệt. Chanh! Phía sau một tiếng kiếm ngân vang, hoành quán cửu thiên. Phía sau một tiếng hét thảm, tại tiên tông cường giả nghe tới, thì phá lệ êm tai. Tất nhiên là không niệm thiên ra tay rồi, tay cầm đại la thần kiếm, hồi phục hủy diệt kiếm uy. Không hổ là thần khí, nhất kích đánh xuyên càn khôn. Lão giả là cái xui xẻo hài tử, lần thứ hai từ không gian ngã ra. So sánh lần thứ nhất, hắn cái này thật sự thảm, chịu không niệm thiên nhất kiếm, nhục thân đã thành một vũng máu bùn, nổ thành một mảnh xương máu, liền bản mệnh nguyên thần, đều bị chém chết nửa bên. Ừng ực, triệu bân thấy vậy một màn, nhịn không được nuốt nước miếng. Mẹ nó, vẫn là thần khí dễ dùng a, bị đỉnh phong tiên vương ngự động, một kiếm liền đánh cho tàn phế một vị khác đỉnh phong tiên vương, đổi lại là hắn, chịu một đòn này, đầy đủ hắn chết mấy cái luân hồi. Chạy, sao không chạy? Lão thần côn cùng lớn mập tiên cùng nhau giết tới, cưỡng ép chân áp lão giả. Lão giả kiệt lực giãy giụa, lại khó phá hai người giam cầm, hắn cười lạnh cùng dữ tợn, tại trong nháy mắt này, đều hóa thành e ngại, có như vậy một phần tâm cảnh, nên vô cùng hối hận. Hơn nửa đêm, hắn là chính mình chạy tới tặng đầu người a. Không niệm thiên thu kiếm, cũng không lại để ý tới, chỉ nhìn thiên kiếp. Triệu bân cũng không quan tâm quá nhiều, người đã nắm, chờ kiếp sau thu thập. Phốc, lại là một đạo huyết hoa, tham tiền tiên khu suýt nữa nổ diệt. Chịu thần minh pháp tắc công phạt, vết thương là rất khó khôi phục. Cũng trách thời gian quá ngắn, nàng đối với trường sinh quyết lĩnh hội không đủ, cái này như đổi lại triệu bân, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, còn có chiến lực. Một mình hắn liền có thể trùy hai tôn pháp tắc không ngóc đầu lên được. Hoặc là chết, hoặc là niết bàn. Triệu bân một bước tiến lên, tiếng quát âm vang. Hắn lời nói dễ dùng, kích phát tham tiền chiến ý. Tâm cảnh là tại trong chiến ma luyện, không có đối đầu thương sợ hãi, liền cũng không sợ sinh tử. Tham tiền tâm cảnh, cuối cùng là thăng hoa. Nàng quên đi sinh cùng tử, tại trong chiến niết bàn. Chiến cuộc, cuối cùng là có chút thay đổi. Mà độ kiếp giả, cũng cuối cùng là đứng vững bước chân. Oanh! Hư vô oanh minh, lại một lần vang vọng. Đó là thượng thương tại tức giận, muốn chu diệt độ kiếp giả. Chiến! Tham tiền kéo lấy huyết lâm tiên khu, nghịch thiên mà lên. Huyết mạch của nàng, cũng bởi vì tâm cảnh mà khôi phục, bản nguyên bên trong, nhiều một cỗ lực lượng đáng sợ. Đêm! Thế gian! Núi góc! Chế tài giả ngồi vững điếu ngư đài, khoan thai tự đắc. Phía sau hắn, còn có một đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng mà đứng. Đó là Liễu Như Tâm, lại chạy tới nghe ngóng Triệu Bân. Mệnh của hắn, rất rắn. Vẫn là câu nói này,
chế tài giả đã không biết nói bao nhiêu năm. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, há lại sẽ là đoản mệnh tướng mạo. Tạ tiền bối. Liễu Như Tâm chậm rãi quay người, mộc lấy nguyệt quang càng lúc càng xa. Nàng mặc dù đi, lại có một hơi gió mát thổi, để cho câu cá chế tài giả, vô ý thức sờ lên cái ót, không biết vì sao, cuối cùng cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, như bực này cảm giác, thường thường cứ như vậy có một lần, hơn nữa tới rất không hiểu, gió cũng là thổi xuyên tim. Kỳ quái, chế tài giả một tiếng nói thầm. Nha, lại câu cá đâu? Hư vô truyền đến mở mịt lời nói. Chính là tiên giới chế tài giả, hơn nửa đêm muốn tìm một chút việc vui. Đêm khuya tìm bản thân, chuyện gì? Nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Cũng là thần, nói tiếng người. Gần đây ngẫu nhiên đạt được một cảnh, muốn mời đạo hữu cùng hưởng. Tiên giới chế tài giả lại truyền âm, nói chứng chạc đàng hoàng. Dứt lời, thì thấy một đạo màn nước tại hư vô trải rộng ra, chỉ phàm giới chế tài giả mong nhìn thấy. Màn nước bên trong hiện ra, chính là nằm mơ ban ngày độ kiếp hình ảnh. Cái này không trọng yếu là, tham tiền đang bạo trùy phàm giới chế tài giả pháp tắc thân, trên thực tế, tiên giới chế tài giả pháp tắc thân, cũng đang bị bạo trùy, chỉ có điều, cái kia đoạn hình ảnh bị hắn xóa đi, không biết, còn tưởng rằng tham tiền chỉ dẫn một tôn pháp tắc thân đâu. Nhìn hình ảnh, phàm giới chế tài giả khuôn mặt trong nháy mắt đen. Pháp tắc của hắn thân bị bạo trùy, hắn một chút cũng không sinh khí, hắn phát hỏa chính là, tiên giới chế tài giả lại vẫn chuyên môn đưa cho hắn nhìn. Hơn nửa đêm, cái này mẹ nó là cho hắn ấm ức a. Nhữ Chi Tú, ta không bằng. Tiên giới chế tài giả lời nói ung dung. Người cái lão già, bức ta nguyền rủa ngươi. Phàm giới chế tài giả thả xuống cần câu, trên không trung vẽ một vòng vòng, có từng sợi sức mạnh nguyền rủa rong chơi, sau đó tan ở trong hư vô. Tiên giới chế tài giả xem thường, nhẹ nhõm tháo xuống nguyền rủa. Ân, cho phàm giới chế tài giả ấm ức, mục đích của hắn đạt đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng rất lúng túng, bởi vì tai kiếp bên trong bị bạo trùy, cũng không chỉ phàm giới chế tài giả pháp tắc thân, còn có hắn, nhìn tiểu nha đầu kia, từ tâm cảnh niết bàn, vô cùng tận thăng hoa, chân chính thiên kiếp, để cho nàng triệt để chiến lực toàn bộ triển khai, tiềm lực là vô tận. Không lâu, biển cả tiếng oanh minh chôn vùi. Hai tôn thần minh pháp tắc, tất cả ngừng công phạt. Thân thể của bọn hắn, đang từng tấc tiêu tan. Thiên kiếp cuối cùng là kết thúc, thân là độ kiếp giả tham tiền, từ thiên ngã xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thể phách, nhuộm đầy đỏ bừng huyết, tung chiến lực toàn bộ triển khai, vẫn như cũ bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi. Trở thành, Triệu Bân thở dài một hơi. Tiên tông chúng mạnh khói mù, cũng là quét sạch. Sống cùng chết một hồi ách nạn, cuối cùng là có một kết thúc. Đi! Không Niệm Thiên phất tay áo, đem tham tiền thu vào tử phủ. Chúng mạnh cùng nhau thối lui. Chỉ lưu cảnh hoang tàn khắp nơi biển cả. Ở đây yên tĩnh, phàm giới lại lớn lên ầm ầm, truyền lại từ Bất Tử Sơn phương hướng. Ngóng nhìn mà đi, có thể gặp phương kia mây đen quay cuồng sấm sét vang dội, chính là thiên kiếp chi cảnh. Lại nhìn người độ kiếp, càng là một cái hòa thượng. Chính xác nói, là cái hòa thượng phá giới, chán bóng loáng. Không tệ, là cái kia gọi làm ẩu nhân tài, kẹt tại chuẩn thiên đỉnh phong đã trăm năm, cuối cùng là tại tối nay đốn ngộ. Đạp đất phá vỡ mà vào thiên vũ cảnh, hơn nữa, còn đưa tới trận này thiên kiếp. Quá nhiều người bị giật mình tỉnh giấc, đứng ở tường thành mong nhìn. Đối với thiên kiếp một chuyện, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiên địa đại biến, tiến giai giả nhiều không kể xiết, thiên kiếp cũng thường thường tới, tựa như hôm nay vị này, nên thuộc có tài nhưng thành đạt muộn một cái, trăm năm góp nhặt, thậm chí hậu tích bạc phát. Ngã Phật từ bi, thiện tai thiện tai. Làm ẩu mang theo đao, từng bước một lên như diều gặp gió. Hình ảnh kia, nhìn tất cả mọi người đều thần sắc kỳ quái. Hòa thượng đi, hoặc là cầm thiền trượng, hoặc là tay nâng bình bát, vị này ngược lại tốt, mang theo một cái quỷ đầu đao, để cho người ta bất giác cho là, hắn là một cái tại trong Phật môn nằm vùng cường đạo. Oanh! Thiên phạt giáng xuống, thương miểu ước vạn sấm sét bay múa. Hòa thượng đùa nghịch đại đao hí kịch màn, trăm năm khó gặp. Cái này độ kiếp giả rất không thành thật, cho dù tại gặp sét đánh, vẫn như cũng như một thớt thoát cương ngựa hoang, đầy trời mừng rỡ, cứ thế từ Bất Tử Sơn, một đường làm đến Đế Đô Thành bên ngoài. Đào tiên tử nói, nếu hắn tiến giai thiên vũ, liền cùng hắn sinh cái tiểu hòa thượng. Sức mạnh của ái tình là thần kỳ, hắn ngộ thiền 100 năm, cuối cùng là bước ra một bước này. Rửa sạch sẽ chờ ta.
lời này so tiếng sấm vang dội hơn. Thế nhân đều là quần chúng, Duy Đào tiên tử một người đỏ mặt. Đơn phượng phù dung, song phượng hoa đào, tất cả danh khắp thiên hạ. Hôm nay, nàng vừa giận một lần. Ngươi, so với hắn nhìn xem thuận mắt. Lời này, là phàm giới chế tài giả thuyết. Vẫn là cái kia chim không thèm ị núi góc, hắn còn ngồi cái kia câu cá, bị người nào đó tức giận nổi giận trong bụng, cuối cùng là bình tĩnh lại, đến nỗi cái kia tiểu chọc đầu, hắn vẫn là rất coi trọng. Chẳng biết lúc nào, tiếng sấm tán đi. Nhưng, chân chính thiên kiếp mới kéo ra màn che. Kiếp chung có pháp tắc thân, lại vẫn là thần minh pháp tắc. Ta, muốn mở mày mở mặt. Phàm giới chế tài giả lần thứ hai thả xuống cần câu, tiện tay còn kéo ống tay áo. Không trách hắn như thế, chỉ vì làm ẩu dẫn xuất pháp tắc thân, càng là tiên giới chế tài giả. Như ước nguyện của hắn, tiên giới chế tài giả pháp tắc thân. Bị nện cho. Hắn nhiều cơ trí a, đem cái hình ảnh đó, ghi chép một cái toàn bộ. Ta khi rảnh rỗi phải một cảnh, mời đạo hữu cùng hưởng. Phàm giới chế tài giả rất là tự giác, đem hình ảnh truyền vào tiên giới. Vì thế, hắn còn tìm lý do tốt, đến mà không trả phi lễ vậy. Ta, vốn là tâm tình không tệ tiên giới chế tài giả, lúc này đã là sắc mặt biến thành màu đen. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, tiên giới có người độ kiếp, phàm giới có người gặp sét đánh, minh giới cũng có động tĩnh lớn, theo minh thần mà nói, nhà ai còn không có mấy cái nhân tài a. Tại âm tào địa phủ độ kiếp, mở tối chiếu rọi chính là quang minh. Độ kiếp giả là một nữ tử, Triệu Bân như thấy tất nhiên nhận ra. Nàng chi yêu nghiệt, không chút nào tại tham tiền phía dưới, đồng dạng có thần minh pháp tắc, hơn nữa còn là hai tôn, thật lớn chiến trường, trêu đến toàn bộ âm tào địa phủ, đều vang dội đầy lệ quỷ kêu rên. Xong việc, minh thần liền cho hai chế tài giả một người đưa cái lễ vật. Đơn giản là một chút hình ảnh, hai chế tài giả pháp tắc thân bị trùy hình ảnh. Lúng túng. Phàm giới chế tài giả gặp chi, khóe miệng đang run rẩy, một ngày bị đánh hai hồi. Tiên giới chế tài giả so với hắn càng khó chịu hơn, như ăn quả cân, trong lòng chắn đến hốt hoảng, hắn bị đánh ba trở về, thêm nữa lúc trước bị Nguyệt Thần đạp tắt ba lần, chiến tích xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Thoải mái. Quanh đi quẩn lại hơn nửa đêm, người thắng cuối cùng, càng là minh giới vị kia. Hai đại chế tài giả sợ là không ngủ được, tối nay minh thần có thể làm cái mộng đẹp. Cái này ba đậu bức. Thượng thương hạ xuống phân tích, vẫn là rất tinh tế. Đùa về đùa, tam giới càn khôn, sợ là đã biến không bình thường, bằng không thì, thiên kiếp bên trong pháp tắc thân, cũng sẽ không như vậy lộn xộn, cứng rắn kéo nhân quả, đánh sâu vào sâu xa thăm thẳm trật tự. Ngô! Chữ Thiên Phong kêu rên, kèm thêm đau đớn than nhẹ. Triệu Bân đám người đã trở về, đang tại phân ly pháp tắc. Cái này, thảm nhất là tham tiền, vừa mới vượt qua thiên kiếp, thương cảnh hoang tàn khắp nơi, còn chưa không kịp chữa thương, liền muốn chịu tải lực chi pháp tắc, đó là tương tự tại lăng trì cực hình. Không có cách nào, bọn hắn không có thời gian. Chuẩn xác hơn nói, Triệu Bân đã chống đến cực hạn. Tiên tông cường giả tất cả tại chỗ, dù là tiên vương tâm cảnh, đều nhìn hoảng sợ run rẩy, không phải không có gặp qua pháp tắc phân ly, nhưng như lực chi tiên thể như vậy huyết tinh tàn khốc, vẫn là đầu hẹn gặp lại. Nói cho cùng, vẫn là lực chi pháp tắc quá mạnh. Nguyên nhân chính là quá mạnh, mới là nghịch thiên đại tạo hóa. Màn đêm lại rơi nữa tạm thời, không niệm thiên tài chậm rãi thu tay lại. Trong cơ thể của Triệu Bân lực chi pháp tắc bị phân ly, liền tựa như bị quất đi linh hồn, hư nhược liên động một chút đều tốn sức, trái lại tham tiền. Bởi vì pháp tắc quay về, tựa như được thuốc hay, thể phách cực tốc khép lại, hơn nữa, không còn như lúc trước như vậy, bởi vì làm vật dẫn mà ý thức ngây ngô. Hô! Đến nước này, không niệm thiên tài chân chính thở dài một hơi. Pháp tắc phân ly rất nguy hiểm, còn tốt đều chống đỡ nổi. Lão phu đem nàng mang đi, nên không có người phản đối. Đệ nhất thái thượng trưởng lão cười nói, lấy tiên lực che lại tham tiền. Chúng đám lão già này đều hít sâu một hơi, nhưng vẫn là khoát tay áo. Lực chi tiên thể không phải bình thường huyết thống, để cho đệ nhất thái thượng trưởng lão dạy bảo không thể thích hợp hơn, nhìn chung toàn bộ Đại La Tiên Tông, cũng chỉ hắn tu đích đạo, cùng lực tương cận, chuyên nghiệp miễn cưỡng cùng một. Nhà đầu, đi theo ta. Đệ lục thái thượng trưởng lão mỉm cười, nhìn nhưng là Long Phi. Cái quyết nghị này, tại chỗ cũng không có người phản bác, chỉ vì hai người tu chính là đồng dạng đạo. Hạt giống tốt tất nhiên là tiền bối dẫn đường, tiến hành bồi dưỡng,
năm nào chi thành tựu cũng không yếu không nhiệm thiên. Tham tiền không cự tuyệt, Long Phi Tử cũng giống vậy. Thế đạo quá tàn khốc, bọn hắn cần làm bản thân lớn mạnh. Có hai người tuyển đồ nhi, còn lại mấy vị, thì đều vuốt râu nhìn Triệu công tử, muốn hay không đem hàng này cho bắt cóc, cho dù không đại lực bồi dưỡng, vĩnh hằng thể cũng có thể nhất phi trùng thiên. Ý niệm là rất tốt, nhưng mọi người đều không có ý tốt mở miệng. Vật nhỏ này là không niệm thiên, như vậy cướp người có nhục tư văn. Đệ nhất thái thượng trưởng lão đi, mang đi tham tiền, hắn lui về phía sau quãng đời còn lại, sẽ đem hết toàn lực, bồi dưỡng tiểu nha đầu này, mà đệ lục thái thượng trưởng lão, cũng là ngang hàng tâm cảnh, vì đại la tiên tông quật khởi, nàng sẽ không giữ lại chút nào, cũng sẽ liều mạng làm hậu bối môn hộ đạo. Lớn như vậy chứ thiên phong, chỉ còn dư Triệu Bân cùng không niệm thiên. À không đúng, còn có lớn mập tiên cùng lão thần côn, đều giấu ở chỗ tối. Tĩnh tâm, ngưng khí, không niệm thiên khẽ nói. Kiệt lực cũng mệt lả Triệu Bân, che lấy eo cưỡng ép ngồi dậy. Làm đời thứ hai vật dẫn, là có hậu di chứng, đặc biệt lực chi pháp tắc, phản vệ hung mãnh hơn, hắn có giác ngộ, lui về phía sau 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ ở suy yếu trung độ qua, liền hắn đều như thế, nếu đổi lại những người khác, hơn phân nửa đã bỏ mạng. Bên này, không niệm thiên đã phất tay áo, thả ra một người. Chính là mặt trời lặn thần giáo lão giả, lúc trước đánh lén tham tiền không thành, bị bắt sống, sập nhục thân, chỉ còn dư nửa cái nguyên thần. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói. Lão giả ngữ khí run rẩy. Đáp lại hắn, nhưng là không niệm thiên một tia tiên quang, cưỡng ép phá vỡ hắn tử phủ, tồn tại ở trong đó tài vật, bao quát tiên thạch cùng bí bảo, đều bị cầm một tinh quang. Sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không niệm thiên túc đủ thiết huyết, sinh sinh hóa diệt hắn nguyên thần, có được nguyên thần chi lực, đều rót vào trong cơ thể của Triệu Bân, lấy tẩm bổ Triệu Bân hư nhược chân thân, cái này khiến Triệu Bân mệt mỏi thể phách, trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ. Có cái đáng tin cậy sư phó, thật hảo. Lão thần côn cùng lớn mập tiên tất cả đạp tay thổn thức, như không niệm thiên, cũng rất đau đổ nhi đi. Vì cho đổ nhi chữa thương, lại không tiếc dùng tiên vương nguyên thần tẩm bổ. Cái này có thể so sánh linh dược dễ dùng nhiều. So sánh Triệu Bân, hai người bọn họ liền không có như vậy may mắn. Bọn hắn trong trí nhớ sư tôn, liền để bọn hắn nhớ kỹ một chữ. Đau. Cái gọi là rất đau đồ nhi, cái gọi là đồ nhi rất đau, khác nhau vẫn rất lớn. Hai người thổn thức thời điểm, không niệm thiên đã thu tay lại, tiên vương cấp nguyên thần chi lực, đích xác so linh dược dễ dùng, nhìn người nào đó khí huyết, đã ở trong suy yếu khôi phục. Sinh mệnh lực vẫn như cũ thịnh vượng. Sớm đi nghỉ ngơi. Không niệm thiên lưu lại một ngữ, quay người liền muốn đi. Nàng thương cũng thảm trọng, đã liên lụy căn cơ. Có thể hay không để cho ta sờ sờ. Triệu Bân đuổi một bước, làm gì thể phách nội thương, còn chưa có nói xong, liền ho một ngụm máu. Hắn cái này một cái chưa nói xong không sao, để cho lớn mập tiên cùng lão thần côn, đều phá lệ tới tinh thần, sờ sờ. Sờ gì? Mềm mềm cái chủng loại kia. Chớ nói hai người bọn họ, ngay cả không niệm thiên đều lông mày xinh đẹp trao lên. Đại la thần kiếm. Triệu công tử một cái thở mạnh, cuối cùng là bổ túc nửa câu sau. Xem đi, đều nghĩ nhiều a, người liền nghĩ sờ sờ cực đạo thần binh, đây chính là thần minh bản mệnh khí. Đứa nhỏ này, hai lão đầu nhi một tiếng ho khan. Không niệm thiên dù chưa ngôn ngữ, nhưng vẫn là nhẹ phẩy tay. Cùng với một tiếng kiếm minh. Đại la thần kiếm trong tay áo bay ra. Triệu Bân gặp chi, ánh mắt rực rỡ sinh huy, theo bản năng đi đón. Oanh! Ban đêm một tiếng ầm ầm, vẫn là phá lệ rung động. Từ xa đi xem, toàn bộ chữ Thiên Sơn Phong đều một hồi lắc lư. Nhìn trên núi hình ảnh, liền phá lệ đẹp mắt, cái nào đó gọi Triệu Bân nhân tài, là cả một cái chữ lớn, dán tại trên đất, chỉ trách thần khí quá nặng nề, một chút mất tập trung, liền bị đè sấp. Toàn bộ thể phách cũng là bị vỡ nát gãy xương, trên thân giống như đè ép một ngọn núi. Không niệm thiên đi, cũng không mang đi thần khí. Công tử nhà họ Triệu nói, muốn sờ sờ thần khí đi. Nhìn xem đều đau. Lớn mập tiên cùng lão thần côn tiến lên, cho Triệu công tử túm đi ra. Cực đạo thần binh cũng không phải đùa giỡn, không cho đập chết cũng không tệ rồi. Thật nặng nề a. Triệu công tử cuối cùng là như nguyệt, một bên ho ra máu một bên sờ thần binh. Không hổ là thần minh bản mệnh pháp khí, sờ một chút đều thể phách cự chiến. Khó có thể tưởng tượng, như thần khí thần uy hoàn toàn khôi phục, uy lực nên cỡ nào hủy diệt.
có này thần binh chấn thủ, bình thường thế lực thật đúng là không dám trêu chọc tiên tông. Thần minh truyền thừa như tám đại thánh địa, hơn phân nửa cũng không dám dễ dàng khai chiến. Ngươi có thể sờ qua sư muội, lão thần côn cười rất hèn mọn. Ngươi này liền già mà không kính, Triệu Bân nghiêm túc nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đích xác rất mềm, hắn cõng qua Mộng Điệp cũng cõng qua Không Niệm Thiên. Lão thần côn xem thường, trò chuyện liền trò chuyện hơi lớn nhà cảm thấy hứng thú đi. Vẫn là lớn mập tiên so sánh đáng tin cậy, đang suy nghĩ thế nào làm một cái tiểu hoa nhi đi ra. Không làm được vĩnh hằng thể sư tôn, hắn không ngại thu Triệu Bân em bé làm đồ nhi. Tiên tông nhưng có cực âm chi địa, Triệu Bân đổi chủ đề. Long Phi đã hai đời ký ức dung hợp, tham tiền cũng đã khôi phục tỉnh táo, kế tiếp, hắn phải suy nghĩ thế nào cứu Âm Nguyệt Vương cùng một đời Man Vương, cũng không thể một mực cho người ta chôn ngôi mộ bên trong. Nhìn cái kia, Cửu Long Chỉ Uyên. Lão thần côn đưa tay, chỉ một phương. Triệu Bân vô ý thức đứng dậy, vô tận thị lực mong nhìn, phương kia còn chính là cực âm chi tượng, phong ấn thiên ma hòn đảo kia, liền có một cái Cửu Long Chỉ Uyên, không nghĩ tiên tông lại cũng có. Phục sinh có hy vọng rồi, Triệu Bân nói liền muốn giết đi qua. Trước tạm chữa thương, hai lão đầu nhi lại cho hắn túm trở về. Trước tạm chữa thương, Triệu Bân lại ngồi về dưới cây già, tĩnh tâm điều dưỡng thể phách. Đại La Thần kiếm hình như có linh tính, liền treo ở hắn bên cạnh thân, khi thì ông rung động một chút, kiếm của nó ngâm rất bất phàm, tự có đại đạo thiên âm, cất giấu rộng rãi bàng bạc chi lực, tang thương mà cổ lão. Vị đại ca kia, thật là lạ mặt a. Long Uyên như quen thuộc, vây quanh thần kiếm vừa đi vừa về xoay quanh. Một màn này, rơi vào lớn mập tiên cùng lão thần côn trong mắt, đó chính là một cái chiến năm cặn bã, tại trước mặt một tôn chiến thần điên cuồng tú tồn tại cảm, thiên ngôn vạn ngữ liền một câu nói, tìm cách thân mật. Sự thật chứng minh, chiêu này không dùng được, thần kiếm căn bản không để ý hắn. Cũng đúng, ai không có chuyện gì nằm dạp trên mặt đất, cùng một con kiến tán gẫu. So sánh thanh kiếm này, thần binh càng hiếm có Triệu công tử, tiểu tử này huyết mạch rất không tầm thường, tại nó niên đại đó, có vẻ như cũng có một cái người mang bực này huyết thống người, rất mạnh rất bá đạo. Thần binh không bài xích hắn. Lão thần côn cùng béo lão tiên một trái một phải, nhìn rất nhiều rõ ràng. Đây là một cái điểm tốt, hai người bọn họ vui lòng trông thấy, bởi vì cực đạo thần binh, sớm muộn phải truyền đến trong tay Triệu Bân, hai người như dưỡng ra ăn ý, mới có thể mức độ lớn nhất sử dụng thần binh uy lực. Triệu Bân tâm không ngoại vật, chữa thương cũng không quên ngộ đạo. Không người quấy rầy, hắn là một lòng phân dùng nhiều, lĩnh hội luân hồi lúc, không quên nghiên cứu tạo hóa lúc, không quên lĩnh hội lực chi đạo, còn có vạn pháp trường sinh quyết, đạo gia thiên cơ thuật, thậm chí ngay cả vô tự đạo kinh, luyện đan chi pháp cờ hòa đạo càn khôn những thứ này, bây giờ cũng đều ở trong lòng diễn hóa. Hắn thiên phú chi yêu nghiệt, liền đại La thần kiếm cũng vì đó ông rung động. Nó là cực đạo thần khí đi, có thể cảm thấy được những người khác không cảm thấy được đồ vật. Vĩnh hằng thể sức khôi phục, dị thường bá đạo. Trước sau bất quá ba ngày, thì thấy hắn khí huyết cuồn cuộn. Đương nhiên, tiên vương nguyên thần chi lực, cũng không thể bỏ qua công lao, đã ở cái này ba ngày ở giữa, triệt để thành hắn thể phách chất dinh dưỡng, nếu nguyên thần chi lực cũng coi như một loại linh dược, vậy hắn xem như triệt để tiêu hóa. Không Niệm Thiên từng tới một chuyến, lưu lại không thiếu chữa thương thánh vật. Trừ nàng, liền lại không người lên núi, liền không thiếu lão gia hỏa, đều bị chắn ngoài cửa, thậm chí rất nhiều trưởng lão đệ tử, cũng là tại chữ thiên dưới núi, ngửa con mắt mong nhìn đỉnh núi, vĩnh hằng một mạch truyền thừa, liền ở đây trong núi, bọn hắn vô duyên nhìn thấy. Phía sau mấy ngày, hư không thấy nhiều dị tượng, có đại bàng, long phi, cũng có tham tiền. Vô luận là đệ nhất thái thượng trưởng lão, đệ lục thái thượng trưởng lão, vẫn là đại bàng tại thiên tông sư tôn, đều tận hết sức lực, không giới hạn trồng tài nguyên tu luyện, quả thực là tích tụ ra từng cái niết bàn. Nói cho cùng, vẫn là nền vững chắc căn cơ. Đến nỗi đạo tâm, thí dụ như đấu chiến tâm cảnh, còn cần chính bọn hắn đi rèn luyện. Đạo không bờ bến, con đường của bọn hắn còn rất dài. Cỡ nào nhàm chán. Lại là trời tối người yên, lớn mập tiên cùng lão thần côn buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở trên tảng đá. Nếu tại trước kia, hai người bọn họ bây giờ hơn phân nửa đang hố che lừa gạt. Đồ tốt, đều hướng nhà mình lay. Cốt cách kinh kỳ tiểu hoa nhi, cũng là chơi bạc mạng hướng về nhà mình lừa gạt. Hắn đại La tiên tông một đời mới tiểu đệ tử, phần lớn cũng là tới như vậy. Ân, trong nháy mắt nào đó,
hai người cùng nhau trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy vùng đất kia nơi Triệu Bân đang ở, có từng cây hoa cỏ kiên quyết ngoi lên mà ra, mỗi một gốc đều tinh khí quanh quẩn, mỗi một gốc đều sinh linh lực bành trướng, nhuộm sán sán vĩnh hằng. Đó là một màn kỳ dị, nhìn hai người đầy mắt mới mẻ. Nhìn qua, hai người mới biết manh mối, nên vĩnh hằng thể bản nguyên phục cổ, mới tạo ra bực này sinh cơ giạt rào cảnh tượng, trừ này, bọn hắn cảm giác rõ ràng nhất, là một vòng tử hồng trần khí. Thật đúng là phàm giới đi lên, lớn mập tiên một lời do dự. Sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên, lão thần côn thì hít sâu một hơi, bực này danh hào, không chỉ là một loại xưng hô, vẫn là một cái khơi dòng, hắn sẽ đi ra một đầu không giống nhau lộ. Hai lão đầu nhi có việc làm, Sử Tấm Tấm dòng dã, tính nhìn Triệu Bân thuế biến. Thời gian lâu dài, hai người tựa như tại Triệu Bân bên cạnh thân, trông thấy từng đạo hư ảnh, đều là Triệu Bân hình thái hư ảnh, hoặc múa kiếm, hoặc luyện đan, hoặc khắc mộc điêu, hoặc vẽ phù chú, hoặc ngao du thái hư, hoặc ngửa con mắt nhìn trời. Đây cũng quá, hai lão đầu nhi bị kinh hãi không nhẹ. Hư ảnh dù chưa hư ảo, lại là Triệu Bân tâm cảnh chi khắc họa, kẻ này lại nhất tâm đa dụng. Đổi lại bọn họ, tuyệt nhiên không dám, bởi vì bất kỳ một cái nào hoàng thần, đều có thể sinh sôi tâm ma, đều có thể tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải cực hạn thiên phú, nào dám ngộ đạo như vậy. Hai người nhìn không chớp mắt, thấy được càng nhiều, như hồng trần chi lực, thái âm cùng thái dương, vô lượng tiên quang, huyền hoàng chi khí, tinh thần chi lực. Khi thì tại trong hắn bản nguyên rong chơi, lại khi thì lộ ra ngoài bên ngoài cơ thể, đó là một loại kỳ cảnh. Chậc chậc chậc. Hai lão đầu nhi thổn thức chặt lưỡi, hàng này cùng nhau đi tới, đến tột cùng đụng bao nhiêu cơ duyên, nếu không phải người có đại khí vận, như thế nào lại như thế nhiều tạo hóa. Người cái nào, liền không thể lẫn nhau so sánh, rất thương cảm tình. Như lúc này, hai đại đỉnh phong tiên vương đều bị đả kích. Đâu chỉ hai người bọn hắn, đều giấu tại Triệu Bân tử phủ bên trong kiếm thánh, cũng không khỏi cảm khái sợ hãi thán phục, thời đại này, sẽ bởi vì vĩnh hằng một mạch, biến rất bất phàm, là cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nói đến kiếm thánh, hắn cũng tại kinh nghiệm một hồi niết bàn. Lực chi tiên thể trận kia kiếp, hắn cũng gặp xét đánh, đó là một hồi gặp trắc trở, cũng là một hồi niết bàn, để cho hắn còn sót lại một tia tàn hồn, tại trong hủy diệt, ngộ ra được rất nhiều chân lý. Hô! Chờ sắc trời sáng rõ, Triệu Bân mới chậm rãi mở con mắt. Nhiều ngày tới chữa thương, cuối cùng là để cho hắn khôi phục lại. Cùng với ánh sáng ban mai hoa, bởi vì hắn bản nguyên mà kiên quyết ngoi lên mà ra hoa hoa thảo thảo, cũng đều khô héo, hóa thành từng sợi vô hình cho bụi, tán ở trong gió mát, đây không phải hủy diệt, đây là một loại khác mà kỳ diệu luân hồi, bắt đầu tại lớn lên, thịnh tại nở rộ, khô tại tàn lụi. Quanh người hắn từng đạo hư ảnh, cũng lần lượt tiêu tán. Còn có cái kia mỗi loại kỳ dị chi lực, cũng đều liếm ở vô hình. Lão đại, nó không để ý ta. Long Uyên gặp sông tới, trên nhảy dưới tránh, trong miệng nó tất nhiên là chi đại la thần kiếm, nó cái này lại nhảy vài ngày, nửa chút đáp lại đều không. Phải. Triệu Bân một bên nội thị thể phách, một bên chậm chậm nói. Cái này mẹ nó là thần khí, thần minh bản mệnh khí, cỡ nào cao ngạo, cho dù chủ nhân không có ở đây, nó vẫn là cực đạo thần binh. Người một cái động hư cấp tiểu pháp khí, đặt cái này khỏa cái gì loạn. Cảm giác, vừa vặn rất tốt, hai lão đầu nhi cùng nhau mà tới. Thể phách thông thấu, tâm cảnh không minh, Triệu Bân cười hắc hắc, hung hăng duỗi lưng một cái. Ngắn ngủi không đến một tháng, hắn là cơ duyên thêm tạo hóa, thuế biến thêm niết bàn, bản thân chi chiến lực, đã là vượt qua một loại cực hạn, thể nội sức mạnh bàng bạc, đã cùng tâm cảnh thành cộng minh. Cùng thời kỳ, người đã vượt qua trường sinh tiên. Hai lão đầu cười nói. Này làm sao có ý tốt, Triệu Bân một mặt cười ha hả, nhấc chân thẳng đến dưới núi. Lớn mập tiên cùng lão thần côn bước ra một bước, nhao nhao tiêu thất, nói tiêu thất cũng không xác thực, mà là ẩn núp ở vô hình. Tiểu Thiên Thiên nói, gặp thời khắc xem trọng vị này, dù là hắn đi nhà xí, cũng phải tại bên cạnh hắn ngồi xổm. So sánh hai người bọn họ, đại la thần kiếm cũng rất ngạo kiều, vèo một tiếng không còn hình bóng, hắn nhìn vĩnh hằng thể thuận mắt. Không có nghĩa là liền công nhận, có thể để cho nó cúi đầu, chỉ có chủ nhân của nó. Mới một ngày, Đại La Tiên Tông sinh khí mạnh mẽ. Triệu Bân cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy tất cả quang minh an lành. Người kia xuống núi. Tin tức này như sinh cánh, truyền khắp Tiên Tông tất cả đỉnh núi. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đến đây, đặc biệt là con em trẻ tuổi, phần lớn là cùng nhau kết bạn.
chào đón chân nhân, sợ hãi thán phục thanh âm vang dội đầy tiên sơn. Trong truyền thuyết vĩnh hằng huyết thống, quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Gặp qua thánh chủ, như bực này vẫn an âm thanh, đi đâu đều nương theo. Lúc trước, Triệu Bân treo lên đại la thánh chủ tên, tại ngoại giới lãng một vòng lớn, vẫn là đầu trở về thính tiên tông người, như vậy xưng hô hắn, nói thực ra, hắn có chút không thể nào quen thuộc. Dù sao, hắn không phải chân chính đại la thánh chủ. Còn có, hắn cũng không phải thật không niệm thiên đồ nhi. Tiên tông người nhiều thực sự a, kêu gọi là cái thuận miệng, con đường đi tới này, có quá nhiều mấy trăm tuổi lão gia hỏa, há miệng chính là một cái tiểu sư thúc, kêu hắn đều ngượng ngùng. Không có cách nào, ai bảo lão tổ cấp không niệm thiên, bối phận quá cao. Thân là nàng trên danh nghĩa đồ nhi, mới đến chính là thiên tự bối. Hảo một cái thần minh truyền thừa. Như lời này, Triệu Bân đã không biết nói bao nhiêu lần. Hắn phảng phất một cái du khách, đúng nghĩa khán tiên tông. Đây là nhất mạch thánh địa, ngầm quá nhiều càn khôn, tự đứng ngoài không nhìn ra. Không lâu, hắn vào một cái sơn cốc, theo lão thần côn chỉ, cũng theo hắn suy tính, Cửu Long chỉ uyên cực âm chi địa, liền tại đây trong sơn cốc, vòng mong bốn phía, chính là chín tòa sơn phong. Chanh! Vừa lên núi cốc, liền nghe tiếng đàn du dương. Đó là một nữ tử, đang ngồi tại Cửu Long chỉ uyên đánh đàn. Nàng chính là Cầm Tiên tử, cùng ngươi một cái bối phận. Giấu tại âm thầm lớn mập tiên, cho Triệu Bân giới thiệu một phen. Triệu Bân không đáp lời nói, chỉ kinh ngạc nhìn Cầm Tiên tử, cái kia trương tuyệt đại dung mạo, cùng hắn thế gian một cái bạn cũ sinh giống nhau như đúc, đó là Thanh Giao, Thanh Phong thành chủ Yến Thiên Phong chi nữ. Thanh Giao cũng vì nhập thế hóa thân. Cái này, là Triệu Bân trong lòng ý niệm đầu tiên. Một bên khác, Cầm Tiên tử đã lên thân, thấy Triệu Bân. Không khỏi hơi kinh ngạc, nơi đây chính là cực âm chi địa, ngày thường chưa có người tới, vĩnh hằng thể thuộc chí cương chí dương, chạy tới đây hóng mát. Tuy có kinh ngạc, nàng vẫn là đứng lên. Nàng rất có lễ giáo, chào lúc gọi chính là thánh chủ. Bảo ta Triệu Bân liền tốt, Triệu Bân cười cười. Chưa từng niệm thiên cái kia luận bối phận, vị này là hắn sư tỷ. Bởi vì có một tấm giống nhau như đúc dung mạo, Triệu Bân không khỏi nhìn nhiều Cầm Tiên tử vài lần. Có lẽ là quá lâu không gặp bạn cũ, thậm chí nhìn tâm thần hoảng hốt, bất giác cho là nàng chính là Thanh Giao. Cầm Tiên tử bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, nhìn nàng ánh mắt rất quái lạ. Lúc trước sớm nghe Vân Thương tử nói, thế hệ này vĩnh hằng truyền thừa không bình thường. Cái này, còn có thể cọ sát ra tình yêu hỏa hoa. Âm thầm lớn mập tiên, đạp tay lẩm bẩm một tiếng. Vẫn là lão thần côn mạch suy nghĩ rõ ràng, Triệu Bân là phàm giới tới, mà Cầm Tiên tử. Hơn phân nửa phái qua hóa thân hạ phàm nhập thế, gặp qua hắn hóa thân cũng không kỳ quái, tình yêu hỏa hoa hơn phân nửa có. Sư đệ, Cầm Tiên tử khẽ nói kêu một tiếng. Triệu Bân lúc này mới thu thần, đầu tiên là nở nụ cười, sau mới hỏi, sư tỷ có thể hóa thân nhập thế? Tất nhiên là có. Rất, rất tốt. Triệu Bân hít sâu một hơi, sợ là dự cảm nếu ứng nghiệm nghiệm. Hắn đã từng đối với Giao Nguyệt đã nói, lúc này lại đối Cầm Tiên tử nói một lần. Nguyện cái này thân ở tiên giới bản tôn, có thể cho thân ở trong nhân thế hóa thân, một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Cầm Tiên tử có chút không hiểu, hoặc giả thuyết là mơ mơ hồ hồ. Nàng có rất nhiều hóa thân, không biết Triệu Bân nói là cái nào. Ai? Triệu Bân một tiếng thở dài, moi ra âm Nguyệt Vương cùng một đời Man Vương. Cửu Long chỉ uyên đang ở trước mắt, hơn nữa còn càng lớn lúc trước thấy qua một cái kia, theo hắn hẹn chớ đoán chừng. Cái này cực âm chi địa ít nhất đã có mấy vạn năm, rất thích hợp thi thể ở đây dưỡng linh. Hắn vĩnh hằng giới bên trong, đến tột cùng còn giấu bao nhiêu người. Lão thần côn một tiếng nói thầm, lớn mập tiên cũng ánh mắt kỳ quái, phía trước có chim đại bàng, sau có tiên tông thánh nữ, lại là ký ức kẻ hỗn loạn cùng lực chi tiên thể, bây giờ lại đào ra hai cỗ tử thi. Không còn, lần này thật không có. Cái này, lại là Triệu Bân trả lời. Cứng rắn muốn lại đào. Chỉ có thể là kiếm thánh cùng mây khói. Phù phù. Triệu Bân một cái phật tay, đem hai tôn vương chìm vào Cửu Long chỉ uyên. Mấy vạn năm cực âm chi địa, có thể cực lớn rút ngắn dưỡng linh thời hạn. Đương nhiên, muốn hai vương sớm hơn ra linh, cũng còn rất nhiều phương pháp, thí dụ như một loại trí âm hoa, lại thí dụ như một loại âm minh chi quả, đối với dưỡng linh đều có trợ giúp thật lớn. Sư đệ, có cái yêu cầu quá đáng. Cầm Tiên tử khẽ nói nở nụ cười. Đều người một nhà, sư tỷ cứ nói đừng ngại. Triệu Bân phủi tay.
mượn hai mảnh tạo hóa chi diệp. Ngươi biết ta có tạo hóa thần thụ. Vân Thương Tử từng có cáo chi, Cầm Thiên Tử cạn ngữ nở nụ cười. Đã hiểu, Triệu Công Tử ngữ trọng tâm trường sờ cằm một cái. Vân Thương Tử miệng bên trong người nào người nào người nào người nào cô, hẳn là vị này. Không lấy không, Cầm Thiên Tử phất tay áo, lấy một cái linh lung tiểu bảo tháp. Sư tỷ khách khí, Triệu Bân cười cự tuyệt, hái được vài miếng tạo hóa chi diệp. Quả nhiên là Thanh Giao bản tôn, cũng không phải chính là người một nhà thôi. Nào có ý thu a? À? Ai nha? Không đợi Cầm Thiên Tử ngôn ngữ, liền nghe lớn mập tiên cùng lão thần côn một tiếng gào to. Hai người cỡ nào tầm mắt, tự nhận đến tạo hóa chi diệp, hơn nữa còn là tươi mới, cũng chính là nói, tiểu tử này có một gốc tạo hóa thần thụ, là bọn hắn mắt phụng về. Còn có bực này thần vật. Người gặp có phần. Triệu Bân không keo kiệt, lại cho người hái được vài miếng. Hai lão đầu nhi vui vẻ ra mặt, không cần thì phí. Tạo hóa thần thụ a, rút sạch đến cùng hàng này thật tốt tâm sự. Thuận tiện hay không tại cái này lưu mấy đạo cấm chế. Triệu Bân nhiều cơ trí a, đây là có việc cầu người. Hai lão đầu nhi cũng tới đạo, tại Cửu Long Chỉ Uyên chung quanh, khắc mấy đạo lạc ấn, hơn nữa còn đều lưu lại một đạo phân thân, bắt người tay ngắn, bọn hắn phải hỗ trợ bảo vệ tốt hai cổ thi thể này. Thánh chủ, ngoài núi có người tìm. Đang nói lúc, có đã đệ tử đi vào sơn cốc. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Lão Tam, còn chưa tới sơn môn, liền nghe ngoài núi kêu gọi. Nghe cái này càng mơ hồ sóng âm, liền biết là khò khè em bé. Trừ hắn, còn có quỷ tinh nghịch cùng đầu chọc lão. Đậu bị tổ ba người đi, cũng là hắn bạn gai tốt. Bất quá, hắn cái này ba bạn gai tốt, tướng mạo cũng không đẹp mắt như vậy, sưng mặt sưng mũi, nhìn lên liền biết, trước kia vừa bị người đánh một trận, hơn nữa đánh còn không nhẹ, thương rất nặng. Bị ai đánh, Triệu Bân nhìn thổn thức lại chặt lưỡi. Một cái bà điên nhóm nhi. Quỷ tinh nghịch hùng hùng hổ hổ đạo. Tiểu quỷ đầu, ra lại nhột ngứa. Không đợi bốn người vào sơn môn, lại ngửi thiên ngoại có tới âm. Đó là một bóng người xinh đẹp, cũng là một cái người quen, đạo tiên Đổ Nhi Mưa Bụi. Gặp nàng, Triệu Bân không có gì ngạc nhiên, ngược lại là khò khè em bé hắn ba, như chuột thấy mèo. Rất rõ ràng, đánh bọn hắn ba chính là Mưa Bụi. Triệu Bân một tiếng gượng cười, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương A. Mưa Bụi đã nhanh chóng mà tới, không để ý đến đầu chọc lão cùng khò khè em bé, thì nhìn quỷ tinh nghịch, chính là vật nhỏ này, tặc không thành thật, mang theo một cây gậy, chuyên làm không giảng võ đức chuyện. Quỷ mới biết ngươi là nữ, quỷ tinh nghịch nhe răng trợn mắt đạo. Chính là, êm đẹp nữ giả nam trang, khò khè em bé che che mặt. Vẫn là đầu chọc lão cơ trí, trốn ở Triệu Bân sau lưng không ra, này nương môn nhi rất mạnh, hạ thủ cũng tặc hung ác. Hôm đó nếu không phải hắn ba chạy nhanh, hơn phân nửa đã kết bạn đi Diêm Vương Điện báo cáo. Mưa Bụi không ngôn ngữ, nhìn quỷ tinh nghịch ánh mắt vẫn như cũ bốc hỏa hoa. Nếu không phải nàng tránh nhanh, một côn đó tử sẽ cho nàng đảo cái tấm tấm dòng dã. Triệu Bân cười cười, đi đầu vừa bước vào sơn môn. Khò khè em bé ba người vội vàng hoảng đuổi kịp, đặc biệt là quỷ tinh nghịch, ở phía sau gắt gao lôi Triệu Bân góc áo, liền sợ Mưa Bụi đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Sư phó nói qua, nữ nhân đều thủ rất dai, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Gặp qua thánh chủ, gặp qua tiểu sư thúc. Triệu Bân một đường chỗ đến, cuối cùng không thể thiếu vấn an âm thanh. Mà thân là cùng hắn đồng hành người, tự nhiên cũng có thụ chú ý. Không có người nhận ra quỷ tinh nghịch, khò khè em bé cùng đầu chọc lão hắn ba, ngược lại là Mưa Bụi, có mấy cái lão bối nhìn vuốt sợi râu, cuối cùng cảm giác thân ảnh quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Nhưng chính là thấy không rõ chân tướng, có gì đó quái lạ sức mạnh che lấp. Không hổ là thần minh truyền thừa, thật mạnh nội tình. Khò khè em bé cùng quỷ tinh nghịch bọn hắn, đi đâu đều trái nhìn nhìn phải. Mưa Bụi từng tới Tiên Tông, cũng không lộ vẻ như vậy mới lạ, so sánh đoạn đường này phong cảnh, nàng nhìn càng nhiều hơn chính là Triệu Bân, Côn Luân sau đó mới bao lâu không thấy, vĩnh hằng thể không ngờ niết bàn. Thật nhiều bảo bối a, thật nhiều yêu nghiệt a. Thật nhiều mỹ nữ a. Quỷ tinh nghịch ba người còn tại líu díu, phá lệ hăng hái. Triệu Bân đã không thấy kinh ngạc, khi thì còn có thể mở miệng giới thiệu một phen. Thê tử của ngươi, rất đẹp. Mưa Bụi đột nhiên một lời. Ngươi phái hóa thân hạ phàm ở giữa. Triệu Bân vô ý thức trách mắt. Mưa Bụi cười gật đầu,
nàng chủ yếu là hiếu kỳ, tò mò cái gì dạng nữ tử, mới xứng với Vĩnh Hằng, nhìn qua, đó đích xác là một đoạn giai thoại, cũng đích xác một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Các nàng có còn tốt? Tất nhiên là bình yên vô sự. Triệu Bân trầm mặc, hoặc có lẽ là, tâm thần lại hoảng hốt. Hắn là rời đi quá lâu, nghĩ cố hương cũng nghĩ cố hương người. Đợi đến khoảng không, cùng ta đi một chuyến mộng chi đảo. Mưa bụi đưa tới một bầu rượu. Triệu Bân suy nghĩ bị đánh gãy, tiện tay tiếp nhận bầu rượu, chuyện gấp gáp. Vĩnh sinh vương tọa, cần người ta hợp lực, mới có thể có lực lượng. Mưa bụi cười nói. Vĩnh sinh vương tọa tại mộng chi đảo. Triệu Bân trao lên lông mày. Bên trên có cấm chế, cũng chỉ mộng tiên sư thúc có thể cởi ra. Biết rõ, Triệu Bân rượu vào miệng, con mắt dạng ngời rực rỡ. Cái này mẹ nó là một hồi cơ duyên cái nào, há có không đi đạo lý. Tung mưa bụi không tới, hắn cũng biết lại đi mộng chi đảo, hắn còn chỉ vào mộng tiên phóng mây khói đâu. Cô nàng kia thần thông quảng đại, hơn phân nửa có biện pháp tránh đi bản tôn hiến tế, từ đó còn mây khói tự do. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới trong núi chỗ ngoặt. Mưa bụi đi hắn phương, chính xác nói, là đi tìm Không Niệm Ngày. Lần này Lai Tiên Tông, không chỉ là tìm Triệu Bân, nàng còn mang theo sư tôn giao phó nhiệm vụ. Hô! Gặp mưa bụi rời đi, quỷ tinh nghịch hung hăng thở dài một hơi. Thiên địa cái kia lương tâm cái nào, lúc trước thật là một cái hiểu lầm. Nhiều ngày không thấy, các ngươi nên không ít tìm cơ duyên. Triệu Bân cười nói. Sớm tại Côn Luân, hắn liền nhìn lén qua cái này ba, huyết thống nhiều thuế biến, hơn nữa, thể nội đều nhiều hơn một cỗ mịt mờ chi lực, rất tang thương rất cổ lão, nếu khôi phục, nhất định bá đạo dị thường. Ngộ nhập một mảnh di tích, được không nhỏ tạo hóa. Khò khè em bé hắc hắc đạo. Khí vận loại vật này đi, còn phải xem nhân phẩm, quỷ tinh nghịch sửa sang lại tiểu y lĩnh, song vẫn không quên mấp mái tóc, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, tiểu gia ta có phải hay không lại đẹp trai. Vẫn là đầu chọc lão hàm xúc, cất tay nhìn một chút khò khè em bé, lại mắt liếc quỷ tinh nghịch, thật không biết hai cái này ở đâu ra tự tin, tại Vĩnh Hằng thể diện phía trước nói khí vật, luận tìm cơ duyên đến tạo hóa, vị này mới là chuyên nghiệp. Ba người cười cười nói, thẳng đến chữ thiên núi. Trên đường gặp trưởng lão đệ tử rất nhiều, ngoại trừ hành lễ vấn an, chính là nhìn lén quỷ tinh nghịch bọn hắn, thánh chủ hảo hữu, quả nhiên không phải bình thường nhân vật. Tựa như cái này ba, đều có không tầm thường căn cơ. Cái kia hai vật nhỏ, lão phu rất là ưa thích. Tiến hành vun trồng, năm nào thành tựu nhất định là bất phàm. Âm thầm đi theo lão thần côn cùng lớn mập tiên, lại tại nói nhỏ, tất cả đã nảy sinh ra, muốn thu đồ nhi ý niệm. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì. Sư tôn từng nói, nếu không thì quên sơ tâm. Mục tiêu của bọn hắn, là Triệu Bân em bé. Quay đầu sinh cái mập mạp tiểu tử, hai người bọn họ sẽ dốc lòng dạy bảo, nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành một cái thần côn. A phi, nhân tài. A, không lâu, liền nghe chữ thiên núi truyền ra kêu thảm. Triệu công tử đạo đãi khách, suy nghĩ khác người, lên núi phong, liền đem hắn ba cái tốt bạn gay, ném vào trong thiên vũ tiên lô, trong đó liệt diễm hừng hực, còn có sấm chớp xé rách. Hắn nhìn rõ ràng, cái này ba lực lượng trong cơ thể bất ổn. Cần một phen rèn luyện. Biết Triệu Bân dụng tâm lương khổ, ba người đều cắn răng kiên trì, đau thì đau một chút, rất nhiều chỗ tốt. Dưới cây già, Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, mang theo hai đạo phù vùi đầu nghiên cứu. Đó là sát sinh phù cùng đồ tiên chú, hắn được chứng kiến uy lực của nó, so bạo phù dễ dùng nhiều, nếu số lượng đủ nhiều, cấp bậc đầy đủ cao, tiên vương cũng có thể nổ thành cho. Nói làm liền làm. Hắn mang ra bàn, cũng lấy vẽ phù trang phục. Thiên phú cao chính là tốt, lão thần côn một tiếng thổn thức. Suy nghĩ một chút người khác, thời gian tu luyện đều không đủ dùng, nào có tinh lực kiêm tu khác, nào giống Triệu Bân, có thể một lòng phân dùng nhiều, không chỉ chiến lực cường hoành bá đạo, đối với luyện đan luyện khí cùng phù chú những thứ này, cũng có rất nhiều tạo nghệ. Lão bối câu cửa miệng, tham thì thâm. Nhưng, lời này còn có nửa câu sau, kỹ nhiều không đè người. Mặc dù trước sau tự mâu thuẫn, nhưng nó là phân người. Triệu Bân là thuộc cái sau bên trong dị loại, đến nỗi cái trước, sửa chữa tốt một môn liền tốt, ham hố cũng là không tốt công phu. Gió nhẹ nhẹ thổi, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn đến. Chính là Đại La Thánh Nữ, nghỉ ngơi nhiều ngày, cuối cùng là xuất quan, một cái mặt trời lặn cấm chú, cho nàng chỉnh chết đi sống lại, lần này xuất quan, đã là khôi phục như lúc ban đầu, lại tu vi rất nhiều tinh tiến.
đa tạ cứu, Đại La Thánh Nữ ánh mắt chân thành tha thiết. Tiện tay mà thôi, Triệu Bân cười, cất giấu vẻ lúng túng, có phần muốn hỏi một chút Đại La Thánh Nữ, có nhớ hay không ngây ngô lúc chuyện phát sinh, thí dụ như. Nhìn lén hắc bạch song sát cái kia. Ta đi qua thế gian, cúng tế sư tôn, Đại La Thánh Nữ lại nói. Chuyện cũ đã qua, nén bi thương. Triệu Bân câu nói này, nói khá chính trải qua. Tưởng tượng ngày xưa Trường Sinh Tiên, chết chính là cỡ nào bi thương, bên cạnh không có một cái nào thân hữu, chỉ hắn cái này chưa từng gặp mặt tiểu hậu sinh, trong bóng đêm cho tiễn đưa. Hắn nên cảm tạ Trường Sinh Tiên, chính là vị tiền bối kia truyền cho hắn vạn pháp Trường Sinh Quyết, trợ hắn một lần lại một lần thoát ly nguy nan tử kiếp, hắn quật khởi chi lộ, Trường Sinh Quyết không thể bỏ qua công lao. Người vẫn là phù sư, Đại La Thánh Nữ tiến tới bàn phía trước. Trong lúc rảnh rỗi, quyền đương tiêu khiển, Triệu công tử nói có phần khiêm tốn, nhưng ở Đại La Thánh Nữ xem ra, đây cũng không phải là tiêu khiển, nhìn hắn vẽ phù chi thủ pháp, vận dụng ngòi bút chi khí uẩn, cũng không phải là một hai ngày có thể lắng đọng đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân lại ra một đạo phù. Đáng tiếc, là cái hàng thất bại, trên bùa đường vân là chống lại là không có chút nào kỳ lực. Sát sinh phù, không phải vẽ như vậy. Đại La Thánh Nữ khẽ nói nở nụ cười, nhận lấy phù bút. Gặp nàng ở trên lá bùa một phen rồng bay phượng múa, không chỉ tư thái yêu nhã, còn một mạch mà thành. Triệu Bân không khỏi nhíu mày, thật đánh giá thấp vị này, lại còn có cái này tuyệt chiêu. Hắn là cái hiếu học người, nhìn nghiêm túc, có người dạy, rất là vinh hạnh. Đừng nói, vẫn rất xứng. Ân, có trong truyền thuyết tướng phu thê. Vẫn là cái kia hai lão đầu, rất là xem trọng Triệu Bân cùng Đại La Thánh Nữ. Còn có đạo gia tiểu nha đầu kia, muốn hay không cũng một khối ủi. Nam nhân mà, cưới hắn cái tam thê tứ thiếp rất bình thường, tạo nhiều mấy cái tiểu hoa nhi, bọn hắn đều có thể cho bồi dưỡng thành nhân tài, tiên tông xuống dốc quá lâu, đời sau đệ tử liền chờ lấy bọn họ. Châm ngôn nói rất hay, sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Vẻn vẹn luận sát sinh phù họa pháp, Đại La Thánh Nữ xác thực có thể làm Triệu Bân người dẫn đường, mỗi cho hắn biểu thị một lần, cũng có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, bởi vì sát sinh phù họa pháp, thật sự rất dườm già. Còn tốt, Triệu công tử ngộ tính cực cao, không cần nửa ngày, liền được chân lý, chứ nói Đại La Thánh Nữ, liền lớn mập tiên cùng lão thần côn đều chặt lưỡi không thôi, có thiên phú như vậy, quả thực nghịch thiên. Cái này muội tử dáng dấp thật thủy linh. Đầu chọc lão bái tại lò luyện đan biên giới, lộ nửa cái trơ trụi đầu to. Hắn bên cạnh thân, một trái một phải là quỷ tinh nghịch cùng khò khẽ em bé, cũng đều hai mắt tròn trịa nhìn Đại La Thánh Nữ, tiên tông thật đẹp người, vị này tư sắc, cùng không niệm thiên không kém cạnh. Hai nàng huyết mạch, rất giống a. Khò khẽ em bé một tiếng nói thầm, trong miệng hai nàng, là chỉ đạo gia thánh nữ cùng Đại La Thánh Nữ, bản nguyên rất giống nhau, để cho người ta bất giác cho là, các nàng là đồng xuất một mạch. Chẳng biết lúc nào, Đại La Thánh Nữ mới rời đi. Trước khi đi, nàng còn cho Triệu Bân lưu lại không thiếu bí truyền hồ sơ, đều là có liên quan phù chú, trong đó, ghi lại không dưới 1000 loại phù văn, kỹ nhiều không đè người đi. Lấy Triệu Bân chi thiên phú, học thêm một chút, chắc là có thể dùng tới được. Nàng đi, Triệu Bân còn đặt cái kia tận tụy nghiên cứu. Uy lực không tầm thường sát sinh phù, hắn đã có thể miễn cưỡng vẽ ra tới. Chờ thời gian lâu dài, hắn vẽ phù tốc độ, cũng theo đó kéo lên, từ đằng xa đi xem, rất giống một cái múa bút thành văn họa sĩ, thuần thục, chính là một cái tuyệt đại tác phẩm xuất sắc. Tới, lão phu xem. Giấu tại chỗ tối hai lão đầu nhi, đều đạp tay xông tới, giống như là hai quan giám khảo, chạy tới thẩm duyệt bài thi, mà Triệu Bân vẽ ra phù chú, chính là cái gọi là bài thi. Nhìn qua, hai người đều lộ ra nụ cười hài lòng. Triệu Bân vẽ phù chú, dù chưa đến cực hạn, nhưng cũng có thể xưng thượng phẩm. Thời gian, hắn cần nhiều thời gian hơn tới ma luyện. Quen tay hay việc, cũng là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Không biết uy lực như thế nào. Lão thần côn ôm 3 năm đạo phù, rất tự giác ném vào thiên vũ tiên lô. Sau đó, liền nghe lô bên trong truyền ra tiếng oanh minh, cùng với mổ heo tựa như kêu thảm. Triệu Bân nhìn kéo khóe miệng, có thể xuyên thấu qua đan lô nhìn thấy cái kia 3 hàng, sao cái chữ thảm phải. Liền cái này, cái kia 3 bạn gai tốt đều không dám lên tiếng. Hai tôn đỉnh phong tiên vương a, cái này mẹ nó ai chọc nổi. Chịu nổ, cũng là một loại thu hành. Hai lão đầu nhi đọc ngược lấy tay, hài lòng đi.
Lời nói tháo lý không tháo, hai người bọn họ sở dĩ chịu đánh kháng đánh, cũng là luyện ra được như vậy, vì thế, bọn hắn còn thường xuyên tại nửa đêm, kết bạn đi sư tôn trước mộ phần, phóng một chuỗi pháo đốt, để bày tỏ đối với hắn lão nhân ra tưởng niệm chi tình. Hai người lão bất tử, đừng chờ bọn ta tiến giai tiên vương. Lộ bên trong có thầm mắng, ba tấm mặt đen phá lệ chỉnh tề. Triệu Bân một tiếng ho khan, lại vùi đầu nâng bút vẽ phù. Cái này một vẽ, lại là hơn nửa ngày, phù chú là một đạo tiếp một đạo. Đến màn đêm buông xuống, hắn mới thả xuống phù bút, nhìn trên bàn dài một sấp phù chú, đều là hắn khổ cực có được thành quả, nếu lấy đi ra ngoài nổ người, tràng diện tuyệt đối rất hùng vĩ. Đương nhiên, đấu với người chiến mà nói, cũng không thể ỷ lại những thứ này. Sát sinh phù uy lực thì không tầm thường, nhưng tiền đề phải nổ vang dội mới được. Nói cho cùng, phù chú chỉ là một cái phụ trợ, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Ông! Cùng với một tiếng vù vù, thiên vũ tiên lô cái nắp bị vén lên. Quỷ tinh nghịch ba người đều nhảy ra ngoài, đều toàn thân ô bảy, tám đen, bị đốt đi một ngày, lực lượng trong cơ thể tất cả đã bị luyện hóa, hình thái là chật vật một chút, nhưng cũng là đáng giá. Chớ ngớ ra, ngồi đi. Triệu Bân chào hỏi một tiếng, đã bày ra rượu ngon. Ba người từ không khách khí, rửa mặt một phen riêng phần mình trở thành. Lần này tới liền không đi, che đậy bọn ta không? Ba người ha ha cười nói. Nhất thiết phải cháo, Triệu công tử khí huyết bành trướng, hét to gào bá khí ầm ầm. Còn kém cái kia cá tính cuồng, nghe nói tiểu tử kia gần nhất rất hỏa. Đâu chỉ rất hỏa, đều nhanh đốt, đã làm đến tiên bảng đệ thập. Tên thứ 10 thế nào, chịu ta một gậy, như cũ để cho hắn quỷ khóc sói gào. Dưới cây già một màn, vẫn là rất hài hòa rất náo nhiệt, tuy nói không nổi nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt, nhưng cũng không thiếu được thổn thức cảm khái, tiên lộ quá dài lâu, có thể tại trong loạn thế ngồi chung một chỗ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cũng coi như đáng quý. Nha, uống rượu đâu? Bốn người nói chuyện đang vui vẻ lúc, mấy lão già đi tới. Giai tiên tông trưởng lão, hơn nữa cũng là lão tổ cấp, khí tức một cái so một cái mịt mờ. Các vị trưởng lão, ta. Triệu Bân đứng lên, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị lay mở. Chờ đứng vững, mấy lão già đã vây quanh quỷ tinh nghịch ba người, như đang nghiên cứu đồ cổ, trên dưới trái phải quét lược, khi thì còn đưa tay, xoa bóp ba người cánh tay nhỏ bắp chân. Ba người một hồi mắc tiểu, sau lưng còn gió mát siêu siêu. Chỉ vì, chúng lão gia hỏa xem bọn họ ánh mắt không bình thường. Khó xử nhất bất quá Triệu Bân, hắn tốt xấu treo lên chính là Đại La Thánh chủ tên tuổi, kém nhất, cũng vẫn là không niệm thiên đồ nhi, như vậy bị gạt sang một bên, quả thực mặt không nén giận được. Không nhịn được là được rồi. Cái này, lại là lão thần côn trả lời, ai bảo ngươi là không niệm thiên đồ nhi, có cái tầng quan hệ này, tiên tông trưởng lão ai còn dám có chủ ý với ngươi, đã không có hy vọng, cũng không phải lùi lại mà cầu việc khác đi. Ngươi cái này ba cái hảo hữu, nội tình căn cơ đều không tầm thường, lại cũng đều là đặc thù huyết mạch, sách trở về làm đồ nhi, là cái lựa chọn tốt. Làm gì? Các ngươi làm gì? Kêu la om sòm âm thanh rất nhanh vang lên, nào đó ba người đã bị sách đi. Cũng là hạt giống tốt, tất nhiên là mang về làm tiểu đồ đệ thật tốt bồi dưỡng. Triệu Bân hít sâu một hơi, thật tốt tiệc rượu, thật đem hắn một người gạt ở nơi này. Sách đi cũng tốt, ít nhất có thể thật tốt rèn luyện một phen. Có lão bối đại lực bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện không thành vấn đề. Thu suy nghĩ, Triệu Bân lại nhấc lên phù bút. Phía sau hơn nửa tháng, cũng không thấy hắn xuống núi, liền như vậy một thân một mình đứng ở dưới cây, tính tâm vẽ phù chú, không chỉ đem giết sinh phù nhiên tại tâm, liền đồ tiên chú cũng hiểu cái thông thấu. Còn có Đại La Thánh Nữ cho bí quyển, hắn cũng tìm hiểu không thiếu. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, tựa như cái này phù chú, liền đủ loại, dù là 1000 loại, cũng chỉ là một góc của băng sơn, có quá nhiều phù văn, hắn chớ nói nhìn thấy, nghe đều không nghe qua. Lại là đêm, hắn một bên ngáp một bên vẽ phù chú. Đêm này không bình tĩnh, chắc là có thể gặp dị tượng diễn vào hư không. Triệu Bân từng ngước mắt mong nhìn, nhận được là ai dị tượng, có quỷ tinh nghịch, có khò khè em bé, từ cũng có lão đầu chọc, tiên tông trưởng lão đều không keo kiệt, hướng chết chồng tài nguyên, cơ duyên và tạo hóa tất nhiên là có, niết bàn cùng thuế biến cũng không thiếu, là chuyên chúc cái kia ba hàng mùa xuân. Từ cái này phương thu mâu, hắn mới nhìn hướng chữ thiên sơn môn. Là mắt thấy một bóng người xinh đẹp đi lên, chính là Long Phi, bị mang đi nhiều ngày, xuất quan mà đến, so với lúc trước,
nhiều hơn một loại khác khí uẩn, mộc lấy ánh trăng trong ngần, càng nhiều một vòng mộng ảo ý cảnh. Xuất quan, Triệu Bân thả phù bút. Nhưng có nhớ ta, Long Phi khẽ nói nở nụ cười. Suy nghĩ, Triệu Bân cười, gọi ra Thương Thiên Kiếm, tiện tay xóa đi bên trên lạc ấn, không bằng Long Phi phản ứng, liền lấy nàng một giọt máu, khắc vào kiếm thể, ngụ ý cũng rõ ràng, này kiếm tiễn đưa ngươi phòng thân. Long Phi từ chối không được, vẫn là sáp nhập vào thể nội. Dưới cây già hình ảnh, vẫn như cụ ấm áp lãng mạn, Triệu Bân vẽ phù nàng mài mực, theo như hiền huệ thê tử, toàn cảnh là nhu tình, kiếp trước nàng hâm mộ Sở Vô Xương, kiếp này, nàng muốn sống ra một cái tình duyên. Đến cùng lên hay không lên a? Lãng mạn tràng cảnh, luôn có như vậy mấy cái không đúng lúc lừa gạt. Như cái kia hai lão đầu nhi, hơn nửa đêm không ngủ được, liền đặt cấp độ kia đặc sắc tiết mục. Đến, đợi một cái tịch mịch. Ngươi, thật là một cái thần nhân cái nào? Hai lão đầu nhi đối với Triệu công tử đánh giá, vẫn là rất đúng trọng tâm. Như thế cái tiểu mỹ nhân, liền không có điểm khác ý nghĩ. Tiểu nha đầu kia cũng là, chu chu mỏ làm núng, không được hay sao đi. Nói nhảm. Hơn nửa đêm, hai lão đầu nhi tức sôi ruột khí. So với hai người bọn họ rõ ràng hơn kỳ, là trong mộng mây khói, không biết vì sao, nàng có cái kỳ quái dục vọng, liền nghĩ nhìn Triệu Bân cùng Long Phi, ngủ ở trên một cái giường, bởi vì cái này ý tưởng kỳ quái, nàng một thân một mình trong mộng, không ít đỏ mặt qua. Hôm sau, Tiên Tông lại tới quý khách. Còn là một cái nữ tử, kèm theo sát phạt chi khí. Đó là đêm tối chi chủ, đại hạ hồng tước bản tôn, nàng tới đây, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là tới tìm Triệu Bân. Chuẩn xác hơn nói, là đến xem Long Phi, bởi vì hồng tước nguyên nhân, nàng đối với Long Phi có một loại khác tình cảm, giống như là thân nhân, máu mủ tình thâm. Lão tổ, Long Phi hai mắt đẫm lệ, ôm hồng tước bản tôn thật lâu không buông tay. Đêm tối chi chủ có chút không quen, dù sao nàng không phải đại hạ hồng tước. Phải hay không phải đều không trọng yếu là, nhà đầu này đã khôi phục, cũng không uổng công Triệu Bân thiên tân vạn khổ lai thiên tông. Nhìn hắn một thân này phong trần, nên chịu không ít khổ. Triệu Bân chỉ cười một tiếng, đây là nàng thiếu Long Phi. Một gốc ký ức chi hoa, núi đao biển lửa hắn cũng đi. Đêm tối chi chủ cũng không đi, lưu tại Đại La Tiên Tông. Màn đêm buông xuống, thì thấy không thiếu lão gia hỏa lên núi, nhưng không phải cướp thu đồ, là thỉnh hồng tước bản tôn làm khách khanh trưởng lão, người này tuy không phải đỉnh phong tiên vương, nhưng nội tình mạnh đến dọa người. Đêm tối chi chủ không có cự tuyệt, thật sự đáp ứng. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, nàng đã mệt mỏi, cũng nghĩ tại tu sĩ thánh địa, mở một đầu dài rằng giặc tiên lộ, lui về phía sau quãng đời còn lại, không vì giết người, chỉ vì cầu đạo. Nói tóm lại, Đại La Tiên Tông lại thua một nhân tài. Ngày thứ ba, tham tiền cũng xuất quan. Cũng như Rồng Phi, nàng cũng là niết bàn thuế biến, đừng nhìn tiên khu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cước bộ, lại nặng dị thường. Bá đạo lực chi pháp tắc, đã thành từng đạo lạc ấn, khắc vào nàng thể phách. Triệu công tử có phần rộng thoáng, đem phệ tiên đao đưa cho tham tiền. Phòng thân đi, tiên vương cấp pháp khí, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đại bàng xuất quan lúc, là kèm theo đầy trời dị tượng, lại để cho tiên tông người mở rộng tầm mắt. Đây mới là kim sĩ đại bàng, nên có khí tràng. Nhiều ngày sau gặp lại con chim này, Triệu Bân thổn thức không thôi. Có thể so với thần thú huyết thống, chớ nói tiên tông người, liền hắn mạch này vĩnh hằng truyền thừa, đều cảm thấy kiềm chế, mênh mông khí huyết, bàng bạc chân lực bản nguyên, cũng như biển cả giống như mênh mông. Chiếu đến tinh huy, Triệu Bân leo lên một ngọn núi. Đó là không niệm thiên chỗ tu luyện, lay động theo chiều gió khắp cả ngọn núi bay cũng là cánh hoa. Hắn trông thấy mưa bụi, đang khoanh chân tại một mảnh tiên trì, tá tiên tông kỳ địa, tẩy luyện nàng thể phách, đạo tiên lời nhắn nhủ chuyện. Liền có như vậy một hiện, vì thế, hắn còn đưa không niệm thiên rất nhiều bảo bối. Dưới ánh trăng, tiên tông bầu trời dị sắc dâng lên, thấy nhiều điểm lành hiện ra. Triệu Bân nhìn rõ ràng nhất, bởi vì cái kia từng sợi dị sắc, tất cả xuất từ mưa bụi, nàng xếp bằng ở tiên trì, đắm chìm trong vân khí, huyết mạch cùng bản nguyên tất cả cùng với dị tượng yên tĩnh niết bàn. Thánh nữ lại lột xác. Không thiếu đệ tử trưởng lão đi lên đỉnh núi, cách không nhìn ra xa. Thật tình không biết, thuế biến người lấy đạo gia thánh nữ, ai bảo nàng hai huyết mạch tương tự đâu. Kiến thức nông cạn giả, rất khó phân biệt, cũng chỉ lão tổ cấp môn rõ ràng, sớm biết hai người chi uyên nguyên. Nơi tốt, Triệu Bân đã tiến đến tiên trì chi bản,
ngồi xổm ở cái kia nghiên cứu. Nhìn qua mới biết, trong ao kỳ dị chi lực rong chơi, đó là một loại hắn chưa từng thấy qua sức mạnh, cổ xưa không mất mờ mịt, rộng rãi mà không mất đi nội liếm, mưa bụi chính là nhờ vào đó sức mạnh tẩy luyện. Đạo tiên cũng chính xác không ngốc, phái đầu nhi xa xôi ngàn dặm Lai Tiên Tông tìm cơ duyên. Nói thực ra, hắn cũng nghĩ xuống tắm rửa, khó tránh khỏi cũng có thể được điểm tạo hóa. Nhưng nhìn đủ, cách đó không xa, truyền đến mờ mịt lời nói. Chính là Không Niệm Thiên, đang ngồi ở trong lương đình đọc qua sách cổ. Triệu Bân từ tiên chỉ thu con mắt, hai ba bước vào đình nghỉ mát. Sao có rảnh tới ta Thanh Loan Phong? Không Niệm Thiên cười nói. Tìm ngươi mượn một thứ. Triệu công tử cười ha ha. Vật gì? Mặc Thiên ban chỉ. Muốn đi Mộng Chi đảo. Chờ nó cứu mạng. Triệu Bân hít sâu một hơi, lời này cũng không sai. Mặc Thiên ban chỉ có thể cứu hồng hoang chi thể. Mộng Tiên nói, cứu được hồng hoang chi thể, liền còn mây khói tự do, cho nên nói, cái này cũng là cứu mây khói. Không Niệm Thiên cũng là dễ nói chuyện, một cái nhẹ phẩy tay, Mặc Thiên ban chỉ từ trong tay áo bay ra, chiếu đến ảm đạm tinh huy, lấp lóe cổ lão chi quang, khi thì sẽ run rẩy một chút, chiếu đến không gian vặn vẹo. Đa tạ, Triệu Bân trơn chu đón lấy. Ngươi liền không muốn biết, vật này đề cập tới cỡ nào bí mật. Không Niệm Thiên đạo. Nói với ta nói thôi. Triệu Bân hướng về phía ban chỉ hà ra từng hơi, xong việc, còn cần ống tay áo xoa xoa, nhiều ngày không thấy, cái này ban chỉ lại mơ hồ không thiếu, hắn muốn tìm hiểu nhìn, làm gì tầm mắt không đủ. Trong đó có giấu một tia pháp tắc. Pháp tắc, ai pháp tắc? Tiên Tông Thủy Tổ không bị ràng buộc thiên, Không Niệm Thiên cũng không giấu giếm. Khó trách, Triệu Bân một tiếng nói thầm, mới biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn cái này ban chỉ. Mọi thứ đề cập tới thần minh, ý nghĩa liền không phải tầm thường. Vật này, nhớ lấy giữ gìn kỹ. Không Niệm Thiên dặn dò. Người tại nó tại. Triệu Bân lại hà ra từng hơi, cho ban chỉ xoa bóng loáng. Ba ngày sau thụ phong đại điển, phong ngươi làm thánh tử, hai ngày này chớ chạy loạn. Không đi được không? Đi liền có cơ duyên. Vậy ta, có cần hay không đổi một kiện quần áo mới? Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng, nghe được cơ duyên liền phá lệ tới tinh thần. Tùy ý. Không Niệm Thiên đã lên thân, đi lên còn mắt liếc hàng này. Có như thế một gia loại nổi bật tên dở hơi, nàng lòng rất an ủi. Nàng đi, Triệu Bân cũng gia đình nghỉ mát. Giấu trong lòng Mặc Thiên ban chỉ, lại tiến tới cái kia phiến tiên chỉ phía trước, thuận tay còn vẩy vẩy một mảnh mới ao nước, treo ở lòng bàn tay, chừng hai mắt nhìn lén. Cái này gì cái sức mạnh? Triệu Bân hỏi. Niết bàn chi lực, mây khói một tiếng khẽ nói. Niết bàn. Đại La Tiên Tổ tu niết bàn chi đạo, mà mảnh này tiên trì, chính là hắn trước kia lưu lại. Là ta kiến thức nông cạn. Triệu Bân một tiếng gượng cười, vẫn thật là nhảy vào tiên trì. Niết bàn chi lực đi, bất phàm như vậy, hắn cũng nghĩ tẩy luyện một phen. Quái dị chính là, hắn cái này chân trước mới vừa đi vào, một giây sau liền bị ném ra, hắn cảm giác rõ ràng, là trong ao một cỗ bàng bạc chi lực mãnh liệt, cùng hắn thành một loại mãnh liệt bài xích. Muốn tiến này tiên trì, cần đến thái hư cảnh, mây khói lời nói ung dung. Ngươi không nói sớm, Triệu công tử lảo đảo một chút, mới đứng vững thân hình. Hắn chọc cười lúc. Mưa bụi thể phách lại tiên hà nở rộ, càng thêm xa xưa dị tượng, liên tiếp diễn hóa mà ra, kèm thêm ảo diệu thiên âm, nên huyết thống truyền thừa tiên tàng bị kích thích ra. Không quấy rầy ngươi. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Xuống Thanh Loan Sơn Phong, hắn đi Cửu Long Chỉ Uyên. Cực âm chi địa đi, ban đêm hấp thu nguyệt quang, càng lộ vẻ băng hàn, huyết mạch chí cương chí dương như hắn, cũng nhịn không được dùng mình. Cái này cũng là vì cái gì người ở đây khói thưa thất nguyên nhân, đặc biệt là phổ thông đệ tử, căn bản là không cách nào tới gần, chớ nói thân thể, liền nguyên thần đều có thể đông thành băng phong. Vãn bối tới thăm các ngươi. Triệu Bân cầm bầu rượu, đổ một mảnh rượu, là vì tế điện, mặc dù công dụng không lớn, nhưng thời gian lâu dài, cũng có thể sinh ra kỳ dị chi lực, giống Phật gia hương hỏa cùng niệm lực. Man Vương cùng Âm Nguyệt Vương có cảm giác, thể thân thể đều tại hơi hơi rung động. Đây là một cái điểm tốt, dưỡng linh lộ, có vẻ như đã bước vào quỹ đạo. Hắn lại đi, lưu lại một đạo phân thân ở đây thủ hộ. Đêm khuya chữ thiên phong, cũng không bình tĩnh, kiếm ngân vang âm thanh không dứt. Triệu Bân đi lên lúc, đang gặp Long Phi cùng tham tiền rút kiếm luận bàn. Lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng tại, ngày thường mặc dù không đứng đắn,
nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy, không phải Long Phi cùng tham tiền sư tôn, lại tại lấy sư tôn thân phận làm chỉ điểm. Triệu Bân vòng nhìn một tuần, không thấy đêm tối chi chủ. Ngược lại là Đại Bàng, đang hướng hắn nghênh ngang mà đến. Luận bàn mấy chiêu vừa vặn rất tốt. Đại Bàng hung hăng giãy giụa cổ, con mắt sán sán sinh huy. Nhiều ngày bế quan, để cho hắn được không nhỏ tạo hóa, chiến lực cũng là cực điểm kéo lên. Như thế, cũng không phải tìm người thăm dò sâu cạn đi. Còn phải tìm kháng đánh. Triệu Bân liền rất phù hợp đi. Da dày thịt béo, bị chặt mấy đao cũng không thương phong nhã. Ngứa ra ngứa, Triệu Bân liền tùy ý, lúc nói chuyện còn đang nhìn bốn phía. Ai bị đánh còn chưa nhất định đâu. Đại Bàng tốc như kinh mang, trong nháy mắt tới người. Phía sau một màn liền phá lệ quỷ dị, hắn là giết đến Triệu Bân trước người không giả, lại đứng cái kia bất động, như một pho tượng sử tấm tấm ròng rã, không khó nhìn thấy, thần sắc hắn thất thần, hai mắt cũng trống rỗng tối tăm, nhìn lên liền biết, chịu huyễn thuật, tâm thần bị đẩy vào huyễn chi cảnh. Dung mạo ta soái không? Soái, soái liền tốt. Đơn giản đối thoại sau đó, Triệu Bân như gió đi qua. Đi ngang qua Đại Bàng lúc, còn vỗ vỗ Đại Bàng bả vai. Đúng là hắn cái này nhẹ nhàng vỗ, Đại Bàng tâm thần quay về. Có thanh tỉnh ý thức, cả người hắn cũng không tốt, hắn có siêu tuyệt chiến lực, tự nhận có thể cùng Triệu Bân đánh cái 180 cái hiệp, chưa từng nghĩ, bị một cái huyễn thuật thu thập. Đây không tính là, làm lại, Đại Bàng không phục, lại vui vẻ đuổi theo. Xem ra, ngươi là thực sự ngứa ra ngứa, Triệu Bân hoạt động một chút cổ tay. Ăn qua một lần thua thiệt, Đại Bàng lần này giải trí nhớ. Lấy thần bí chi lực che lại đồng tử, lại lấy trong tộc truyền thừa chi pháp, che lại tâm thần, dùng cái này tới ngăn cách huyễn thuật. Nhưng, cái này đều không gì treo dùng, Triệu công tử đấu với người chiến, bằng cũng không phải huyễn thuật, mà là cường hãn nội tình cùng bá đạo chiến lực, phòng thủ huyễn thuật, không có nghĩa là có thể đem hắn quật ngã. Tới, Đại Bàng tiếng quát chấn thiên, cũng là chiến ý dâng cao. Mà phía sau một màn, thì rất tốt giải thích một cái chân lý. Gào vang dội không có treo dùng. Nào đó điều một trận thao tác mạnh như cọp, nên bị đánh một trận cũng không thiếu. Xét thấy hắn rất kháng đánh, Triệu Bân không chút lưu thủ. Vĩnh hằng thể không nương tay, hình ảnh liền không là bình thường máu tanh, đường đường chim Đại Bàng, huyết mạch có khả năng cùng thần thú sánh vai, cứ thế bị hắn cường sách thể phách, thịt nát nát vụn cốt bay đầy trời. Long Phi cùng tham tiền dừng tay, làm trung thực quần chúng, đồng dạng là luận bàn. Hai nàng đây là tiểu đả tiểu nháo, Triệu Bân cùng Đại Bàng, mới là đau đau thấy máu, chớ nói bản thân chịu, nhìn xem đều đau. Đồng dạng tại chỗ lão thần côn cùng lớn mập tiên, cũng nhìn say sưa ngon lành, thời đại này có Triệu Bân, chú định rất nhiều người đều là vật làm nền, chim Đại Bàng chiến lực không tầm thường, lại bị chùy không có chút nào lực trở tay. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm thảm chôn vùi. Đại Bàng bị đánh gục, lúc trước là ngứa ra ngứa, bây giờ là toàn thân đau. Nằm dạp trên mặt đất, rất lâu cũng không thấy động một cái, nằm sấp tốt. Nằm sấp an toàn, vạn nhất người nào đó không chút đánh tan hưng, hắn còn phải bị bạo chùy một trận. Sự tình không lớn, hai lão đầu nhi chậm chậm nói. Đại Bàng cũng tu trường sinh quyết, đơn giản tái tạo thể phách thôi. Bất quá, bị Triệu Bân đánh ra bóng tối, cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục, vượt khó tiến lên còn tốt, nếu bởi vậy cố tình cảnh ma chướng, năm nào tất có một hồi tâm ma kiếp. Cái gọi là luận bàn, cũng là rèn luyện tâm cảnh, mình mông tiên đồ, nên có một lần như vậy. Đại chiến kết thúc, chữ thiên phong cũng yên tĩnh. Bị đả kích không chỉ là Đại Bàng, còn có Long Phi cùng tham tiền, quả thực ngượng ngùng so tài nữa, tu vi quá yếu, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nói đến tắm một cái, hai người thật kết bạn đi trong rừng tắm rửa, đánh đổ mồ hôi tràn trề, cũng không phải tắm một cái đi. Chờ thẳng thắn tương kiến, làm không tốt còn có thể so một lần kích thước. Bình tĩnh nhất bất quá Triệu công tử, lại ngồi ở dưới cây già, cầm Mặc Thiên ban chỉ, lăn qua lộn lại nhìn lén, không niệm thiên nói, trong đó có dấu thần minh pháp tắc, nếu có thể triệu hoán đi ra, cũng tốt nghiên cứu một phen. Sư muội càng đem thánh vật cũng cho hắn. Không kỳ quái, sớm muộn là muốn truyền cho hắn. Hai lão đầu nhi liếc mắt nhìn, dần dần ẩn vào hắc ám. Hiếu học Triệu Bân, thì tận tụy nghiên cứu Mặc Thiên ban chỉ, thần minh chi pháp tắc, hắn đến nay không tìm được. Nhưng bên trên thần bí chi lực, lại mộc lấy tinh huy nguyệt quang giống như ngầm hiện. Nhìn một chút, hắn tại trong mông lung mê man đi. Mặc Thiên ban chỉ treo ở giữa không trung, khi thì run rẩy một chút.
trời tối người yên, giấu tại bên trong thần minh pháp tắc, cuối cùng là hiển hóa ra ngoài, như một đạo mộng ảo quang, không tồn tại ở thực tế, nhuộm một vòng tang thương chi ý, không nhìn tuế nguyệt trường hà. Trong mộng mây khói, ở trong giấc mộng nhìn thật sự rõ ràng. Mà thân ở Triệu Bân Tử phủ kiếm thánh, cũng tàn hồn một cái chớp mắt run rẩy. Hai người muốn tỉnh lại Triệu Bân, làm gì thần minh pháp tắc đã vào hắn mi tâm. Một cái chớp mắt này, Triệu Bân lông mi có hơi nhíu, dường như làm một cơn ác mộng. Trong mộng, hắn trông thấy một bóng người xinh đẹp, đứng ở mờ mịt tối đỉnh. Đó là không bị ràng buộc thiên, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, xa xôi đến vượt qua thời gian cực hạn. Triệu Bân tâm thần biểu lộ ra khá là ngây ngô, không biết là mộng cảnh vẫn là chân thực. Hắn chỉ biết, phiêu miểu phong đỉnh bóng người xinh xắn kia, mong muốn không thể không có cùng. Tiền bối. Triệu Bân hướng về phía Thương Miểu hư vô, kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không gặp đạo kia hư ảo bóng hình xinh đẹp đáp lại hắn. Mãi đến một đạo kiếm ngân vang vang vọng, hắn mới từ trong mộng tỉnh lại. Vừa mới, ai tới qua? Triệu Bân hung hăng xoa mi tâm, đầu chóng mặt. Đại La Thần Kiếm, trong mộng, mây khói truyền ra lời nói, chính là nó đánh thức ngươi. Ba ngày sau, Tiên Tông đại đạo thiên âm vang vọng. Sắc trời còn chưa sáng rõ, thì thấy từng đạo bóng người xuống núi, tất cả người mặc mới tinh đạo bào, như từng cái dòng suối nhỏ, tụ hướng Thiên Tiêu Điện, muốn xem lễ thánh tử thụ phong đại điển. Thân là nhân vật chính Triệu Công Tử, từ cũng sớm ra chữ thiên núi. Dù sao cũng là một cảnh tượng hoành tráng, hắn vẫn thật là đổi một thân quần áo mới. Hôm nay hắn, có chút mơ mơ màng màng. Hoặc có lẽ là, kể từ đêm nằm mơ giữa ban ngày, tinh thần liền biểu lộ ra khá là tan rã. Vì thế, mỗi khi gặp trời tối người yên, hắn đều sẽ đem Mặc Thiên Ban chỉ sách ra nghiên cứu, nghe mây khói nói, trong đó pháp tắc chờ nhập qua hắn mi tâm, hắn như vậy mơ hồ, hơn phân nửa cùng với có liên quan. Này! Đang lúc đi, chợt thấy một tiếng gào to. Chính là quỷ tinh nghịch, không biết từ chỗ nào chui ra. Còn có đầu chọc lão cùng khò khè em bé, đậu bức tổ ba người như hình với bóng. Triệu Bân thu thần, nhìn chằm chằm ba người quét đo một phen, nhiều ngày không gặp cái này ba hàng, khí tức đều mịt mờ không thiếu, đặc biệt là khò khè em bé, trong lúc phất tay, luôn có tiếng hổ gầm nương theo. Cũng đúng, hàng này là bạch hổ một mạch truyền thừa. Tự thân tuy là người tu, hắn lại có bạch hổ huyết mạch. Cơ duyên không cạn, Triệu Bân cười nói. Đó là, ba người đều ha ha cười không ngừng. Tiên Tông đám lão già này, vẫn là rất coi trọng bọn hắn ba, liền mấy ngày nay, không biết cho bọn hắn chất thành bao nhiêu tài nguyên tu luyện, sớm biết có cái này chuyện tốt, liền không ở bên ngoài tản bộ. Rút sạch, luận bàn một phen, đại bàng vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Chuyên làm không phục, ba người một điểm không sợ, đặc biệt là quỷ tinh nghịch. Vẫn là Long Phi cùng tham tiền hàm xúc, tu vi quá thấp, lộ còn rất dài. Thiên Tiêu Điện đã là biển người, 99 tầng thềm đá hai bên, lập đầy người ảnh, mà Thiên Tiêu trước điện, nhưng là không niệm thiên hòa một đám lão tổ cấp, đại la thánh nữ tử cũng tại trong đó. Triệu Bân lúc đến, nghiễm nhiên là vạn chúng chú mục. Thụ phong đại điển đi, đơn giản tiếp thánh tử lệnh bài. Trước kia hắn đã biết tất, phải từng bước một bước qua 99 tầng thang đá. Mới có tư cách nhận lệnh, đáng nhìn làm một cái khảo nghiệm, nhưng cái này khảo nghiệm, với hắn mà nói đơn giản là cái đi ngang qua sân khấu. Lịch đại thụ phong đại điển tất cả như thế, nên đi còn phải đi. Bút tích gì, lanh lẹ, quỷ tinh nghịch đẩy Triệu Bân. Triệu Bân cũng không nói nhảm, phịch một tiếng rơi xuống đất, từng bước một đi lên. Như hắn sở liệu, mỗi một tầng thềm đá đều có cổ lão cấm chế, đơn giản là uy áp, hơn nữa một tầng càng so một tầng trầm trọng. Thậm chí hắn mỗi một bước lúc rơi xuống, đều sẽ có vang một tiếng bang. Hắn làm lớn là thánh tử, thực chí danh quy. Chúng ta, yên tâm làm tốt vật làm nền liền tốt. Ta đã trông thấy Tiên Tông tương lai, huy hoàng khắp trốn. Thềm đá hai bên, nhiều người ảnh nói nhỏ, có đệ tử cũng có trưởng lão, có sợ hãi thán phục cũng có ước mơ. Hắn là vạn chúng chú mục, bọn hắn sẽ chứng kiến hắn, từng bước đi lên đỉnh phong nhất. Phanh! Triệu Bân lại một bước rơi xuống, đạp thềm đá băng liệt. Đợi hắn đi qua, băng liệt thềm đá lại khôi phục như lúc ban đầu. Không có áp lực. Gặp Triệu Bân thần sắc bình tĩnh khoan thai, quá nhiều lão bối đều gỡ sợi râu. Đây chính là một đi ngang qua sân khấu, nếu ngay cả Triệu Bân đều đạp bất quá, càng chớ nói đệ tử người. Phanh! Thứ 90 tầng,
Triệu Bân lần thứ nhất định thân. Từ tầng này thềm đá, phía trước có yêu ma quỷ quái chặn đường. Ác quỷ quái vật dương nanh múa vuốt, muốn đem hắn xé rách. Mà một màn trước mắt, cũng chỉ một mình hắn nhìn gặp. Hắn khép hờ hai con ngươi, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở. Khí thế của hắn thay đổi, băng lãnh sát khí mãnh liệt lăn lộn. Cản đường yêu ma quỷ quái, đều bị chấn diệt, dương nanh múa vuốt ác quỷ quái vật, thì tại trong kêu rên nổ nát vụn, nhịn không được hồng trần sát khí, liền hai bên đệ tử trưởng lão cũng không khỏi run sợ. Thứ 91 tầng, lôi điện đan sen. Hắn bước chân cứng cỏi trầm trọng, nhậm lôi điện đập nện, nửa phần không ngừng. Thiên kiếp lôi đình đều không tổn thương được hắn, càng đừng nói là hư ảo sấm sét. Thứ 92 tầng, liệt diễm bay múa. Thứ 93 tầng, băng phong vạn dặm. Thứ 94 tầng, hắc ám vô biên. Mỗi một tầng, đều có một loại gặp trắc trở. Ngoại nhân không thấy được, chỉ chặn đường thượng tiên. Phanh. Thứ 99 tầng, hắn lại một lần định thân. Tầng này không có gì động tĩnh lớn, chỉ một mặt hư ảo tấm gương, treo ở trước người hắn, trong kính hắn, là vặn vẹo không chịu nổi, có đen nhánh chi khí quấn quanh, diện mục cũng khi thì hiển hóa dữ tợn. Ác niệm, tà niệm, Triệu Bân thì thào một lời, biết cửa này khảo nghiệm là cái gì. Ác niệm tà niệm toàn bộ do tâm sinh, người trong kính chính là tâm ma của hắn. Hắn lại nhắm mắt, giống như tấm bia to đứng lặng. Tiên lộ là ngộ đại đạo, cũng là sạch bản thân. Chân chính siêu thoát, là phần kia vĩnh hằng bất biến sơ tâm. Sao cái ngừng? Xuyệt, chớ lên tiếng. Không dành thế sự nhóm tiểu đệ tử, đều toàn cảnh là hiếu kỳ. Các trưởng lão lòng dạ biết rõ, thứ 99 tầng mới là đại kiếp, tâm ma vô hình vô tướng, nếu mọc rễ nảy mầm, so thiên kiếp càng đáng sợ, bởi vì phần lớn thời gian, cũng là có lực không chỗ dùng. Người nói, ta như đi lên đạp hắn một cước, có tính không qua ải. Quỷ tinh nghịch cất tay nhỏ, liếc mắt nhìn hai phía lão thần côn cùng lớn mập tiên. Có ý niệm này, còn có khò khè em bé cùng đầu chọc lão. Vượt quan đi, đi thềm đá đi, nhảy tới coi như thắng thôi. Không tấm lòng kia cảnh, đi qua cũng là thua. Lớn mập tiên chậm chậm nói. Ba người cái hiểu cái không, liên tiếp một khối thánh tử lệnh, còn chỉnh loè loẹt như vậy. Triệu Bân lại mở con mắt lúc, một đôi mắt thanh tịnh như nước. Bây giờ lại nhìn tâm ma kính, đã là hoàn hảo như lúc ban đầu hắn. Không quên sơ tâm, người trong kính nở nụ cười. Phương thành đại đạo, Triệu Bân cũng nở nụ cười. Hắn xuyên qua mặt kính, cuối cùng là vượt qua tầng cuối cùng. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, có kiếm ngân vang âm thanh triệt tiên tông. Đó là đại la thần kiếm, tại hư vô mờ mịt hiển hóa, giáng xuống một tia tiên khí, đã rơi vào trong cơ thể của Triệu Bân, chính là một đạo thần chi uẩn, chỉ có vượt qua thềm đá, cũng chỉ có cho nó tán thành, mới có vinh hạnh đặc biệt như vậy, lịch đại đều là như thế, không phải người nào đều có tư cách làm thánh tử. Dễ tạo hóa. Triệu Bân thấy bên trong thể phách, có thể rõ ràng trông thấy thần uẩn. Cực đạo thần binh tự mình quà tặng, cũng không phải chính là cơ duyên đi. Nhận lệnh. Không niệm thiên nhẹ phẩy tay, có tiên quang trong tay áo bay ra. Đó là một khối lệnh bài màu vàng óng, nhuộm cổ lão chi quang. Triệu Bân một bước tiến lên, hai tay đón lấy. Quỷ mới biết tấm lệnh bài này là gì cái chất liệu, nặng nề như núi lớn. Hắn điểm này chuẩn bị đều không, thậm chí nhận lệnh lúc một bước lảo đảo, đầu tựa vào không niệm thiên trong ngực, bước qua 99 tầng thềm đá, hắn là bước cách tràn đầy, phút cuối cùng anh danh nát một chỗ. Có cái mỹ nữ sư phó thật hảo. Cảm giác nên mềm mại tơ lụa. Vẫn là lão thần côn, cũng vẫn là lớn mập tiên, một trái một phải, đặt cái kia lại nhải, thầm nghĩ, tối nay muốn hay không lại xách một chuỗi pháo đốt, đi sư tôn hắn trước mộ phần, bái tế một phen. Triệu Bân cuối cùng là đứng vững vàng, một tiếng gượng cười rất lúng túng. Không niệm thiên không có gì cái tình cảm biến hóa, cái này đều tình cảnh nhỏ. Thụ phong đại điển kết thúc, tiếng đàn vang vọng. Mùi rượu bốn phía, đây không phải thịnh hội, lại có thể so với thịnh hội, toàn bộ Đại La Tiên Sơn, đều che một tầng an lành chi quang, như gặp Thái Bình thịnh thế. Triệu Bân liếc mắt nhìn Thanh Loan Phong, có thể gặp một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đứng. Tất nhiên là mưa bụi, đúng lúc gặp hôm nay xuất quan, chờ hắn cùng nhau đi mộng chi đảo. Tới, Triệu Bân yên lặng rút lui. Uống, hôm nay Tiên Tông, phá lệ náo nhiệt. Thánh tử thụ phong đại điển đi. Mấy trăm hơn ngàn năm mới có một lần, có thể không náo nhiệt sao? Không được hoàn mỹ chính là, thật
thân là nhân vật chính Triệu công tử, nửa đường rút lui, đẹp hắn nói đi đi tiểu, đến nước này cũng không thấy bóng người. Bên này, Triệu Bân đã mở vực môn, cùng mưa bụi cùng nhau bước vào. Tùy theo đi vào, còn có lớn mập tiên cùng lão thần côn, chỉ có điều, hai người không hay biết cảm giác thôi. Coi chừng, thiên ngoại truyền đến Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Biết rõ, Triệu Bân cười cười, biến mất ở đỉnh núi. Vào vực môn, thì thấy hắn xách ra thánh tử lệnh bài, cái đồ chơi này không biết cỡ nào chất liệu chế tạo, dị thường trầm trọng, nếu là xách ra ngoài đập người, nên một cái binh khí tiện tay. Mưa bụi giống như có thể đọc tâm ngữ, bị hắn ý tưởng này chọc cười. Đại La thánh tử lệnh bài A, cầm nó liền có điều binh quyền, cầm lấy đi đập người, quả thực đại tài tiểu dụng. Người cùng Đại La thánh nữ, ra sao quan hệ? Triệu công tử một bên nghiên cứu lệnh bài, một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi, hai người huyết mạch tương tự như vậy, nếu không có ngọn nguồn, quỷ đều không tin. Ta cùng với nàng, lệ thuộc một mạch, mưa bụi cười nói. Ngươi, biểu tỷ, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Cầm ra phả luận bối phận, gọi nàng một tiếng biểu tỷ, cũng không cái gì mau bệnh. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười, năm đó tộc ta xuống dốc, đào vong bên trong dòng chính diệt hết. May mắn được đạo tiên cùng trường sinh tiên cứu, ta thuộc về đạo gia, nàng thì thuộc về tiên tông, từ biệt lạng rộng, huyết thống là còn sót lại ràng buộc. Vừa có ngọn nguồn như vậy, đạo gia cùng tiên tông vì đi bất liên minh. Triệu Bân nghi ngờ nói. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Mưa bụi chậm rãi nói, đạo gia truyền thừa lâu đời, phe phái rắc rối phức tạp, chớ nói ta một cái thánh nữ, tung ta làm đạo gia tiên quân, cũng chưa chắc có thể cùng Đại La tiên tông kết minh. Ta tin. Triệu Bân hít sâu một hơi. Người cầm quyền đi, phần lớn thời gian đều thân bất do kỷ, không chỉ muốn cân bằng các phe phái, còn phải vì truyền thừa tương lai suy nghĩ, như Đại La Tiên Tông, cửu gia khắp thiên hạ, nếu là kết minh với nhau, không khác tứ phương gây thù hằn, đây không phải không có chuyện tìm mầm tai vạ đi. Tàn khốc thế đạo a. Triệu Bân một tiếng thở dài, ngồi xếp bằng. Hắn triệu hoán thần uẩn, cường thế tẩy luyện bản mệnh thể phách. Sức mạnh bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể xưng vô giới chi bảo. Nguyên nhân chính là vô giá, hắn mới có phần muốn hỏi đợi đạo tiên, tưởng tượng ngày xưa không gian hắc động, nhiều như vậy thần chi khí uẩn, bao lớn một bút tài phú a. Cái kia hàng cũng không biết phân hắn một chút. Cũng rất xứng. Hai tiểu bối yên tĩnh, giấu tại chỗ tối hai lão đầu nhi, lại đặt cái kia lại nhải, theo bọn hắn nghĩ, phàm là xinh đẹp và thiên phú cực cao tiểu nha đầu, cùng Triệu Bân đứng một khối. Đều thật thích hợp, là cái gọi là trai tài gái sắc, phụ mẫu yêu nghiệt, sinh ra em bé có thể là hạng người qua loa. Chúng ta, gánh nặng đường xa. Hai lão đầu nhi cất tay, suy nghĩ muốn hay không giúp đỡ chút. Đem đạo gia thánh nữ ủi, đạo quân cùng đạo tiên nên rất phát hỏa, bọn hắn thích xem hai người mặt đen. Ngoại giới màn đêm buông xuống lúc, Triệu Bân mới mở con mắt. Đại La thần kiếm quà tặng thần uẩn, đã bị hắn luyện hóa. Hắn huyết mạch phục cổ, muốn chính là bực này lực lượng kỳ dị. Hắn cái này tỉnh, mưa bụi còn tại nhắm mắt ngồi xuống, tại tiên tông được một hồi tạo hóa nàng, thuế biến đã hoàn thành, bây giờ là tại củng cố tu vi, rất nhiều cổ lão dị tượng đang đan xen bay múa. Hắn nhìn thẳng lúc, có một đạo tiên quang từ mưa bụi thể nội bay ra. Định con mắt một nhìn, mới biết là một cái ngọn bút, lộ ra huyền dị chi khí. Phán quan bút, Triệu Bân trong lòng một lời. Nhận ra cái đồ chơi này, lúc Chí Tôn Thành phải cây bút này, hắn là tại chỗ, này hàng rất có linh tính, hơn nữa, đặc biệt hiếm có mỹ nữ, bằng không thì, cũng sẽ không đi theo mưa bụi. Nhìn lén thật lâu, Triệu Bân ánh mắt càng thâm thúy. Phán quan bút bên trên lạc ấn, nên bị luyện hóa, nhiễm mưa bụi huyết khí, càng có linh trí, không trải qua chủ nhân triệu hoán, chính mình liền chạy ra ngoài tản bộ, ở giữa không trung buộc vòng quanh từng cái sao nhỏ sông. Bực này khí tức, Triệu Bân sờ cầm một cái, nhìn chằm chằm từng cái sao nhỏ sông, xem đi xem lại. Nguyên lai là ngươi. Thật lâu, mới ngửi Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, tại không tự chủ, nhớ lại bị quặng mỏ tiên vương đuổi giết nói nhảm sự tình, một đạo đột nhiên xuất hiện tinh hà, đem vực môn thông đạo làm đoạn mất. Đêm đó trốn vội vàng, chưa kịp cảm giác. Bây giờ xem ra, người thần bí kia chính là mưa bụi, cái kia một bút vẽ đi qua không sao, hắn tại trước quỷ môn quan. Tới tới lui lui lung lay tầm vài vòng, vì thế, hắn tự mình không ít chửi mẹ. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Mưa bụi chậm rãi mở con mắt. Ngươi dài quá đẹp, Triệu Bân nghiêm túc nói, may đây là một cái mỹ nữ, nếu là nam,
cái kia phải tâm sự tiền thuốc men, người vẽ cái kia một bút, kém chút cho ta làm đến hoàng tuyền lộ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đường đường đạo gia thánh nữ, càng là đỏ mặt. Lẽ ra, bây giờ núp trong bóng tối lớn mập tiên cùng lão thần côn, hẳn là phá lệ tới tinh thần mới đúng, thế nhưng hai lão đầu nhi, lực chú ý không ở chỗ này, bọn hắn nhìn chính là phán quan bút, là càng xem càng quen mặt, thực sự là trong truyền thuyết chiếc bút kia. Ông, Mộc lấy tinh huy, Triệu Bân cùng mưa bụi cùng nhau ra vực môn. Truyền tống đã đến cực hạn, cần một lần nữa khắc họa không gian tọa độ. Mới ra tới, hai người liền nghe huyết tinh chi khí. Chờ đưa mắt nhìn ra xa, càng là cái đất cằn nghìn dặm. Hai người một bước lên trời, mắt có thể bằng chi địa, tất cả một mảnh lờ mờ, đại địa không có một ngọn cỏ, chỉ tinh lực đỏ tươi tung bay, để cho người ta bất giác cho là, ở đây đã trải qua một hồi đại đổ sát, hơn nữa, hung thủ còn nuốt hết vạn vật sinh linh. Thiên ma, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm, đạp không mà đi. Triệu Bân dù chưa ngôn ngữ, cũng là trên dưới một đường vòng nhìn, mưa bụi cảm giác không tầm thường. Hắn cũng giống vậy, có thể từ cái kia trong từng sợi tinh lực đỏ tươi, ngửi được như vậy một tia thiên ma khí tức. Cũng chính là nói, ở đây lớn tạo giết hại, là thiên ma. Lớn mập tiên cùng lão thần côn vẫn tại chỗ tối đi theo, đều là trao mày. Bọn hắn cũng có cảm giác, có thể xác định là thiên ma, thế gian lại còn có bực này ma vật. Không lâu, Triệu Bân cùng mưa bụi rơi vào một đỉnh núi. Từ cái này đi xem, có thể gặp ngoài núi từng cái một thôn xóm nhỏ. Đúng lúc gặp ban đêm, nên nhà nhà đốt đèn, nhưng, thôn xóm tối sầm, không thấy nửa cái bóng người, lại bừa bộn một mảnh. Rất rõ ràng, người trong thôn đều bị giết chết thôn phệ. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, quỷ hiểu được có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Thiên ma đến tột cùng cỡ nào lai lịch, Triệu Bân hỏi. Đạo gia bí quyển có lời, thiên ma giả, thượng thương chi ô uế. Mưa bụi nói. Ô uế, Triệu Bân nghe xong nhíu mày. Cũng chính là ác niệm tà niệm oán niệm những cái kia. Thượng thương cũng đáng không tận tâm ma. Vậy phải xem tâm ma đến từ đâu. Mưa bụi hít sâu một hơi, ta từng tại lịch luyện lúc, gặp qua một cái quái lão đầu nhi, hắn từng nói với ta, thượng thương chi ô uế, xuất từ thế gian, ta ngày xưa tuổi nhỏ, không biết hắn ngụ ý, tưởng rằng điên lời điên ngữ, bây giờ lại nghĩ, tựa như cũng có mấy phần đạo lý, thượng thương thống ngự vạn linh, chúng sinh chi ác niệm tà niệm oán niệm, từ cũng tại từ nơi sâu xa. Hội tụ ở thiên đạo. Triệu Bân một phen suy tư, logic này giống như không có tâm bệnh. Nghĩ tới, hắn lại nhìn mưa bụi, ách ma cùng trời ma đồng loại. Đồng loại tàn bạo, đồng loại gian ác, mưa bụi chậm chậm nói, sử văn có ghi chép, vạn cổ phía trước, thiên ma ách ma từng họa loạn thế gian, đó là một hồi có thể xưng diệt thế ngập trời hạo kiếp, chớ nói tiên vương, ngay cả thần minh đều tử thương vô số. Thượng thương phản phệ chúng sinh. Có thể nói như vậy. Cái kia ngập trời hạo kiếp. Không biết vì sao kết thúc, chỉ biết thiên ma ách ma trong một ngày không có tin tức biến mất, hậu nhân từng bịa đặt giả sử, nói là có thiên đạo táng bản thân, đại thương sinh ứng kiếp. Mờ tối thiên địa, Triệu Bân cùng mưa bụi không biết đi được bao lâu. Chính xác đất cằn nghìn dặm, không thấy thiên ma bóng dáng, cũng không gặp nửa cái sinh linh. Lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng một đường đi theo, mưa bụi nói tới chi nghe đồn, bọn hắn từ cũng nghe qua, lại phiên bản còn không ít. Chúng thuyết phân vân, quỷ hiểu được cái nào là thực sự, cái nào là giả. Dù sao, niên đại quá xa xưa, có thể từ hắc ám kỷ nguyên sống sót thần minh, ít càng thêm ít. Ông, chân trời, Triệu Bân lại mở vực môn. Hắn liên lạc tại Tiên Tông phân thân, đi tìm Không Niệm Thiên. Thiên ma tái hiện thế gian, lại lớn tạo huyết kiếp, Tiên Tông phải đề phòng điểm. Phòng ngừa chu đáo đi. Chuyện giống vậy, mưa bụi từ cũng tại làm. Không biết thứ mấy ngày, hai người mới đến Mộng Chi Đảo. Đây là Triệu Bân lần thứ hai tới, nhớ kỹ lần trước, hắn là bị Mộng Tiên ném ra, ai bảo hắn bắt cóc Mộng Chi Tiên hỏa đâu. Cô nàng kia thù rất dai, còn phế đi hắn thiên cơ thuật. Còn tốt, đại bằng nhất tộc có tuyệt chiêu. Lần này tới, hắn phải đem thiên cơ thuật ẩn nấp cho kỹ. Nơi tốt, có lẽ là không có gì nói, Triệu Bân tới một câu như vậy. Đây là một câu nói nhảm. Mộng Tiên chỗ tu luyện, tất nhiên là tu luyện thánh địa. Từ xa xa, lớn như vậy một hòn đảo, giống như hư ảo đồng dạng, chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh, như mộng cảnh một mảnh tiên thổ, bên ngoài khoảng cách không xa, lại chỉ có thể nhìn mà thèm. Cho nên nói, đạo hạnh không tốt người, tốt nhất đừng đến cái này tản bộ.
tu mộng chi đạo người, cũng là bậc đại thần thông, mộng đạo chi cấm chế, tà dị đây. Một cái đi không tốt, sẽ bị lạc ở trong giấc mộng. Sư thúc, mưa bụi đứng ở hòn đảo phía trước, nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng thấy hòn đảo kết giới run rẩy, mộng đạo chi quang nở rộ. Đi vào, chớ nói lung tung, mưa bụi giao phó một tiếng, một bước bước vào hòn đảo. Ta lại không ngốc, Triệu Bân mang theo gần như, tùy theo cùng vào. Còn là lần đầu tiên tới mộng chi đảo, hai người tiến vào, sau lưng lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng tặc tự giác, một cái vuốt râu, một cái cất hai bàn tay, nghiễm nhiên hai cái du khách, chạy cái này du lịch ngắm cảnh tới. Tiểu Thiên Thiên nói, phải xem hảo Triệu Bân. Triệu Bân đi cái nào, bọn hắn đều phải đi theo, dù là bên trên nhà xí, cũng phải ngồi xổm bên cạnh hắn. Đoàng. Phía sau, chính là ót đụng thép tấm âm thanh. Hai lão đầu nhi ngược lại là thần thái khoan thai, đi tới liền trở ngại, góp nhặt nhiều ngày bức cách, bởi vì một cái đụng này, nát một chỗ. Ai? Triệu Bân ngoái nhìn, mưa bụi cũng trở về con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy hai lão đầu nhi, một cái che mũi, một cái che lấy ót, nhe răng trợn mắt. Lúc nào theo tới, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Lại còn có Bảo Tiêu, mưa bụi cũng là một tiếng kinh ngạc. Sự thật chứng minh. Gừng càng già càng cay, hai tôn đỉnh phong theo một đường, bọn hắn lại không có chút phát hiện nào, nếu không phải mộng chi đảo kết giới ngăn lại hai người, bước ra chân thân, thật đúng là nhìn không thấy. Ta nói muội tử, thật không cho tới một chuyến, sao chả không cho vào môn lạc. Lão thần côn mặt đen lại nói. Trong đảo, cũng không mộng tiên hồi âm. Tiên tông người nhiều đứng đắn, hai cái này thuộc ngoại lệ. Ngày xưa, nàng cùng không niệm thiên ước đỡ lúc. Hai cái này lão già không ít gào to. Xét thấy nàng không chào đón hai hàng này, vẫn là tại bên ngoài đợi a. Bên ngoài mát mẻ, cứng rắn muốn đi vào, cũng không phải không được, vậy phải xem hai người kháng hay không kháng đánh. Đi. Mưa bụi một tiếng ho khan, đi đầu mở ra bước chân. Rất rõ ràng là, mộng tiên sư thúc không chào đón hai cái này tiền bối. Triệu Bân cũng một tiếng gượng cười, lần nữa đuổi kịp mưa bụi. Sau đó, hắn còn có một câu nói truyền về, bên ngoài mát mẻ. Ta, lớn mập tiên sắc mặt đen như mực, kém chút sách ra hỏa. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì. Mộng tiên tính khí cũng không tốt, như vậy sát tiến đi, nhất định bị đánh. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn căn bản vào không được. Bên này, Triệu Bân cùng mưa bụi một trái một phải, đã tới chỗ sâu khu rừng nhỏ. Mộng tiên ngược lại là nhàn nhã. Đang ngồi tại đình nghỉ mát đọc sách, đối với mưa bụi, nàng tuy lạnh lùng, nhưng không che giấu được yêu chiều, đối với một vị khác đi. Sắc mặt nàng liền không thể nào và dễ dàng, chính là cái kia họ Triệu, bắt cóc nàng mộng chi tiên hỏa. Gặp qua sư thúc, xin ra mắt tiền bối. Triệu Bân bọn hắn có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cách thật xa là xong lễ. Mộng tiên như mộng đồng dạng gia đình nghỉ mát, nhìn chính là Triệu Bân, mặc thiên ban chỉ có thể mang đến. Ngài lời nhắn nhủ, ta dám không mang theo đi. Triệu Bân cười ha ha. Mưa bụi nghe xong nhíu mày, cũng không biết chuyện này, nguyên nhân chính là không biết, nàng mới thổn thức, không niệm thiên tiền bối cũng là tâm lớn, đại la tiên tông thánh vật, cũng dám để cho Triệu Bân mang đến mộng chi đảo, liền không sợ mộng tiên sư thúc, cho Triệu Bân đoạt đi. Bất quá nghĩ lại, hai nhà sợ là có giao dịch nào đó. Nàng sớm biết, Triệu Bân từng tới một chuyến, nhất định cùng với có liên quan. Như thế thì tốt, mộng tiên một cái nhẹ phẩy tay áo. Cùng với một tiếng vù vù, một tòa tế đàn kiên quyết ngoi lên mà ra, mà hồng hoang chi thể kim bảo bảo, liền yên tĩnh nằm ở phía trên. Cái này, Triệu Bân không có gì, mưa bụi lại là cả kinh. Nhìn đứa bé kia quanh thân rong chơi sức mạnh, tuyệt đối là hồng hoang chi lực. Cũng chính là nói, đây là một tôn hồng hoang chi thể. Nàng khó có thể tin, mộng tiên sư thúc ở đây. Lại tàng lấy một tôn nghịch thiên huyết thống. Còn có, hồng hoang chi thể không phải sớm đã diệt tuyệt sao? Đây là đâu tới? Khôi phục không thiếu, Triệu Bân một mắt nhìn lén, có thể gặp hồng hoang chi thể nguyên thần bên trên vết rách, hơn phân nửa là tu luyện vạn pháp trường sinh quyết, mới có thể khép lại. Nhưng, vẻn vẹn còn chưa đủ như vậy, cần mặc thiên ban chỉ. Nếu hắn đoán không sai, mộng tiên là cần mặc thiên trong nhẫn thần minh pháp tắc. Đang khi nói chuyện, mộng tiên đã giải kim bảo bảo phong cấm. Tiểu gia hỏa tỉnh ngủ, xoa mắt ngồi dậy, thấy mộng tiên, liền bước tập tễnh tiểu cước bộ mà đến, cười ngây thơ rực rỡ, một tiếng kêu gọi,
thì nãi thanh nãi khí, mẫu thân. Một tiếng này mẫu thân, nghe mưa bụi một mặt mộng, mộng tiên sư thúc lúc nào sinh hài tử, là cùng ai sinh, hơn nữa còn là một hồng hoang chi thể, nàng lại hoàn toàn không biết. Sư tôn hơn phân nửa biết, chỉ có điều, cũng không cùng nàng nói. Nàng có một loại ngờ tới, sư thúc trước kia thoát ly đạo ra, hơn phân nửa cùng này thoát không khỏi liên quan. Sư tôn, Kim Bảo Bảo lại kêu gọi, kêu là Triệu công tử. Thật sao, mưa bụi lại là không hiểu ra sao, mộng tiên sư thúc cùng không niệm thiên thế nhưng là gặp mặt thì làm trận chiến kẻ thù cũ. Bây giờ, mộng tiên sư thúc hài tử, lại nhận không niệm thiên đồ nhi làm sư tôn, đây là gì cái thao tác? May lớn mập tiên cùng lão thần côn bị chắn bên ngoài, nếu để bọn hắn nhìn thấy, lại không thể thiếu trách trách hô hô. Ngoan! Triệu Bân ôn hòa nở nụ cười, lại cho đồ nhi mang theo lễ gặp mặt. Mộng tiên không nói gì, chỉ cần không phải đồ tết, cho gì đều được. Vật này ta mang đến, ngươi đừng có đùa ỉ lại. Triệu Bân phật tay, lấy ra Mặc Thiên ban chỉ. Nói lời giữ lời, mộng tiên đưa tay đón lấy, cười bên trong cất giấu mấy xóa tang thương, nàng tìm cái này ban chỉ, đã tìm mấy trăm năm, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, vẫn là mây khói đổ nhi đưa tới. Tiểu tử này, là cái thiên sát cô tinh, có vẻ như cũng là một cái phúc tướng. Thần nhi, tới. Mộng tiên ôm lấy Kim Bảo Bảo, lại đặt ở trên tế đàn. Tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn, yên tĩnh nằm ở phía trên, cũng không nhúc nhích. Kế tiếp, chớ quấy rầy ta. Mộng tiên nói, triệu hoán ra vĩnh sinh vương tọa, bày tại Triệu Bân cùng mưa bụi trước người, ngụ ý rõ ràng, ta vội vàng ta, các ngươi vội vàng các ngươi, hai không quấy rầy. Phanh! Vương tọa rơi xuống đất oanh một tiếng vang dội, chấn càn khôn lắc lư. Cùng một trong nháy mắt, có một đạo hung mãnh khí uẩn hướng tứ phương hoành phô. Cách hơi gần Triệu Bân cùng mưa bụi, đều bị đụng nửa bước lui lại. Mưa bụi còn tốt, tự đắc vĩnh sinh vương tọa, đã cùng sư tôn nghiên cứu rất nhiều ngày, sớm biết vật này đại càn khôn, ngược lại là Triệu công tử, trong mắt khó nén rung động, hắn mới gặp vĩnh sinh vương tọa lúc, vẫn là tại Chí Tôn thành Kim Loan Điện, cái kia thường có 9 tầng thang đá cách trở, nhìn không thể nào rõ ràng. Bây giờ đang ở trước mắt, cảm giác có chút rõ ràng. Vương tọa chi khí tràng, mạnh như 8.000 trượng cự nhạc. Đây là, vĩnh sinh vương tỏa. Kiếm thánh bay ra tiên trì, lời nói bên trong cất giấu vẻ kinh ngạc. Cửu đỉnh chí tôn, vĩnh sinh vương tỏa, đó là một cái truyền thuyết, đã sớm bị thế nhân tập kết kịch nam, hát vô tận 5 tháng, hắn cũng chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại, vậy mà tại mộng chi đảo. Nhìn qua vĩnh hằng vương tỏa, hắn lại nhìn Kim Bảo Bảo. Nếu không nhìn lầm, đó là một tôn hồng hoang chi thể A. Mộng tiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Không tự chủ liếc mắt nhìn Triệu Bân, chuẩn xác hơn nói, là liếc mắt nhìn Triệu Bân tử phủ, không cần đi vào nhìn, liền biết bên trong ẩn giấu một tôn đáng sợ kiếm tu. Chờ thu con mắt, nàng mới thả ra Mặc Thiên ban chỉ, treo ở trên tế đàn. Nàng mặc niệm tâm quyết, muốn dắt thần minh pháp tắc, cho hồng hoang chi thể chữa thương. Nhưng, đây cũng không phải là chuyện dễ. Thần minh pháp tắc, cũng sẽ không tùy tiện đi ra tản bộ. Bên này... Triệu Bân đã như một cái chuyên gia khảo cổ, vòng quanh vương tọa vừa đi vừa về xoay quanh, trong tay còn nắm một cái đặc thù kính lúp, đó là một tấc sát bên một tấc, trên dưới trái phải nhìn lén, nếu không thì thế nào nói là một đời thần minh vương tọa, chính là bất phàm, bên trên rủ xuống tràn mỗi một sợi khí, cũng như một đạo cửu thiên ngân hà, liền điêu khắc trên đó mỗi một đạo hoa văn, đều rất có thần uẩn. Không tệ, này hàng càng xem càng hiếm có, khi thì còn đưa tay chụp như vậy mấy lần. Vương tọa rất cực nóng, cũng rất cứng rắn, hơi đụng vào, liền cảm giác rộng rãi chi lực, hắn có lý do tin tưởng, nếu là mang theo ra hỏa chặt vương tọa một đao, tuyệt đối sẽ bị chấn cái bán thân bất toại. Lại lượn quanh một vòng, hắn mới một cái rắm, cỗ ngồi lên, mưa bụi tùy theo ngửa con mắt, là đưa mắt nhìn hắn bị đánh bay ra ngoài. Thần minh vương tọa đi, cũng không thể tùy tiện ngồi. Triệu công tử kêu rên không ngừng, liên tiếp lật ra mấy cái té ngã mới đứng vững. Cứ như vậy trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều nát, cảm giác không cần quá sảng khoái. Gì tình huống, Triệu Bân khạc một búng máu. Tư thế không có bầy đúng, mưa bụi cũng biết chọc cười. Nàng dắt tay Triệu Bân, một bước bước lên vương tỏa. Lần này, vương tỏa cũng không phản ứng, cũng không gì cái bài xích. Cái này, Triệu Bân lông mày trao lên. Vừa người ta chi tạo hóa, từ cần người ta ngồi chung. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Triệu công tử không nói gì,
chỉ là có chút trịnh trọng quét đo một mắt mưa bụi, cô nương này không chân chính a. Có cái này môn môn đạo đạo, người nhà không nói sớm, kém chút bị đánh tan trống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.